rừng lạc vụ kề bên núi đá, bên trong có rất nhiều loài động vật sinh sống, thảm thực vật rừng rậm cũng rất phong phú, cộng thêm nguồn tài nguyên nước ngọt xuyên qua rừng rậm, rừng lạc vụ chính là thiên đường của động thực vật. Thế nhưng thiên đường cũng có nguy hiểm. Lam Nguyệt theo Trác Nhĩ và Mộc Sa, cùng mấy thanh niên trong đội săn thú đi vào rừng lạc vụ. Cô muốn đi quan sát tình hình của bầy lợn rừng, xem có phải là chúng đang di chuyển từ rìa rừng lạc vụ tới đây hay không. Trác Nhĩ bế Lam Nguyệt, Mộc Sa nhắc sắp đến rồi. Sau khi đến gần chỗ mà ngày hôm qua bọn Mộc Sa gặp lợn rừng, tất cả mọi người ẩn núp vào trong bụi cây thấp. Ngay ở phía dưới kia, Mộc Sa nhắc nhở mọi người di chuyển về phía trước. Lam Nguyệt vạch cây thấp ra một chút, nhìn thấy dưới gò đất khoảng 1 mét có một bầy lợn rừng răng nanh, giống như Mộc Sa nói, có khoảng gần 100 con, đều là lợn rừng trưởng thành, con lợn nhỏ cũng lớn bằng con lợn nhà ở hiện đại. Thân hình của lợn đực và lợn cái không khác nhau mấy. Lam Nguyệt thấy đặc điểm có thể để phân biệt là răng nanh và đuôi. Lợn đực có răng nanh rất dài, răng nanh của lợn cái chỉ bằng một nửa lợn đực. Đuôi lợn đực dạng đầu nhọn rất dài và rất thô to. Đuôi lợn cái cũng dài, nhưng rất nhỏ, trên đuôi chỉ có lông, vung qua vung lại không nhìn thấy có đầu nhọn. Đại khái chỉ là chiếc đuôi dùng để đuổi muỗi. Vì sao lợn rừng sống theo bầy đàn thì Lam Nguyệt chưa rõ. Mộc Sa nói ngày hôm qua mới ở bên sườn núi bên kia, hôm nay đã di chuyển rất nhiều về hướng bên này. Lam Nguyệt quan sát bọn chúng, quả thật như Mộc Sa, chúng đang tiếp tục di chuyển về hướng núi đá. Lý do tại sao chúng lại đi theo hướng đó thì cô vẫn chưa quan sát ra được. Nhưng Lam Nguyệt biết cần thiết giải quyết bọn lợn rừng này, bất kể là chúng muốn đi đến rìa rừng lạc vụ, hay là ra khỏi rừng, đều uy hiếp đến môi trường sống ở nơi cư trú trong núi đá. Nhiều như vậy nhất định giết không xuể, tôi sẽ dùng bẫy để đối phó với chúng, cái này chắc các anh chưa nghe qua bao giờ. Gọi những người ở phía trên xuống đây, tôi sẽ dạy mọi người cách đặt bẫy. Sau khi lặng lẽ lui về từ phía bầy lợn rừng, Lam Nguyệt nói với Trác Nhĩ. Mộc Sa nghe Lam Nguyệt nói giết không xuể, đang định nói sợ rằng giết mấy con cũng khó khăn, Trác Nhĩ ra hiệu bảo hắn đi gọi, Mộc Sa gật đầu. Trác Nhĩ tin tưởng Lam Nguyệt. Cô nói làm được thì nhất định sẽ làm được. Sau khi tụ tập đầy đủ, mọi người bắt đầu đào hố bẫy tại chỗ mà Lam Nguyệt chỉ định. Lam Nguyệt dặn mọi người phải đào hố bẫy thật rộng và thật sâu, lợn rừng cực kỳ khổng lồ, không thể đặt bẫy theo kiểu ở hiện đại được. Cô lại bảo một nhóm người chuyển cây trúc tới rồi vót nhọn. Cây trúc ở nơi này rất lớn, dùng để cắm vào hố bẫy sẽ chắc chắn hơn so với dùng cây gỗ, cây trúc lại giống ruột. Lúc vót nhọn sẽ không tốn nhiều công sức, Lam Nguyệt cùng mấy người khác đi nhặt cành cây và là khô tới. Sau khi đào xong một cái hố, Lam Nguyệt đích thân đi xuống hướng dẫn cách cắm cây trúc vào, tất nhiên Trác Nhĩ sẽ không để cô tự mình làm. Sau khi cắm đầy cây trúc xong, Lam Nguyệt kéo cành cây tơi bày lên trên miệng hố để có thể dễ dàng phủ lá khô lên. Phủ lá khô xong, cô lại dùng dao xương khắc lên một hình tròn lên thân cây to ở bên cạnh để làm ký hiệu. Bóc lớp vỏ cây hình tròn bên trong ra. Sau khi hoàn thành một cái hố bẫy, hai mắt Trác Nhĩ sáng lên, hắn rất nhanh hiểu được công dụng của hố bẫy, mừng rỡ ôm Lam Nguyệt. Lam, liệu bầy lợn rừng có đi qua chỗ này không? Sau khi được Trác Nhĩ giải thích cách dùng của hố bẫy, Mộc Sa cũng kinh hãi nhìn cái hố, lại hơi lo lắng hỏi Lam Nguyệt. Hôm nay tôi đến quan sát bầy lợn rừng là để xác định phương hướng và quy luật di chuyển của chúng. Chúng muốn tới núi đá thì nhất định phải đi qua chỗ này, bởi vì hướng đi của chúng là theo đường thẳng, không phải lo đâu. Mộc Sa gật đầu, tuy mọi người không rõ Lam Nguyệt quan sát như thế nào, nhưng chỉ cần biết bầy lợn rừng sẽ đi qua chỗ này là được rồi. Lam Nguyệt cũng không biết phải giải thích như thế nào với mọi người về kinh nghiệm quan sát con mồi của một sát thủ như cô. Cũng may bọn Mộc Sa sau khi biết bầy lợn rừng nhất định sẽ đi qua chỗ này thì không hỏi thêm nữa. Lam Nguyệt bảo mọi người tiếp tục đào hố bẫy, đào dọc theo đoạn đường cô chỉ định, đào xong một cái thì đánh ký hiệu lên đó, tránh cho mọi người lúc vào rừng lạc vụ săn thú không chú ý dẫm vào bẫy. Một nhóm người hăng say đào sới, Trác Nhĩ ôm Lam Nguyệt, cũng vác dìu đá đi làm việc. Lam Nguyệt cẩn thận kiểm tra xem có bỏ sót hố bẫy, đi theo thẳng về phía trước. Đến trưa, Lam Nguyệt ăn táo xanh và trái dừa mà Trác Nhĩ hái về. Tất cả bọn Mộc Sa đều mang theo ống trúc và lá cây to bọc thịt nướng, mặc dù nguội, nhưng ăn vẫn rất ngon. Lam,
cô thông minh như vậy, hại bọn tôi chẳng ai dám tỏ tình với cô. Nếu không cô chọn hai người đi, bọn tôi đều chưa vợ, đều muốn làm đàn ông của cô. Một đám đàn ông bắt đầu trắng trợn trêu chọc Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đen mặt nhìn bọn họ, im lặng không nói gì. Đúng vậy, Lam nha đầu, cô xem mấy thằng nhóc này cả người toàn thịt là thịt, nhất định rất được việc, toàn là dũng sĩ chỗ bọn ta thôi đấy, cô muốn mấy người, một xa được chứ. Đằng xa, Già Lưu dẫn theo mấy đứa trẻ đeo ống trúc đi đưa nước cho nhóm đàn ông, nghe thấy nhóm đàn ông nói cũng hùa theo nói với Lam Nguyệt. Ông già này, chỗ nào cũng thấy có mặt, cả người không có thịt thì toàn xương thôi à. Được việc thì ông để cho những người phụ nữ khác đi. Đúng là Lam Nguyệt oán thầm Già Lưu. Mọi người ăn nhanh lên rồi còn đi đào hố bẫy. Hôm nay phải đào cho xong. Bầy lợn rừng còn cách núi đá không xa đâu. Chát Nhĩ đen mặt thúc giục mọi người. Một xa lặng lẽ đi tới, đưa quả dừa cho Lam Nguyệt. Chát Nhĩ nhìn thấy động tác của một xa, không nói gì. Lam Nguyệt đưa lại quả dừa cho Ô Lệ. Lưu, bọn họ đều mang theo nước. Già không cần tới đâu. Lam Nguyệt lúng túng, vội nói lảng sang chuyện khác. Ta chỉ tiện thể đến để xem mọi người định giải quyết bầy lợn rừng như thế nào. Lam nha đầu à, cái đầu của cô sao mà lớn vậy? Có thể nghĩ được những thứ mà tất cả bọn ta đều không biết. Già Lưu cũng cảm thấy Lam Nguyệt không muốn tiếp tục câu chuyện của nhóm đàn ông, bèn nói nối theo. Lam Nguyệt đứng lên, dẫn Già Lưu tới cạnh hố bấy mới đào còn chưa phủ lá lên, giảng giải cho ông tác dụng của hố bẫy. Già Lưu khiếp sợ nhìn Lam Nguyệt, những điều ngạc nhiên mà cô gái này mang đến cứ không ngừng như sóng sau tiếp sóng trước. May mà cô bé đồng ý ở chung một chỗ với Trác Nhĩ. Chà chà, Lam Nguyệt đem tới cho nơi cư trú những thay đổi to lớn đến thế, chả trách Già Sơn lại coi cô bé là bảo bối như vậy. Già Lưu vừa cảm thán hố bẫy vừa nghĩ. Đến lúc mặt trời sắp lặn khuất khỏi rừng rậm lạc vụ, mọi người mới đặt xong toàn bộ hố bẫy. Lam Nguyệt kiểm tra lại một lần, vẫy tay nói đã xong, đám người mới vui vẻ cười nói trở về nơi cư trú ăn cơm. Ở nơi xa, những người phụ nữ đã làm sẵn thịt nướng và canh nấm thơm lừng để chào đón những dũng sĩ của họ trở về. Ngày hôm sau, Lam Nguyệt dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt xong, cô đi thu dọn hết những chuyện ngổn ngang trong nhà. Đến trưa, áng chừng bầy lợn rừng đã đi ngang qua chỗ đặt hố bẫy rồi. Lam Nguyệt bèn dục Trác Nhĩ đi xem một chút. Trác Nhĩ đem cô ôm lên, dẫn theo một nửa đội săn thú đi vào trong rừng lạc vụ, để một nửa số đàn ông ở lại nơi cư trú để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Lam Nguyệt không yên tâm về hố bẫy, nhất định muốn đi theo, Trác Nhĩ đành phải nhượng bộ. Lúc Trác Nhĩ ôm Lam Nguyệt, cô muốn tự mình đi, nhưng dưới ánh mắt đen sâu thẳm của Trác Nhĩ, Lam Nguyệt chỉ có thể thỏa hiệp. Trác Nhĩ đã tính rất kỹ, nếu có nguy hiểm thì sẽ ôm Lam Nguyệt chạy. Người ở nơi cư trú đều cực lực đồng ý với quyết định của Trác Nhĩ. Ôm đi, chị đây càng lúc càng giống động vật nguyên thể rồi. Người ta mảnh mai yếu ớt đến thế sao? Đi dọc theo những ký hiệu trên cây, đến chỗ đặt hố bẫy. Cả đội săn thú và cả Lam Nguyệt đều kinh hãi. Xung quanh là một khung cảnh hỗn loạn. Khoảng cách ngày hôm qua phát hiện bầy lợn rừng cho đến gần hố bẫy đều bị quần nát. Cây cỏ xung quanh hố bẫy giống như có gió lốc cuốn qua, bị đạp nát không nhìn ra hình dáng, những cây nhỡ bị xô gãy hoàn toàn, mặt đất ở khu vực quanh hố bẫy sạch bóng lá khô, khắp nơi không một chiếc lá. Có thể tưởng tượng được khi bầy lợn rừng bởi vì dẫm phải hố bẫy mà tạo thành thương đã hoảng loạn đến mức nào. Xem ra chúng chưa từng gặp phải thiên địch có thể lặng lẽ gây ra thương vong cho chúng như vậy, nên mới hoảng loạn tìm cách phá nát khu vực xung quanh bẫy. May mà hôm qua khi làm ký hiệu bẫy, Lam Nguyệt đã tính toán trước mà làm ở trên cây to chọc trời, không bị bầy lợn rừng xô gãy, đại thụ mấy trăm năm đúng là kiên cố. Trác Nhĩ và Mộc Sa dẫn theo đội săn thú đi kiểm tra từng hố bẫy. Trong những hố bẫy gần khu vực ngày hôm qua phát hiện bầy lợn rừng nhất đều đâm chết hai con, lợn đực lợn cái đều có. Những hố bẫy nằm trên nửa đường đến núi đá chỉ cắm chết một con, có hố bẫy chỉ có một con lợn rừng nhỏ, cũng đã bị cây trúc to nhọn đâm chết rồi. Còn những hố bẫy ven rừng lạc vụ thì không có lợn, cũng không có động vật khác, có thể do bầy lợn rừng gây náo động mà sớm chạy mất tăm rồi. Lam Nguyệt thống kê từng hố bẫy, tổng số lợn rừng trưởng thành và lợn nhỏ trong hố bẫy có đến gần 80 con. Bầy lợn rừng không biết hố bẫy mà hoảng loạn,
chết hơn phân nửa, số còn lại bặt vô âm tín. Căn cứ vào dấu vết móng lợn để lại thì số lợn rừng còn lại đã chạy về chỗ sâu trong rừng lạc vụ. Nhìn con lợn rừng cắm trên cây trúc, Lam Nguyệt cười tươi rói. Thịt đó, nhiều như vậy, có thể làm thực phẩm dự trữ cho mùa đông rồi. Trác Nhĩ và đội săn thú vẫn còn ngây người trước nhiều con mồi to lớn như vậy. Cậu thiếu niên Hoắc Lý đã sùng bái nhìn Lam Nguyệt, nhưng lại bị ánh mắt sâu thẳm của Lam Nguyệt dọa cho nhảy dựng. Ánh mắt của Lam thật đáng sợ. Cô ấy sẽ không nhào tới gặm thịt tươi đấy chứ. Không phải cô ấy vẫn dạy mọi người phải ăn đồ nấu chín sao? Hoắc Lý, quay lại núi đá gọi toàn bộ đàn ông đến đây, mang con mồi về. Lam Nguyệt quay đầu lại vẫy vẫy tay, ra lệnh cho cậu thiếu niên Hoắc Lý. Bọn Trác Nhĩ và Một Sa cũng đã tỉnh táo lại, vội vàng đi đến cạnh hố bẫy, dùng dây gai cột vào người con lợn rừng, hợp lực kéo con lợn rừng lên. Một lát sau, Hoắc Lý mang người đến, mọi người đồng tâm hiệp lực kéo lợn rừng từ trong hố bẫy ra. Lam Nguyệt bảo mọi người lấy cây gỗ đưa qua sợi dây trói lợn rừng, mấy người một tổ khiêng lợn rừng lên. Sau khi kéo toàn bộ số lợn rừng lên, Lam Nguyệt lại bảo mọi người lấp một số hố bẫy, chỉ để lại mấy hố để dùng, phân công người đi đặt lại hố bẫy, khắc ký hiệu cho rõ ràng. Đến khi xử lý ổn thỏa cả bầy heo rừng này thì mặt trời đã sắp xuống núi. Lam Nguyệt cùng với một người đi sau cùng đang khiêng một con lợn con quay trở lại núi đá. Lam nha đầu, ôi, tốt quá. Giả Sơn đi đón bọn Lam Nguyệt, lời nói đã hơi lộn xộn. Sơn, sau này sẽ tốt hơn, Trác Nhĩ cũng rất vui mừng, vỗ vỗ vai Giả Sơn. Lam Nguyệt nhìn khắp nơi cư trú đều là những ánh mắt nóng bỏng, có chút không chịu nổi. Trác Nhĩ, mang lợn rừng đi xử lý đi. Buổi tối tôi muốn làm thịt hun khói. Trác Nhĩ biết Lam Nguyệt vừa ra mặt mỏng vừa mặt liệt, không quen bị người khác nhìn chằm chằm, liền hô mọi người ra bờ sông xử lý lợn rừng. Mấy người phụ nữ cũng cầm giỏ trúc đi theo đi xếp thịt vào, rồi bảo nhóm đàn ông mang về khu đất trống. Thịt lợn rừng rất nhiều, mấy giỏ trúc không đựng hết được. Lam Nguyệt xếp rất nhiều đống lửa, ngoài mấy đống lửa để cho bọn họ nấu cơm ra, còn lại thì lấy cành cây bắc lên, rồi trải từng miếng thịt lợn rừng lên để hun. Thịt hun xong thì dùng dây đay sâu lại treo trên cây trúc ở phía ngoài hang để cho nguội, lại bảo mấy người đàn ông mang cây trúc xếp vào trong cái hang mới đào xong cách đây ít lâu. Cứ như vậy hang dự trữ đã xếp đầy thịt hun khói. Lam Nguyệt nhìn thịt vẫn tiếp tục được đưa lên hun, chỉ có thể bảo mấy người đàn ông đi chặt thêm cây trúc mới, treo tại cửa hang, đợi đến ngày mai bố trí người đi đào thêm cái hang dự trữ thịt nữa, thịt lợn rừng nhiều quá. Lam Nguyệt bảo Trác Nhĩ đừng bỏ mấy thứ như gan, thận với giả dày lợn đi, mà cho treo lên hun cùng, ruột lợn thì Lam Nguyệt bảo bọn họ quăng đi, thứ này quá lớn. Trước khi xuyên qua, Lam Nguyệt rất ngu ngơ trong sinh hoạt hàng ngày, cô không biết làm lạp xưởng, cũng không biết xào ruột già, nhưng nên giữ lại toàn bộ mỡ lá thì Lam Nguyệt vẫn biết. Thời đại này không có dầu thực vật, trong các loại mỡ động vật thì mỡ lá có lượng dầu cao nhất. Cô bảo Trác Nhĩ bỏ toàn bộ số mỡ lá vào trong giỏ trúc trống, để ngày mai thắng mỡ, hôm nay phải làm thịt hun khói, không có thời gian để thắng mỡ. Toàn bộ người ở nơi cư trú bởi vì thịt lợn rừng mà bận rộn không ngơi tay, cứ như vậy đến tận khi mặt trăng lên cao giữa trời mới xử lý xong toàn bộ số thịt lợn rừng. Tất cả mọi người ngồi quây quần trên khu đất trống ăn cơm. Mặc dù hôm nay ăn cơm rất muộn, mọi người đều đói đến mức bụng sắp dán vào lưng rồi, nhưng khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Hoắc Lý và thiếu niên vừa ăn vừa nói tình trạng xung quanh hố bấy hôm nay. Nhìn nơi cư trú đâu đâu cũng treo thịt lợn rừng, mọi người thỏa mãn ăn thịt nướng uống canh, lại nghe Hoắc Lý nói chuyện, Lam Nguyệt cũng mỉm cười ôm ô lệ hút canh, dạy ô lệ cách dùng đũa. Lam nha đầu đúng là một cô gái tốt, có đôi khi tôi cảm thấy cô gái này không phải là phụ nữ mà giống như dũng sĩ ấy. Già Lưu vừa ăn cơm vừa cảm thán với Già Sơn. Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta trước khi cô bé tới như thế nào, hiện tại như thế nào. Đứa nhỏ này đúng là phúc âm của chúng ta. Chỉ là đàn ông hơi ít, ai, có vẻ như nha đầu này không thích người đàn ông nào khác ngoài Trác Nhĩ. Già Sơn lẩm bẩm theo. Lam, tôi muốn làm đàn ông của cô,
một người thanh niên cầm lông vũ gà rừng đi tới trước mặt Lam Nguyệt. Tôi cũng thế. Tôi cũng muốn làm đàn ông của cô. Lại có hai thanh niên không cam chịu yếu thế, lấy lông vũ đi tới trước mặt Lam Nguyệt. Lam, bọn họ đều tốt lắm, nhận hết đi. Mấy người phụ nữ ở bên cạnh khuyến khích Lam Nguyệt. Mặt Trát Nhĩ đã đen như đáy nồi. À, chuyện này, tôi có Trát Nhĩ là đủ rồi. Không phải là ghét bỏ gì các anh. Tôi chỉ coi các anh như người thân. À, chuyện này, tóm lại tôi có Trát Nhĩ là đủ rồi. Lam Nguyệt ấp úng từ chối xong, xoay người bỏ chạy mất tăm, bỏ lại mấy người đàn ông trái tim đang rỉ máu. Đàn ông ấy mà, chị đây không thể tiếp nhận được, chỉ một Trát Nhĩ còn chưa lo nổi, hay đi. Sáng sớm, Lam Nguyệt lại bắt đầu một ngày bận rộn. Mặc dù hiện tại ở nơi cư trú đã có một lượng thịt hun khói lớn, Trát Nhĩ vẫn dẫn theo đội săn thú lên đường đi săn. Thịt hun khói giữ lại để mùa đông ăn. Thịt tươi săn được về mỗi ngày có thể để hiện tại ăn. Thức ăn vào mùa đông quá khan hiếm, có thể dự trữ được bao nhiêu thì cứ dự trữ. Nhờ có lửa mà Lam Nguyệt mang đến, mùa đông năm nay chắc chắn sẽ rất ấm áp. Mỗi thành viên ở nơi cư trú đều biết điều này. Trát Nhĩ để Hoắc Lý và Thạch lại giúp việc vặt cho Lam Nguyệt. Hôm nay hắn được đích thân dẫn đội săn thú đi săn. Hắn phân công mấy người đi theo một xa vào rừng rậm lạc vụ xem trong hố bẫy có con mồi hay không. Sau đó lại vào rìa rừng mông tạp tập trung với bọn họ. Hôm nay đội săn thú của bọn họ muốn đi vào bìa rừng mông tạp để đào mấy cái hố bẫy. Trát Nhĩ lại để mấy người lại đào hang núi. Quay đầu lại vẫy tay với Lam Nguyệt đang đứng ở cửa hang núi, mấy người đàn ông khiêng cây trúc ở phía sau cười cười nói nói. Trong ánh nắng sớm mai, Trát Nhĩ dẫn theo đội ngũ lên đường. Hiện tại mỗi người trong đội săn thú đều mang theo ống trúc và với túi da thú, tất cả đều tinh thần bừng bừng phấn chấn. Sau khi đám người Trát Nhĩ đi rồi, Lam Nguyệt bảo bạn nhỏ Ô Lệ mới sáng sớm đã chạy đến chỗ cô đi tìm mẹ của bé, cha của Ô Lệ còn đang dưỡng thương. Lam Nguyệt bảo hai già đi làm bình đá, tốt nhất là chuẩn bị nhiều một chút, để có thể đựng được nhiều mỡ. Sau khi nói rõ cho hai lão về kích thước của bình đá cần dùng, Lam Nguyệt bảo mấy bạn nhỏ ở lại giúp rửa vải đá, rồi dẫn theo mấy người phụ nữ đến bờ sông rửa mỡ lá. Hoắc Lý và Thạch chịu trách nhiệm khiêng đồ, còn cô và Tô thì chịu trách nhiệm thái. Hoắc Lý và Thạch khiêng mỡ lá trở về, Lam Nguyệt với Tô, một người dùng dao xương một người dùng dao găm. Thoăn thoắt thái mỡ lá thành từng miếng rồi xếp lên chiếc lá to, rửa rồi lại thái, bận rộn đến tận giữa trưa vẫn chưa thái xong. Tôi biết là khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì Lam Nguyệt nhất định phải ăn cơm, bèn ngừng dao, đi thăm khôn một chút. Lam Nguyệt cầm quả dại đưa cho mấy bạn nhỏ, lại đi đưa nước cho mấy người đào hang núi, xong xuôi mới ngồi xuống ăn trái cây. Mấy người phụ nữ rửa xong trở về, thấy Lam Nguyệt đang gặm trái cây thì cười cười. Tìm phiến đá đã rửa sạch rồi lấy dao ra để thái mỡ lá. Lúc Lam Nguyệt ăn cơm chưa xong thì mấy người phụ nữ đã thái xong rồi. Giờ đang người sửa da thú thì sửa da thú, người vá da thú thì vá da thú. Tiểu Mỹ vừa mới mang thai cũng đang ngồi trên tảng đá khâu giày bằng da thú học được từ chỗ Lam Nguyệt. Lam Nguyệt bảo là khâu giày cho đứa bé ở trong bụng, nên Tiểu Mỹ may vá rất hào hứng. Còn có mấy người phụ nữ thì muốn hỗ trợ Lam Nguyệt, mỡ lá nhiều như vậy. Chỉ mình Lam Nguyệt thì làm không xuể, mặc dù bọn họ không biết Lam Nguyệt dùng vật này để làm gì nhưng nhất định là có tác dụng, cho nên đều ngồi ở trên chỗ đất trống chờ học tập. Lam Nguyệt ăn xong đã nhìn thấy một đám phụ nữ đang dùng ánh mắt sáng rực đầy mong đợi nhìn cô. May mà không phải là đàn ông, nếu không chắc mình lại phải bỏ chạy rồi, hay đi. Lam Nguyệt bảo bọn Hoắc Lý với Thạch dựng bếp lửa giống như lần trước nấu canh gà nấu nấm. Bắc vải đựng nước đã rửa sạch lên, đun cho đến khi nước cho vải khô hết. Mấy chiếc vải đựng nước cô đã dùng thành nồi rồi. Phải bảo bọn Trát Nhĩ kiếm thêm mấy tảng đá lớn để làm vải với nồi thôi, còn phải dùng để đựng nước nữa. Có thời gian thì đào cái ao nước là tốt nhất, chứ đường tới bờ sông lấy nước thật sự quá xa. Nghĩ đến chuyện đào ao nước, Lam Nguyệt liền đứng lên quan sát vị trí khu đất trống phía dưới núi đá. Cô vừa đi vừa quan sát nền đất xung quanh chỗ đất trống, tính toán khoảng cách đến sông nhỏ. Sau khi tìm được một vị trí, cô liền gọi Hoắc Lý và Thạch tới để đào tại vị trí mà cô chỉ định. Dùng một cành cây vẽ một vòng lớn lên trên mặt đất,
Sau đó Lam Nguyệt lại dặn hai thiếu niên giữ lại đất đào lên được để đắp mương dẫn nước. Hoắc Lý với Thạch không hỏi một câu mà bắt đầu làm luôn. Xem ra mọi người ở nơi cư trú này đều đã quen với việc Lam Nguyệt ra lệnh, bọn họ làm theo mãi rồi cũng thành thói quen. Mà thật ra mọi người đều hiểu, Lam Nguyệt có làm cái gì, cũng là vì muốn cuộc sống của bọn họ có thể tốt hơn thôi. Bố trí công việc cho mấy cậu thiếu niên xong, Lam Nguyệt đi tới bên cạnh chiếc nồi đá lớn, nhìn nước trong nồi đã khô hết, lập tức cùng mấy người phụ nữ bỏ mỡ lá vào, bỏ được nửa giỏ thì nồi đá cũng đầy tới nửa. Lam Nguyệt muốn ôm đầu buồn bực, nếu cứ nấu như vậy thì hôm nay chắc chắn không xử lý xong số mỡ kia được. Lam Nguyệt rất bất đắc dĩ nghĩ đến chiếc vải đá lớn nhất trong hang kia, hết cách, ai bảo lại có mỗi hai cái vải đá như vậy. Sau khi nói với Giả Sơn xong, Giả Sơn và Giả Lưu nhanh chóng đổ hết nước ở trong vải đá đi, để cho Lam Nguyệt dùng. Mấy người phụ nữ thì nhóm một đống lửa lớn, nhóm xong, Giả Sơn và Giả Lưu cũng khiêng vải đá bắc lên trên đó. Lam này, mỡ này khó ăn muốn chết, cô nấu thứ đó làm gì, mọi người ở đây đều không ăn đâu, mà giờ cũng có thiếu đồ ăn đâu. Giả Sơn khó hiểu nhìn Lam Nguyệt đang nấu mỡ lá, không thể hiểu vì sao Lam Nguyệt lại đột nhiên muốn ăn thứ mỡ vừa ngấy vừa hôi này. Không đâu, cháu nấu cái này là để lấy mỡ dùng, không phải nấu để ăn, khi nào nấu xong sẽ nói cho ông biết cách dùng như thế nào. Lam Nguyệt trả lời Giả Sơn, nhìn hai già khiêng nồi đá còn có vẻ rất cường tráng, Lam Nguyệt nói ra nghi hoặc bấy lâu của mình. Giả Sơn, ông bao nhiêu tuổi rồi thế? Cả Giả Lưu nữa. Lam Nguyệt muốn biết số tuổi của mấy người già ở viễn cổ bao nhiêu là được tính vào cấp bậc người già. Ai già, hình như có đến hơn 40 mùa tuyết rồi, lão Lưu nhỏ tuổi hơn ta một chút, cũng tới 40 mùa tuyết rồi, già rồi, chẳng biết còn sống được qua bao nhiêu mùa tuyết nữa, Giả Sơn cảm khái. Lam Nguyệt không khỏi chấn động, 40 tuổi đã là người già rồi, tuổi thọ của người hiện đại cũng phải đến 100 tuổi. Như vậy tức là người viễn cổ đến khoảng 50 tuổi sẽ chết, trong đó chưa kể đến thiên tai, bệnh tật các kiểu, phụ nữ lại càng khó sống, số người chết lúc sinh con rất nhiều, lại nghĩ đến đàn ông ở hiện đại, 40 tuổi vẫn là độ tuổi tráng niên, vẫn không ngừng tìm những cô em tiểu tam trẻ trung trắng trẻo. Sau này sẽ tốt hơn, Giả Sơn nhất định còn ở bên cạnh bọn cháu rất lâu, Lam Nguyệt an ủi Giả Sơn, một người chỉ quen trưng ra khuôn mặt đơ như cô. Thật sự không quen nói những câu êm tai, có tấm lòng là được rồi. Ừ, Giả Sơn còn phải chờ đứa bé của Lam Nha đầu cô nữa chứ, ta còn khỏe lắm. Giả Sơn cười vui vẻ nói, còn quỷ dị nhìn chằm chằm vào bụng của Lam Nguyệt, khiến Lam Nguyệt sợ quá phải tránh đi xem mỡ nấu như thế nào rồi, bỏ lại Giả Lưu đang ở phía sau cười ha ha. Nấu mỡ lá đến nửa buổi chiều thì xong. Trong lúc đó Lam Nguyệt còn bảo mấy người phụ nữ đem tất cả nồi đá nấu cơm tới để nấu mỡ mới có thể xong được. Lam Nguyệt lấy ống trúc vót thành mấy cái muỗng, nói là muỗng nhưng không giống lắm, ngược lại giống với đồ dùng để khuẩy xì dầu hoặc khuấy rượu ở hiện đại hơn. Chỉ là cái Lam Nguyệt làm khá ngắn, phần đầu ống trúc thì cô gọt bớt đi, phần dưới thì cô gọt cho giống hình một nửa chiếc chén, giữ lại một đoạn trúc để làm chuôi. Chiếc muỗng thời nguyên thủy đơn giản nhất đã hoàn thành. Lam Nguyệt dùng muỗng múc nước mỡ vào bình đá mà Sơn và mấy bạn nhỏ làm để nguội. Nước mỡ quá nhiều, bình đá không thể đựng hết, không còn cách nào khác. Lam Nguyệt bảo mấy người phụ nữ đợi nước mỡ nguội thì cho vào trong mấy ống trúc, cô sợ mỡ nóng sẽ làm hỏng ống trúc. Trác Nhi dẫn đội săn thú trở về vừa lúc nhìn thấy Lam Nguyệt đang chỉ huy hai già cùng mấy bạn nhỏ chuyển mấy vải mỡ. Lại nhìn hai thiếu niên ở bên kia đào ao nước đã bỏ công cụ trong tay xuống nhìn về phía đội săn thú. Trác Nhĩ chạy đến phía sau Lam Nguyệt, ôm lấy Lam Nguyệt, hôn lên mái tóc cô. Ấy, Trác Nhĩ, về rồi sao? Buông ra, gì mà nhiệt tình thế? Lam Nguyệt nhìn mấy người đàn ông trong đội săn thú đang ở phía sau cười ha hả nhìn bọn cô, tức khắc không còn bình tĩnh được nữa. Lam Lam, cho. Lam Nguyệt còn tưởng rằng Trác Nhĩ sẽ lại cho cô một bó to hoa cỏ gì đó. Gần đây Trác Nhĩ hễ đi ra ngoài là sẽ hái hoa cỏ về cho Lam Nguyệt hun hang núi. Ai ngờ Trác Nhĩ lại đưa tay vào trong túi da thú ở sau lưng, móc ra mấy quả trứng cho cô. Ý, Trác Nhĩ, đây là trứng gì thế? Lam Nguyệt vui mừng nhìn Trác Nhĩ,
đây là quả trứng đầu tiên cô nhìn thấy kể từ khi đến viễn cổ. Gà rừng, tìm được ở trên cây, tôi nghĩ có thể em thích ăn, Trác Nhĩ đăm đăm nhìn Lam Nguyệt nói, đưa túi da thú sau lưng cho Lam Nguyệt, bên trong đầy một túi trứng, có tới 30 quả. Trứng ăn ngon lắm, đi rửa mặt đi, tôi đi làm cơm tối, tối nay sẽ làm món trứng cho anh ăn. Lam Nguyệt vui vẻ ngồi đếm trứng, không có quả nào bị vỡ, xem ra vỏ trứng rất dày, trứng là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, Trác Nhĩ đúng là đã mang về đồ tốt rồi. Đến khi cô quay đầu lại thì thấy những người đàn ông phía sau người nào cũng cầm mấy quả trứng, hả? Bọn Trác Nhĩ bê hết cả ổ trứng gà rừng về sao? Sao lại nhiều như vậy? Không thể, giống gà có móng ở trên cánh vẫn chưa tiến hóa thành gà rừng ở hiện đại, vẫn làm tổ ở trên cây, xem ra gà rừng này đẻ rất nhiều trứng. Lam Nguyệt làm cơm tối trên nồi đá đặt tại cửa, tất cả phụ nữ đều tập trung ở đây. Đương nhiên là để học cách làm món trứng như thế nào. Mấy đứa bé ngồi xổm ở bên cạnh, ngay cả Tiểu Mỹ cũng xoa bụng đi tới. Lam Nguyệt bảo Tiểu Mỹ ngồi lên tảng đá, rồi cô lấy toàn bộ trứng ra, đánh vào 3 chiếc bát đá, dùng đua khuấy đều 2 bát trong đó, lại đem cải thìa đã rửa sạch thái nhỏ rồi cho vào chiếc bát cuối cùng, đầy quá lại chia thành 2 bát. Nồi đá ở trên bếp đã khô, cô rót mỡ lợn trong ống trúc vào nồi, đợi mỡ nóng thì đổ trứng trộn rau vào tổng nồi. Xèo xèo, mùi thơm trứng chiên tràn ngập ra, mấy đứa bé không ngừng nuốt nước miếng nhìn chằm chằm Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nhìn dáng vẻ thèm thuồng của mấy bạn nhỏ, dùng miếng trúc lật trứng chiên mấy lượt cho chín, lấy lá cây để đựng rồi chia cho mấy đứa bé. Trong đầu lại nghĩ phải bảo Trác Nhĩ vót cho mấy cái xẻng xúc với thìa gỗ mới được. Lam, trứng ăn ngon quá, bạn nhỏ ô lệ vừa ăn vừa nói với Lam Nguyệt. Lam, bọn tôi quay về làm đây. Tô gật đầu với Lam Nguyệt, dẫn ô lệ về nấu cơm, mấy người phụ nữ khác cũng dắt con đến chào Lam Nguyệt rồi về, còn Tiểu Mỹ thì được chồng mình bế về. Lam Nguyệt nấu xong số trứng còn dư lại thì Trác Nhĩ cũng về tới nơi. Lam Nguyệt bảo hắn đi gọi Già Sơn đến ăn cơm, rồi cho canh cá vừa nấu xong từ trên bếp xuống đặt lên tảng đá đã được Trác Nhĩ mài phẳng, lại cho tóp mỡ vào một bát đá. Lúc Lam Nguyệt bắt đầu làm thịt nước thì thấy Trác Nhĩ cùng Già Sơn, phía sau còn có một xa đi tới, Lam Nguyệt giật giật khóe miệng, lại tơi ăn trực, sớm tìm người phụ nữ nào mà chung sống đi chứ, thật là. Lam nha đầu, thì ra mỡ béo này được dùng như vậy, cô bé này đúng là không có cái gì là không biết. Già Sơn vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Lam Nguyệt, nhìn tóp mỡ với trứng chiên, Già Sơn vùi đầu vào ăn đến quên trời đất, một xa cũng im lặng cắn một miếng trứng trộn rau húp một ngụm canh cá. Nếu có tiểu tử ở đây, những món cậu ấy nấu sẽ khiến mấy người muốn nuốt luôn cả lưỡi, hay đi. Tiểu tử. Lam Nguyệt than thở xong, cũng không nói gì. Gắp món trứng trộn rau cho Trác Nhĩ, cúi đầu ăn canh. Già Sơn đã quen với một Lam Nguyệt mặt đơ, hỏi 10 câu thì có tới 9 câu không trả lời, không quan tâm mà ăn tóp mỡ, gặm trứng chiên. Lam nha đầu, hôm nay cô bảo Hoắc Lý đào hố để làm gì thế? Ngày mai bảo thêm mấy thanh niên ở lại đào giúp nữa. Cơm nước xong, Trác Nhĩ đi dọn dẹp bát đũa, Lam Nguyệt từ lúc tới viễn cổ mới chỉ thu dọn một lần, còn lại đều là Trác Nhĩ làm, cô cũng quen với việc này rồi. Một xa đi giúp đỡ Trác Nhĩ, Già Sơn cùng cô ngồi ở cửa hang nói chuyện phiếm. Để chứa nước, cũng giống như vại đá đựng nước, lấy nước ở xa, Lam Nguyệt luôn nói rất ngắn gọn, trừ những lúc nói với Trác Nhĩ. Ừ, cái này hay, ngày mai bảo mấy thanh niên tới đào, đào sâu bao nhiêu thì cô cứ bảo. Vâng, Già Sơn này, đào ao rồi thì có thể nuôi cá, Lam Nguyệt nói ý tưởng của mình cho Già Sơn. Ồ, ý hay đấy, ta phải đi nói chuyện này cho mọi người mới được, chuyện tốt mà, Già Sơn hăm hở rời đi, Lam Nguyệt lắc đầu, một xa gật đầu với Lam Nguyệt rồi cũng đi, Lam Nguyệt nhướng mày. Lam Nguyệt chỉ huy mấy thanh niên đào ao nước, lại phân ra mấy người đi đào mương dẫn nước, đổ bùn đất đào ao lên bên cạnh mương dẫn nước, còn mấy đứa bé thì được Lam Nguyệt phân công đi tìm rau dại mỗi ngày. Hôm nay nhóm phụ nữ không đi đào măng bắt cá, Lam Nguyệt phân công họ đi nhặt những cục đá nhỏ. Ao nước phải đào mất 2 ngày mới xong, Lam Nguyệt lại chỉ huy nhóm thanh niên lấy đống đá nhỏ rải xuống đáy ao, trải kín một lớp xong thì bảo mấy người phụ nữ ngừng nhặt đá.
rồi bảo nhóm thanh niên khuân những tảng đá lớn kê ở xung quanh ao nước. Kê đá xong rồi, cô lại bảo nhóm thanh niên ra bờ sông dẫn nước, mấy người phụ nữ thì đi hái nấm và đào măng. Nhìn nước trong ao đã đầy được 1/3, Lam Nguyệt liền bảo mấy người thanh niên tiếp tục dẫn nước, còn bản thân thì dẫn mấy người khác đi bắt cá. Lam Nguyệt nói cô muốn cá còn sống, liền lập tức nhìn thấy cảnh tượng, một người mò cá ở trong sông. Mò được thì một người khác liền cầm lấy chạy tới ao nước ném vào đó, bên cạnh lại có người đưa túi lưới lên cho người ở trong sông tiếp tục mò. Lam Nguyệt kiểm tra thấy mực nước được hơn một nửa rồi thì bảo bọn họ dừng lại. Lam Nguyệt dẫm lên một hòn đá lớn để đo lớp đất dưới đáy ao, không thấm nhiều, sau này chỉ cần chú ý khi nào mực nước giảm xuống thì đổ thêm vào là được. Nước ở sông nhỏ chảy không ngừng, Lam Nguyệt tới đây đã lâu như vậy nhưng chưa từng thấy mực nước trong sông hạ xuống, đoán chừng nước sông là không có khả năng cạn được, nước cần dùng sẽ không bị thiếu. Lam Nguyệt nhìn cá ở trong ao, không biết có nuôi sống được không? Thời đại này còn chưa thấy có giun, ít nhất là cô vẫn chưa tìm ra. Trong bụi cỏ có mấy loại sâu, sau này bố trí cho bọn nhỏ mỗi ngày tìm một ít để ném cho cá ăn, nuôi không được thì bắt lên để ăn, dù sao ở trong sông vẫn còn nhiều. Lam Nguyệt nghĩ kỹ xong liền đi lên. Lam Lam, Trát Nhĩ mang theo đội săn thú trở lại, Lam Nguyệt tiến lên đón, ôn hoa cùng với trứng gà Trát Nhĩ mang về rồi quay lại hang núi để chuẩn bị cơm tối. Mấy người đàn ông trong đội săn thú thì vây quanh ao nước để nhìn ngắm, mọi người đều tâm tắc khen ngợi. Hôm nay Trát Nhĩ nấu cơm, thế là Lam Nguyệt được rảnh rỗi vui vẻ. Từ sau khi cô tới núi đá thì đã hình thành thói quen chỉ mình cô với Trát Nhĩ ăn cơm với nhau, mọi người ở núi đá đã quen với việc này rồi. Ai ở đây cũng đều biết Lam Nguyệt là người ít nói, thích sạch sẽ, mặt đơ, thích sống một mình, cũng biết cô chỉ có thể tiếp nhận được Trát Nhĩ. Nhiều người độc thân đã buông tha việc tỏ tình cùng với Lam Nguyệt rồi, thỉnh thoảng có gặp mặt thì chỉ trêu chọc một chút thôi, nhưng vẫn còn một số quyết tâm không bỏ cuộc, trong đó có một Sa. Bọn họ cũng biết Lam Nguyệt không giống với những người phụ nữ ở nơi cư trú, trắng nón, xinh đẹp, lại biết rất nhiều thứ, rất khó theo đuổi, nhưng vẫn cố theo đuổi. Đối với tình huống như vậy Trát Nhĩ rất rõ ràng, nhưng hắn không nói gì cả. Chỉ là buổi tối đều ôm Lam Nguyệt thật chặt. Tất cả những thứ này Lam Nguyệt cũng đều để ở trong mắt, cô bây giờ chỉ cần Trát Nhĩ có ở đây thì đều ở bên cạnh hắn, để hắn có thể được an tâm. Ăn xong cơm tối xong, khi ánh trăng rải lên trên núi đá, Lam Nguyệt kéo Trát Nhĩ đi tản bộ, nói là ăn quá no nên muốn đi tiêu thực, Già Sơn xua xua tay với bọn họ rồi đi về. Khà khà, rủ nhau ra ngoài hẹn hò chứ gì, ánh trăng đẹp như vậy, Già Sơn ta thức thời lắm đấy. Kéo bàn tay to của Trát Nhĩ dọc theo ao nước đi về phía bờ sông, Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Trát Nhĩ. Dưới ánh trăng mông lung, khuôn mặt cương nghị của Trát Nhĩ có chút căng thẳng. Lam Nguyệt nhéo nhéo tay Trát Nhĩ, Trát Nhĩ, không thích đi dạo sao? Không, đi dạo với Lam Lam tôi rất vui, Lam Nguyệt đã hiểu, Trát Nhĩ đang xấu hổ. Trát Nhĩ, cha mẹ anh là người như thế nào? Lam Nguyệt chuyển đề tài câu chuyện theo hướng khác, nếu không thì Trát Nhĩ còn xấu hổ tới khi nào đây, cô còn chưa thẹn thùng mà. Trát Nhĩ thu lại vẻ căng thẳng, chậm chậm nói, tôi chưa từng gặp mẹ, nghe Sơn nói. Mẹ rất đẹp, là người phụ nữ xinh đẹp nhất ở nơi cư trú. Lúc mẹ mang thai tôi là lúc Sơn tỏ tình với mẹ, mẹ nói chờ sinh tôi ra sẽ nhận lời Sơn. Ồ, Sơn từng theo đuổi mẹ anh sao? Chưa nghe ông ấy nói bao giờ, vậy tại sao Sơn lại không có con? Lòng hiếu kỳ của Lam Nguyệt trỗi dậy. Mẹ sinh tôi xong liền mất, trước lúc mất đã nói với Sơn là cho tôi làm con ông ấy. Ồ, vậy tại sao anh không gọi Sơn là cha? Lúc ấy cha vẫn còn sống, Sơn nói với cha rằng tôi là con của bọn họ, cha cũng đồng ý. Sau khi mẹ ta chết, cha thường xuyên vắng nhà, rất ít khi ở lại, tôi với tô đều do Sơn một tay nuôi lớn. Sau đó, cha trở lại nói với Sơn rằng ở bên ngoài đã đi qua rất nhiều nơi, Sơn cũng đi theo một lần, một chuyến này đi mất một mùa tuyết, tới mùa tuyết thứ hai mới trở về. Hóa ra cha chồng còn là một nhà thám hiểm nữa, Lam Nguyệt nói bằng tiếng hiện đại, Trát Nhĩ nghe không hiểu, Lam Nguyệt vẫy tay, không có gì. Anh nói tiếp đi. Sau đó xảy ra động đất, làm chết rất nhiều người,
cha cùng với Sơn dẫn mọi người di chuyển về phía núi đá, khi đi qua rừng rậm mông tạp cũng chết rất nhiều người. Sau khi đến núi đá để an cư, trong lúc đi săn tại rừng rậm mông tạp đã làm quấy nhiễu tới nơi ở của hổ răng kiếm. Có một ngày, sau khi đi săn thú ở bên ngoài về xong, hổ răng kiếm đã theo mùi đi tới núi đá, cha cùng những người đàn ông khác cầm vũ khí chống cự, bị hổ răng kiếm ăn thịt. Sơn với Lưu mang theo phụ nữ và trẻ nhỏ núp ở sâu trong hang núi mới tránh được. Trác Nhĩ nói tới đây thì dừng lại, vẻ mặt ảm đạm. Lam Nguyệt ôm cổ Trác Nhĩ. Trác Nhĩ, còn có tôi. Lam Nguyệt dùng lời của Trác Nhĩ đã từng nói với mình để an ủi Trác Nhĩ. Cô gái này thật sự khiến người khác không còn gì để nói. Trác Nhĩ điều chỉnh lại sắc mặt, nhìn Lam Nguyệt chủ động ôm mình liền đưa tay ôm Lam Nguyệt vào trong ngực, ngồi xuống ở bờ sông. Ừ, tôi rất vui vẻ khi có Lam Nguyệt ở bên cạnh, rừng rậm mông tạp đã đem đến cho tôi người quan trọng nhất cuộc đời, là chuyện vui vẻ nhất của đôi từ trước tới nay. À, Trác Nhĩ, anh bao nhiêu tuổi rồi? Lam Nguyệt nghe hắn nói như vậy, lại hỏi một câu rất sát phong cảnh. 18 mùa tuyết rồi, Lam Lam, tôi đã là người trưởng thành qua nhiều mùa tuyết rồi. Trác Nhĩ rất tự tin mà an ủi Lam Nguyệt. Cái gì mới 18, chị đây đã 25 rồi, mẹ nó mình đang gặm cỏ non, lại còn là loại đặc biệt non nữa. Lam Nguyệt hoàn toàn mất bình tĩnh, nói ra một tràng tiếng Trung. Lam Lam, làm sao thế? Tôi thật sự đã trưởng thành rồi. Trác Nhĩ không hiểu gì, vội vàng xoa dịu. Từ sau buổi hẹn ở bờ sông trở về tới nay đã nửa tháng rồi, Lam Nguyệt rất ít để ý tới Trác Nhĩ, buổi tối cũng không cho Trác Nhĩ đến gần mình. Trác Nhĩ nóng lòng muốn nhích lại gần cũng không được, Lam Nguyệt chỉ cần liếc mắt một cái, Trác Nhĩ liền lập tức nghiêm chỉnh không dám đệ. Mặc dù mỗi sáng thức dậy vẫn nằm trong ngực của Trác Nhĩ, Lam Nguyệt liền biết buổi tối sau khi ngủ lại bị Trác Nhĩ ôm, nhưng cô vẫn tiếp tục không để ý tới Trác Nhĩ. Từ khi biết được tuổi của Trác Nhĩ, cô vẫn trở lại như thường được phục lại được. Trong khoảng thời gian này, Mộc Sa hầu như là dành toàn bộ thời gian ở lại nơi cư trú giúp đỡ Lam Nguyệt. Mộc Sa lớn hơn Trác Nhĩ 2 mùa tuyết, tức là mới 20 tuổi, đối với Lam Nguyệt mà nói thì vẫn chỉ là một cậu em trai, nhưng Mộc Sa lại không nghĩ như vậy. Ai bảo Lam Nguyệt vừa thấp lại còn trắng nón, nhìn thế nào cũng thấy là chưa trưởng thành. Lam Nguyệt vẫn xoắn suýt vấn đề cô đã rất già. Sáng sớm, Trác Nhĩ nói với Lam Nguyệt là muốn đi ra ngoài mấy ngày. Lam Nguyệt khoát tay không để ý tới, cũng không hỏi tại sao lại muốn đi, đi bao nhiêu ngày, hay đi như thế nào. Trác Nhĩ đen mặt lên đường. Mấy đồng bạn đi cùng đều quay đầu lại nhìn Lam Nguyệt đang đứng ở cửa hàng, nhưng không dám hỏi. Thạch cũng tận lực trốn vào trong đám người, không dám chọc tới Trác Nhĩ dạo gần đây đang rất u ám. Sau khi Trác Nhĩ đi, Lam Nguyệt nhìn lên trời, chẳng bao lâu nữa là tới mùa đông rồi, nước sông lạnh lẽo không thể dùng nổi, cô nhất định phải dùng nước nóng để tắm rửa. Tính toán thì thời kỳ gì cả cũng sắp tới rồi, băng vệ sinh cô mang theo đã dùng hết, cô chỉ có thể dùng cho cỏ cây để thay thế. Nhớ lại lúc gì cả của Tô tới, cô còn đi theo Tô để quan sát xem cô ấy làm như thế nào. Tô dùng lá cây lớn để lau, cứ ra lại lau, buổi tối thì nằm trên tấm lót ra thú ngủ, Lam Nguyệt ở bên ngoài nhìn mà không khỏi choáng váng. Lam Nguyệt nhìn băng vệ sinh trên tay mấy ngày hôm trước đã dùng xong chỉ còn lại 4 miếng, vẫy tay gọi bé mập ô lệ ngày ngày theo đuôi cô tới, bảo cô bé gói giúp cô một ít cho cây cỏ, lấy xong thì bỏ vào trong ống trúc lớn đặt phía sau ống trúc đựng hoa. Nhân tiện dạy cho bé mập ô lệ về kiến thức vệ sinh cô bé, cái này phải giáo dục từ sớm mới được. Lam, muốn làm cái gì thế? Một xa đi tới, gần đây đều là hắn và Hoắc Lý giúp Lam Nguyệt làm việc vặt. Một xa thấy Trác Nhĩ đi rồi liền tới tìm Lam Nguyệt luôn. Ừ, khiêng một vài đá lớn đi đun nước, đừng có đun quá nóng, xong thì đi làm cái xẻng xúc với cái thìa. Lam Nguyệt không ngẩng đầu phân công, dạy ô lệ cách dùng da thú để làm băng vệ sinh, một xa nghe xong thì khiêng vải đá ở cửa hang đi ra ngoài. Lam, cái này để cho mẹ dùng à, sau này em cũng sẽ dùng phải không? Ô lệ ngọt ngào nói với Lam Nguyệt. Ừ, ô lệ có thể giúp mẹ rất nhiều chuyện, là cô bé rất hiểu chuyện. Khích lệ trẻ nhỏ là điều rất cần thiết. Lam, không thích Trác Nhĩ sao?
bé mập ô lệ chuyển đề tài tới chuyện gần đây nhất. Trẻ con không nên hỏi nhiều mấy chuyện như thế này. Bản thân Lam Nguyệt còn chưa rõ ràng nên cũng không muốn nhắc tới chuyện này, chỉ nói cho có lệ với ô lệ. Lam, đã ăn sáng chưa? Cho cô cái này này, chưa ăn thì ăn một chút đi. Tô cùng mấy người phụ nữ cầm da thú và kim xương tới, trên tay Tô còn bưng một cái bát, bên trong chính là món canh trứng. Lam Nguyệt nhận lấy rồi đặt lên bàn đá ở trong hang. Mẹ, cái này làm cho mẹ này, Lam nói là dùng khi kinh nguyệt đến. Bé mập ô lệ chạy ào tới trước mặt Tô để khoe khoang. Sau khi được Lam Nguyệt nói cho cách dùng băng vệ sinh như thế nào, mấy người phụ nữ liền bắt tay vào cắt da thú làm băng vệ sinh. Lam Nguyệt buông quần áo còn chưa làm xong xuống, nhìn trên chiếc giá treo bằng trúc có 3 bộ của Trát Nhĩ, 2 bộ của cô, thêm một bộ đang làm dở trên tay nữa là Trát Nhĩ có 4 bộ, tạm đủ cho mùa đông dùng. Quần áo cô làm rất xấu, áo của Trát Nhĩ đều không có tay, còn tay áo của cô thì phồng lên rất nhiều. Trát Nhĩ còn đỡ, lông trên người còn chưa biến mất, có tay áo hay không cũng không sao, còn của cô thì kiểu gì cũng phải may thêm tay áo, mặc dù hơi xấu một chút. Ngoài ra cô cũng khâu xong 3 đôi giày, có 2 đôi là làm cho Trát Nhĩ, hắn không quen đeo giày, nhưng lúc đi săn thường tháo ra đeo ở bên người, chỉ khi ở nơi cư trú mới đeo, không lãng phí được. Quần thì trừ cô dùng quần dài ra, của Trát Nhĩ đều là quần cộc, có làm quần dài cho hắn cũng đều bị xé thành quần cộc, nói là như vậy cho tiện. Điều này khiến Lam Nguyệt không khỏi cảm thán thân thể của người viễn cổ đúng là có khả năng chống rét tốt. Mộc Sa đã đun nước xong, khiêng vào trong hang, cầm dao xương rồi gọi Hoắc Lý đi làm xẻng xúc với thìa, chiếu theo lời Lam Nguyệt nói với Trát Nhĩ để đi làm. Lam Nguyệt giải thích cho Tô và những người phụ nữ khác xong thì đi vào trong hang, hạ màn cửa bằng da thú xuống rồi đi tắm rửa. Bọn Tô thì ngồi ngoài cửa hang làm băng vệ sinh. Tô, hay cô đi hỏi một chút xem sao, bọn tôi đều không biết nên hỏi như thế nào. Giọng một người phụ nữ trong đó truyền đến. Để tôi đi hỏi, không biết Trát Nhĩ đã làm sai cái gì, khiến Lam tức giận, giọng nói của Tô cũng truyền tới. Mẹ, Lam không cho con hỏi, xem ra nhiệm vụ của gián điệp nhí ô lệ đã thất bại. Lam Nguyệt nghe ra hôm nay bọn họ muốn hỏi cô với Trát Nhĩ đã xảy ra chuyện gì, hay, biết giải thích như thế nào đây, đột nhiên chàng trai mà các cô thích nhỏ hơn các cô nhiều tuổi như vậy, cái mặt già này thật sự không gặm nổi cỏ non, các cô sao hiểu được cái cảm giác ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão chứ. Lam Nguyệt ngồi ở trong vài nước nóng cực kỳ bi phẫn. Tô, không có chuyện gì, tôi với Trát Nhĩ có chút vấn đề phải suy nghĩ lại. Không phải lo đâu. Lam Nguyệt mặc quần áo vào đi ra ngoài nói, Tô rất quan tâm đến cậu em trai Trát Nhĩ, cô vẫn nên nói một chút. Lam, Trát Nhĩ mãi không có phụ nữ, vất vả lắm mới tìm được cô. Tôi thấy vui thay cho cậu ấy, người phụ nữ của cậu ấy là người xinh đẹp nhất, thông minh nhất. Nếu cậu ấy có gì không tốt thì cứ nói với tôi sẽ giúp cô. Tô nghiêm túc nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đáp, Tô càng làm như thế càng khiến cảm giác tội lỗi trong cô nhiều hơn, chung quy vẫn là cảm giác tàn phá một mầm non, cho dù mầm non này được đưa tới tận cửa. Ôi, Lam nghĩ kỹ rồi mà vẫn chưa tha thứ cho Trát Nhĩ sao? Dạo gần đây mấy thanh niên đều bị Trát Nhĩ dọa cho chết khiếp rồi, ha ha. Mấy người phụ nữ khác thấy như vậy lại nói cười râm ran. Lam Nguyệt nhìn những người viễn cổ chất phác này, vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều, cũng cầm quần áo chưa làm xong lên, ngồi nghe bọn họ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại đáp một vài câu. Lúc xế chiều trời đổ mưa, đến tối vẫn còn mưa. Ăn cơm tối xong, Lam Nguyệt đi ra nhìn một chút, mưa không lớn lắm, lại nghĩ không biết bọn Trát Nhĩ có bị mưa ướt không, có tìm được chỗ nào tránh mưa không. Trong lúc đang lo lắng thì ở bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Lam, đã ăn xong chưa? Tôi mang đồ tới. Một xa ở ngoài cửa nói vọng vào. Lam Nguyệt khoác da thú lên, mở cửa trúc ra, nhìn thấy một xa trên tay cầm hoa cỏ, cả người nước nhỏ giọt, bèn nghiêng người để cho hắn đi vào. Cô lấy một miếng da thú đưa cho hắn lau, lại bưng cơm còn dư lại ra hỏi xem hắn có ăn không. Một xa bảo đã ăn rồi thì lại bưng quay vào, chờ một xa lau khô nước xong thì Lam Nguyệt nhận lấy bó hoa,
cau mày suy tư. Không cần phải đi làm những chuyện này đâu. Lam Nguyệt cầm lấy bó hoa nói với Mộc Sa, đôi mắt Mộc Sa trở nên ảm đạm. Trác Nhĩ không có ở đây, tôi lại không có việc gì, tất nhiên là nên qua giúp, cô là phụ nữ mà. Mộc Sa, cậu, hoa, hoa đẹp quá. Lam Nguyệt còn chưa nói hết, bé mập ô lệ đã chạy vọt vào cắt ngang lời nói của cô, đôi mắt thích thú nhìn bó hoa trên tay Lam Nguyệt. Ô lệ, hoa này cho cháu, mang về trang trí cho đẹp, muộn một chút hãy qua đây nhé, cô có chuyện cần nói với Mộc Sa. Hôm nay Lam Nguyệt đã nói qua với tô, để cho ô lệ đến ngủ cùng với cô, ô lệ háo hức vừa ăn cơm xong đã chạy tới đây. Lam Nguyệt bảo ô lệ quay về, lại bảo Mộc Sa ngồi xuống. Mộc Sa nhìn dáng vẻ của Lam Nguyệt dường như là có chuyện muốn nói với hắn, liền ngồi xuống, chờ nghe Lam Nguyệt xem nói như thế nào, đúng lúc Trác Nhĩ gần đây không có ở nhà. Mộc Sa, tôi, một lần nữa còn chưa nói xong, Mộc Sa đã cắt ngang lời Lam Nguyệt. Lam, cô và Trác Nhĩ có chuyện gì vậy? Là cậu ấy không tốt sao? Trác Nhĩ rất tốt, cô đừng giận hắn nữa. Mộc Sa vừa nghe Lam Nguyệt mở miệng đã đoán được lời Lam Nguyệt muốn nói, hắn liền hỏi luôn chuyện Trác Nhĩ, hắn cảm giác được Lam Nguyệt sẽ cự tuyệt hắn. Hả? Tôi với Trác Nhĩ là có chút vấn đề. Mộc Sa, tìm phụ nữ đi. Lam Nguyệt thấy hơi nhức đầu. Không cần, tôi chờ Lam chấp nhận tôi biết Lam còn chưa thích tôi sẽ chờ, Lam xứng đáng để tôi chờ đợi. Mộc Sa lắc đầu, trực tiếp biểu lộ, không để cho Lam Nguyệt có cơ hội từ chối. Cái này không phải là vấn đề chờ đợi, ở chỗ bọn tôi, một người phụ nữ chỉ kết hôn với một người đàn ông thôi. Tôi không thể chấp nhận được việc chung sống với hai người đàn ông trở nên, không phải là tôi không thích cậu, mà là tôi chỉ coi cậu như em trai giống như Khôn với Hoắc Lý vậy, cậu là Hoắc Lý. Lam Nguyệt cố gắng giải thích cho Mộc Sa, a, Lam, cô còn nhỏ như vậy, sao tôi có thể là Hoắc Lý được, cô là Hoắc Lý mới đúng. Mộc Sa cười ha ha nhìn Lam Nguyệt. Mẹ nó, cậu mới là Hoắc Lý, cậu mới còn nhỏ. Lam Nguyệt đen mặt, tôi lớn tuổi hơn cậu, thật đấy. À, cô vì cái này mà tức giận với Trác Nhĩ sao? Mộc Sa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lam Nguyệt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng hiểu được gần đây Lam Nguyệt đang tức giận cái gì. Tôi với Trác Nhĩ là vấn đề khác, tôi đang nói vấn đề này, Lam Nguyệt sắp hết kiên nhẫn rồi. Không sao, tôi lớn tuổi hơn Trác Nhĩ, cô có thể lấy tôi và Trác Nhĩ sẽ cùng chăm sóc cô. Mộc Sa trực tiếp tỏ tình luôn, chính là không muốn nghe lời từ chối của Lam Nguyệt. Mẹ nó, lúc này đã không thể nói rõ ràng được rồi, mẹ nó, lấy cái đầu cậu ấy. Lam Nguyệt buồn bực muốn chết. Nói chung là tôi không thể nhận lời cậu, tôi thích cậu với tôi thích Trác Nhĩ không giống nhau, tôi không thể cho cậu cái loại thích như với Trác Nhĩ kia, cho nên, cậu nên đi tìm phụ nữ đi. Lam, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, Trác Nhĩ chẳng qua là gặp cô sớm hơn thôi. Tôi cũng có thể cho cô tất cả những gì của tôi sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng không tốt tới cô và Trác Nhĩ, tôi sẽ nhận được cái loại thích đó của cô. Mộc Sa nói xong thì đi ra khỏi hang, để lại Lam Nguyệt còn đang trợn mắt há mồm. Mẹ nó, đây là loài người sao? Mẹ nó, chị đây đã nói trắng ra là không thể chấp nhận được quan hệ tay ba rồi, cậu còn nói sẽ không gây ra ảnh hưởng gì, cậu con mẹ nó đứng đó đã là ảnh hưởng rồi đấy. Lam Nguyệt bị Mộc Sa chọc tức đến mặt mũi tối sầm, mặc kệ, sau này tìm cơ hội nhét phụ nữ cho cậu ta là xong. Nghĩ thông suốt xong, Lam Nguyệt đi đón ô lệ rồi. Lam, sao lại không nhận lời Mộc Sa á? Mẹ với Sơn nói là đàn ông của Lam quá ít, chỉ có mỗi một Trác Nhĩ thôi. Bé mập ô lệ còn tưởng là khuya hôm nay Lam Nguyệt sẽ ở cùng Mộc Sa, thấy Lam Nguyệt tới đón liền không nhìn được hỏi. Nhóc con lớn sớm này, Lam Nguyệt đen mặt, gõ vào trán ô lệ một cái rồi nói, ô lệ còn nhỏ, không nên hỏi nhiều, sau này lớn sẽ biết. Đẩy nhóc con tò mò vào, tắm rửa sạch sẽ cho cô bé rồi ôm lên giường, một lớn một nhỏ nằm trên giường trò chuyện những chuyện thú vị ở nơi cư trú, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Ngoài cửa mưa vẫn đang rơi, bên trong lại là một khung cảnh ấm áp,
chỉ là trong giấc mộng Lam Nguyệt không còn sờ thấy một lồng ngực ấm áp nữa. Tiếng ồn ào chuyển tới từ bên ngoài đánh thức Lam Nguyệt, cô phủ chăn ra hổ cho Ô Lệ, mặc quần áo vào chuẩn bị đi ra ngoài xem đang ầm ĩ chuyện gì. Chia ra tìm, giọng nói của một xa từ cửa truyền tới, Lam Nguyệt kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bắt được rồi, bắt được rồi, giọng nói của cậu nhóc Hoắc Lý truyền đến. Lam Nguyệt nhấc cửa ra đi ra ngoài, một xa đứng bên cạnh cô canh chừng. Lam Nguyệt nhìn thấy, trên khu đất trống có một tên đàn ông bẩn thỉu đang bị trói, trên lưng với trên tay của hắn đều treo thịt sấy và con mồi của nơi cư trú. Già Sơn và Già Lưu từ trong hang đi tới đó. Lam Nguyệt cũng muốn đến xem, lại bị một xa ngăn lại. Tôi đi xem một chút. Lam Nguyệt phất tay, đi xuống. Một xa theo sát ở phía sau. Tên trộm kia cả người bẩn thỉu vô cùng, nhưng đôi mắt đen rất sáng, quấn váy da thú, tay đang bị trói. Sau khi bị Hoắc Lý lấy lại thức ăn, tên trộm cứ nhìn chằm chằm thức ăn, trong ánh mắt toát lên vẻ đau khổ. Có giết hắn không? Hay là ném vào rừng cho dã thú ăn? Khôn đứng ở phía trước tên trộm, hỏi Già Sơn và Già Lưu. Hắn không phải là tới cướp phụ nữ, lại không làm ai bị thương, không nên giết. Hai già trao đổi ý kiến với nhau. Còn có một nơi cư trú khác sao? Còn cướp phụ nữ? Lam Nguyệt hỏi một xa. Ừ, ở phía bên kia rừng Lạc Vụ cũng có nơi cư trú, phải đi qua rừng Lạc Vụ mới đến được, rất xa. Trước kia ở rừng rậm Mông Tạp không chỉ có một mình nơi cư trú bọn tôi, vào mùa tuyết sẽ phát sinh những chuyện như tranh giành phụ nữ và thức ăn. Một xa giải thích cho Lam Nguyệt. Ở núi đá này không xảy ra sao? Lam Nguyệt lại hỏi. Không, nơi này cách hai bên đều xa, đằng trước ở chỗ rất xa mới một nơi cư trú khác. Trước kia cha của Trác Nhĩ đã từng đi qua đó, nghe nói đó chỉ là một nơi cư trú nhỏ, không thể nào chạy tới núi đá được, bọn họ cũng không thể đánh thắng được bọn tôi. Cha của Khôn trong lúc bảo vệ phụ nữ bị đoạt ở nơi cư trú, vì bảo vệ mẹ hắn nên mới chết, khi đó mẹ hắn đang có thai Hoắc Lý, sinh Hoắc Lý ra xong cũng chết. Một xa giải thích cặn kẽ tình hình xung quanh cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt gật đầu, lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. Hiểu biết của cô đối với nơi này vẫn còn chưa toàn diện. Xem ra núi đá này tạm thời vẫn còn an toàn. Nơi cư trú lớn hơn thì cách nơi này khá xa, tạm thời sẽ không xảy ra chiến tranh. Chỉ là tên trộm này từ đâu mà tới, lại còn nhếch nhác như vậy, nhìn thế nào cũng là do lặn lội đường xa mà thành, hơn nữa còn rất đói bụng. Lam Nguyệt còn đang nhìn, đám người Già Sơn đã quyết định ném hắn vào rừng rậm Lạc Vụ rồi. Đợi chút, để cho cháu hỏi một chút. Lam Nguyệt ngăn lại, đi tới trước mặt tên trộm, cậu không phải chỉ có một người phải không, chắc chắn còn mang theo phụ nữ. Tôi đoán là cậu đi cướp cho phụ nữ ăn, bọn họ chắc chắn đang ở gần đây. Tên trộm kia khiếp sợ nhìn Lam Nguyệt lại nói, tôi sẽ không để bọn họ giết cậu, cậu dẫn bọn tôi đi tìm nhé. Tôi nghĩ là các cậu đang cần giúp đỡ, cậu nên tin tưởng tôi, ở đây chỉ mỗi nơi cư trú của bọn tôi thôi. Cậu thấy mình có thể an toàn ra khỏi khu rừng rậm xung quanh đây sao? Hơn nữa còn trong tình huống phải mang theo phụ nữ nữa. Lam Nguyệt bình tĩnh phân tích cho hắn xong, hắn liền nhìn Lam Nguyệt gật đầu. Lam Nguyệt bảo một xa đi tới cởi dây trói cho hắn, dẫn hắn đi sưởi ấm rồi mới xuất phát tiếp. Buổi sáng mặc dù mưa đã tạnh, nhưng cả người tên trộm kia đều ẩm ướt. Lam, làm gì vậy? Già Sơn nghi ngờ hỏi Lam Nguyệt. Lão không rõ giữ lại tên trộm lại làm gì, lại còn cho hắn đồ ăn nữa. Phụ nữ, Lam Nguyệt chỉ nói hai chữ rồi dẫn tên trộm kia đi vào hang núi để ăn cơm. Một xa và Hoắc Lý cũng đi theo. Đầu óc của Lam nha đầu không biết làm từ cái gì, sao lại thông minh đến thế. Già Lưu lập tức hiểu ra, lôi kéo Già Sơn đến nói thầm. Trong lúc ăn sáng, Lam Nguyệt đã hỏi rõ ràng mọi chuyện. Tên trộm kia tên là Mục. Theo như những gì hắn nói, thì nơi cư trú của bọn họ ở bên bờ sông bên kia cách rừng rậm rất xa. Bên chỗ bọn họ có rất nhiều nơi cư trú. Nơi cư trú của bọn Mục nằm sát bên cạnh rừng, có tới gần trăm người. Khi bầy lợn rừng đi qua đã phá hủy nơi cư trú của bọn họ, làm chết không ít người. Bọn họ mang theo phụ nữ chạy trốn, bị người của những nơi cư trú khác cướp đoạt, lại chết trận một phần, đoạt đi mấy người phụ nữ.
bị ép tới đường cùng, bọn Mục phải mang theo những người còn lại xuyên qua rừng rập, đi tới bìa rừng lạc vụ. Mục không dám tìm nơi cư trú để thu xếp cho phụ nữ, sợ giống như những lần trước kia bị đoạt phụ nữ giết đàn ông. Khi đến gần núi đá thì đã đói không chịu nổi, nhưng vì không quen thuộc địa hình xung quanh, không dám để lại phụ nữ để đi săn thú. Mục phát hiện ở núi đá có nơi cư trú, hơn nữa còn có rất nhiều thịt treo ở bên ngoài. Sau khi bàn bạc cùng mọi người xong, Mục nhận nhiệm vụ đi trộm. Thừa dịp hôm qua trời mưa, sáng sớm Mục chạy tới trộm đồ ăn, tiếp đó thì bị người đi tuần tra phát hiện, rồi bị Hoắc Lý bắt được. Trán Lam Nguyệt đầy vạch đen nhìn Mục, tên này bí quá hóa liều, thấy ở núi đá là một nơi cư trú lớn mà còn dám lớn mật chạy tới, đúng là đói sắp chết rồi. Đổi lại là những nơi cư trú khác thì hắn chết là cái chắc. Cơm nước xong, dưới sự dẫn đường của Mục, bọn Lam Nguyệt đã tìm được đám người của Mục. Toàn bộ đều đói đến xanh xao vàng vọt, mấy người phụ nữ ở núi đá vội lấy thịt đa nướng chín cho bọn họ đều ăn ngấu nghiến như hổ đói. Mục có chút ngượng ngùng nhìn Lam Nguyệt, trải qua chuyện sáng nay, hắn đã nhìn ra địa vị của Lam Nguyệt tại núi đá. Lam Nguyệt khoát khoát tay tỏ ý không cần phải ngại, lại đếm số người, có 22 phụ nữ, 12 người đàn ông bao gồm cả Mục, không có trẻ nhỏ và người già. Nhìn váy da thú rách nát của bọn họ, có thể tưởng tượng được nơi cư trú của bọn họ đã bị tổn thất lớn đến mức nào, những người còn lại trông đều sơ xác như lá rụng mùa thu. Mấy người muốn tiếp tục tìm nơi cư trú hay là thế nào? Lam Nguyệt hỏi Mục. Bọn tôi có thể vào nơi cư trú của các cô không? Mục dè dặt hỏi Lam Nguyệt, hy vọng cô gái mặt lạnh này có thể tiếp nhận bọn họ. Bọn họ cũng muốn tìm một nơi cư trú để tham gia, nơi cư trú của Lam Nguyệt ăn thịt chín, đốt lửa sưởi, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng hai điểm này thôi, bọn họ cũng muốn gia nhập bằng được. Sau này sẽ là người một nhà, mọi người làm tốt những chuyện mà mình phải làm, người một nhà tức là mọi người ở trong cùng một nơi cư trú. Lam Nguyệt hiếm khi kiên nhẫn mà gật đầu, nói. Mục mừng rỡ xoa xoa tay nói với đám người của mình, cả đám vui vẻ thu dọn đồ đạc của mình, cùng bọn Lam Nguyệt trở lại nơi cư trú ở núi đá. Bởi vì có thêm người mới gia nhập nên Lam Nguyệt phân công nhóm đàn ông cùng bọn Mục đi đào thêm mấy hang động. Còn nhóm phụ nữ thì may thêm váy da thú cho những người phụ nữ mới tới, đưa kim xương cho bọn họ, dạy bọn họ sử dụng đá đánh lửa và các loại chỉ gai. Đến buổi trưa đã tạo thành một khung cảnh náo nhiệt, khiến Lam Nguyệt sâu sắc cảm nhận được sự kinh khủng của một đám phụ nữ ồn ào là như thế nào. Vậy nên, sau khi phân công mọi người xong, cô vội vàng tránh về trong hang. Lam Nguyệt lấy tấm ván gỗ gió chát nhĩ làm lúc trước ra, muốn chiếc ghế dài, lại bảo một xa với Hoắc Lý ở một bên học theo, nhân tiện phụ giúp cô luôn. Tiểu Mỹ, Lam không thích bọn tôi sao? Một cô gái tên là Lợi Á, trong đoàn người của Mục hỏi bà bầu Tiểu Mỹ. Không phải đâu, Lam vốn như thế đấy, ngoài mặt lạnh lùng, thật ra đối với mọi người rất tốt, cuộc sống của mọi người ở núi đá có thể tốt như ngày hôm nay là đều nhờ Lam đấy. Đúng rồi, Lam chỉ ở cùng với một mình Trác Nhĩ, đừng làm ồn đến cô ấy là người quan trọng nhất ở khu núi đá này đấy. Tiểu Mỹ nói với cô gái kia. Trác Nhĩ là ai? Là đàn ông của Lam sao? Tôi chưa nhìn thấy. Còn một xa với Hoắc Lý cũng là đàn ông của cô ấy à? Lợi Á gật đầu, lại hỏi. Trác Nhĩ đi ra ngoài, còn chưa về, khi nào về thì cô sẽ nhìn thấy. Trác Nhĩ là đàn ông của Lam, còn một xa và Hoắc Lý thì không phải. Lam thường xuyên dạy bọn họ làm mấy thứ, bọn họ sẽ dạy lại cho mọi người. Lam không quen bị người khác nhìn chằm chằm mình nên mới như vậy, một phụ nữ khác ở núi đá nói. Không sao đâu, Lam tốt lắm, ở cùng với nhau một thời gian sẽ biết. Các cô vừa ý người đàn ông nào thì cứ nói ra, Trác Nhĩ không được đụng vào, còn lại thì ai cũng được, ha ha. Tiểu Mỹ rất hào phóng nói với bọn họ. Cha cháu cũng không được, cha cháu có mẹ cháu rồi. Bé mập ô lệ thích nhất là tham gia vào mấy chỗ náo nhiệt, dáng vẻ cô nhóc quệt miệng cực kỳ đáng yêu. Cũng không được đụng vào cháu. Cháu muốn làm đàn ông của Lam. Bạn nhỏ Tráng lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quặc rồi, chọc cho mọi người cười không ngớt. Tráng muốn làm đàn ông của Lam sao? Cháu cũng muốn như thế, mẹ.
con muốn làm đàn ông của Lam. Cô bé Tiểu Ni nhìn thấy mọi người cười, cũng ầm ĩ lôi kéo mẹ mình muốn tham gia một chân, khiến tất cả mọi người đang làm việc ở núi đá đều phá lên cười. Lam Nguyệt nghe thấy bên ngoài đang rất náo nhiệt, không biết bọn họ ồn ào chuyện gì, có thể hòa thuận với nhau là được, lại nhìn thanh gỗ trên tay, không có đinh đúng là khó khăn, chỉ có thể đục lỗ để gắn chân vào thôi, nhưng mãi không thể đục được, ôi, đúng là công việc mang tính kỹ thuật có khác. Khó khăn lắm mới làm xong một cái, Lam Nguyệt nhìn xuống, không đẹp mắt cho lắm, cũng không dùng được lâu dài, biết sao được, cô không phải là thợ mộc, chỉ có thể làm đại khái theo hình dáng ở hiện đại, có thể ngồi là được. Rồi cô lại ngẩng đầu hỏi Mộc Sa và Hoắc Lý xem nhìn có hiểu được không, sau khi nhận được đáp án khẳng định liền đi ra khỏi hang động. Trời đã tối rồi, nên đi làm cơm tối thôi. Mọi người ở núi đá, ngoại trừ bọn Trác Nhĩ đi ra ngoài chưa trở về, còn lại tất cả đều tụ tập ở quanh đống lửa lớn trên khu đất trống, ăn thịt nướng uống canh cá. Những người mới tới cũng ngồi cùng một chỗ cùng ăn cùng trò chuyện. Không biết người nào khởi xướng đầu tiên, nhóm đàn ông người này nối tiếp người kia đi ra, lấy lông vũ gà rừng đã đặt bên giường không biết bao nhiêu lâu, bắt đầu đi tỏ tình. Không khí dần trở nên nóng hơn. Người đã có phụ nữ ở một bên khích lệ, những người không có phụ nữ thì cầm lông vũ tự tin đi tới trước mặt người phụ nữ mà mình vừa ý. Lam, cho này, là cha em săn đấy, Lam nhận lời em nhé. Bạn nhỏ tráng lấy lông vũ mà cha mình săn được ra, đưa tới trước mặt Lam Nguyệt. Ha ha, cái thằng nhóc này, chờ khi nào trưởng thành tự mình săn được rồi hãy đưa cho người ta chứ. Lam Nguyệt còn chưa phản ứng kịp, tráng đã bị cha cậu bé lôi đi. Tiểu tráng này, anh còn chưa đến tỏ tình với Lam Nguyệt, nhóc đã dám đến trước rồi, nhóc muốn bị anh đánh vào mông sao, một xa trêu chọc cậu nhóc. Chờ khi nào lớn lên em sẽ săn về đưa cho Lam Nguyệt, hừ. Tráng không phục ở dưới tay cha cậu dương nhanh múa vuốt. Ôi trời, Lam, ngay cả cậu nhóc cũng bị cô hấp dẫn, không tệ nha. Tô nhìn Lam Nguyệt trên đầu đầy vạch đen, chọc chọc cô rồi nói. Mọi người những ai vừa ý nhau thì ở chung một chỗ, sau này cố gắng chung sống hòa thuận. Lam Nguyệt nhìn mọi người nói một câu, đánh trống lảng. Ai, tiếc quá, nếu Lam nha đầu có thể tiếp nhận một xa thì tốt rồi, sao cô bé này lại không thích một xa chớ? Già Lưu cùng Già Sơn ở một bên thầm thì với nhau, nhưng âm lượng của bọn họ lại không hề nhỏ, khiến Lam Nguyệt cũng nghe thấy. Sơn, ông với Lưu cũng nên tìm một người đi, hai người vẫn còn trẻ mà, sao phải tự làm khổ mình như thế, tìm một người phụ nữ mà chung sống đi chứ. Lam Nguyệt nghiến răng nở nụ cười âm u với hai ông lão. Ấy, cơm hôm nay ngon lắm, mọi người ở nơi cư trú chúng ta thật nhiệt tình. A ha ha ha, hai già liền pha trò. Một xa, tôi thích anh. Một giọng nói đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang phía Một xa, thấy Lợi Á đứng trước mặt Một xa. Ha ha, được đấy, Một xa là dũng sĩ giỏi nhất ở nơi cư trú của bọn ta, được đấy. Mọi người thấy Lợi Á tỏ tình với Một xa, không khỏi nói lời khích lệ. Lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ tỏ tình, dũng khí này thật đáng khen ngợi. Lợi Á thật là cởi mở, buổi tối đã nhận được không biết bao nhiêu lời tỏ tình, cởi mở như vậy thật tốt, lập tức giải quyết được không ít đàn ông độc thân, ha ha, lại còn tỏ tình với Một xa nữa. Cô gái, cố gắng lên, tóm luôn cả Một xa đi. Lam Nguyệt hả hê ngồi gặm đùi gà suy nghĩ. Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi. Một xa nhìn thoáng qua Lam Nguyệt đang hả hê, mặt tối sầm lại, quay đầu từ chối Lợi Á. Nhìn tôi làm gì, thật là không bớt lo, cậu phải nhận lời Lợi Á chứ, cô gái tốt như vậy, ngực ra ngực, chân ra chân. Lam Nguyệt tiếp tục vùi đầu gặm đùi gà. Lợi Á bị Một xa từ chối thì tỏ vẻ không sao cả, vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người. Cả đám người sau bữa cơm náo nhiệt, nam nữ mới kết đôi thì đi tới hang động mới đào, những người khác thì quay trở về hang của mình. Một xa lúc đi còn âm trầm nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt ôm ô lệ quay về hang của cô. Hừ, không để ý tới cậu ta, nhìn cái gì mà nhìn, thật là, tôi có làm gì đâu, chỉ là ở trước mặt Lợi Á nói cậu còn đang độc thân thôi. Ấy,
đó là sự thật mà. Trác Nhĩ đã đi được 2 ngày, hôm nay là ngày thứ 3, Lam Nguyệt mỗi ngày tỉnh lại theo thói quen cua tay, nhưng không tìm được một lồng ngực cường tráng, mà lại là đôi chân nhỏ mập mạp, không khỏi ngồi dậy nhíu mày. Cô không bao giờ nghĩ mình lại trở nên quen thuộc với một người đàn ông như vậy, rời đi còn chưa tới 2 ngày lại có thể làm cho cô theo bản năng mà tìm kiếm hắn. Kể từ khi biết tuổi tác 2 người chênh lệch quá lớn, Lam Nguyệt vẫn không thôi xoắn xuýt, vẫn không hỏi bất cứ ai xem Trác Nhĩ đi chỗ nào. Cô muốn trốn tránh, nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, nhìn động tác vô thức của mình, trong lòng lại càng thêm rối bời. Thở dài, Lam Nguyệt mặc quần áo rời giường, làm bữa sáng xong thì gọi bé mập dậy, rửa mặt và tay sạch sẽ cho cô bé, rồi bảo cô bé đi đánh răng. Đến lúc lấy bát, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Trác Nhĩ dỗ cô ăn sáng, cô vội lắc đầu, bày bát đũa ra. Cô đấy, cưng chiều ô lệ đến sinh hư rồi. Tô lắc đầu đi đến, khi cô nhìn thấy Lam Nguyệt đánh răng ở bên ngoài thì biết là cô ấy đã dậy, liền đi tới đây đưa trứng cho Lam Nguyệt. Trác Nhĩ vắng nhà, đều là mọi người đưa thức ăn tới cửa hang cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt thông minh xinh xắn chính, được mọi người ở núi đá coi là đối tượng quan trọng nhất cần phải bảo vệ. Bởi vì quan hệ với Trác Nhĩ nên Tô ở trước mặt Lam Nguyệt rất có tiếng nói, cho nên cũng đều là Tô tới đây. Tôi thích ô lệ, Lam Nguyệt nói rất ngắn gọn, ít khi dùng những câu dài, nhưng vừa nghe là có thể hiểu được. Chờ Trác Nhĩ về 2 người cũng sinh một đứa đi. Tô cười hi hi nói với Lam Nguyệt. Tôi lớn tuổi hơn Trác Nhĩ, lớn hơn rất nhiều, Lam Nguyệt lúng túng nói với Tô. Đây là lần đầu tiên cô nói cho người khác biết tâm sự của mình. Ồ, cô vì cái này mà tức giận sao? Tô ngạc nhiên nhìn Lam Nguyệt, nhìn cô lúng túng quay đầu đi, liền nói, cô đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng lớn tuổi hơn khôn, phụ nữ đều rất quý giá, tuổi thọ của nữ cũng không lâu bằng nam. Hơn nữa, quan trọng nhất là Trác Nhĩ thích cô, muốn trở thành người đàn ông của cô. Không phải cô cũng thích cậu ấy sao? Chẳng lẽ bởi vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn cô mà cô không thích cậu ấy nữa? Lam Nguyệt ngẩn người nhìn Tô, một câu như đánh thức người trong mộng. Cô thích Trác Nhĩ, bất kể Trác Nhĩ có nhỏ tuổi hơn mình hay không, hơn nữa Trác Nhĩ cũng thích cô. Thời đại này có thể người ta không biết chữ yêu là cái gì, nhưng Lam Nguyệt biết Trác Nhĩ đang dùng cả sinh mạng để yêu cô, sao cô còn băn khoăn chuyện tuổi tác của Trác Nhĩ làm gì? Tôi... nhớ Trác Nhĩ. Lam Nguyệt đỏ mặt làm nũng với Tô, đây cũng là lần đầu tiên Lam Nguyệt làm nũng đối với người khác, trừ tiểu tử và Trác Nhĩ ra. Trác Nhĩ nói muốn đi tìm ngà voi ma mút đưa cho cô, ngà voi tượng trưng cho sự kiên trì, là vật tỏ tình tốt nhất của các dung sĩ. Tô mỉm cười nhìn Lam Nguyệt đã nghĩ thông suốt, nói cho cô biết Trác Nhĩ đi đâu. Voi ma mút, rất nguy hiểm, cậu ấy. Lam Nguyệt kinh ngạc. Không sao đâu, đừng lo lắng, Trác Nhĩ không phải đi một mình. Lại nói, Trác Nhĩ dũng sĩ mạnh nhất ở nơi cư trú chúng ta. Tô trấn an Lam Nguyệt, trong lòng cũng có chút lo lắng. Voi ma mút cũng hung mãnh giống như hổ răng kiếm. Trác Nhĩ không thể xảy ra chuyện gì, nếu không, cô không biết phải ăn nói với cha mẹ đã mất như thế nào. Không được, tôi phải đi tìm cậu ấy, Tô, chỉ cho tôi hướng đi đến chỗ 7 voi đi. Trấn an của Tô không có tác dụng. Lam Nguyệt biết rất rõ voi ma mút có bao nhiêu hung mãnh, cô không thể yên tâm được, 2 ngày nay đều không có tin tức của Trác Nhĩ. Lam, đừng nóng vội, có lẽ hôm nay bọn họ sẽ về. Ngộ nhớ cô đi khác đường với bọn họ thì sao? Nếu ngày mai mà còn chưa về thì sẽ bảo bọn một xa cùng đi tìm với cô. Tô kéo lại Lam Nguyệt đang muốn xông ra ngoài, rồi nói, được. Lam Nguyệt đã bình tĩnh lại. Tô nói đúng, nếu chẳng may đi khác đường thì sẽ rất phiền toái. Hôm nay còn chưa về thì mai hãy dẫn người đi tìm. Cô vì quá lo lắng nên mới rối loạn như vậy. Lại đến buổi trưa, Lam Nguyệt vẫn không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra rìa núi đá, tay cũng bị kim đâm vào mấy lần. Dưới sự trấn an của mọi người, cô đặt bộ quần áo chẳng vá được bao nhiêu xuống, ra ngoài cửa phơi nấm và măng. Bọn tôi về rồi đây, ở phía xa truyền tới giọng nói của Thạch, hắn đang đi cùng với Trác Nhĩ. Mấy người phụ nữ chỉ thấy trước mắt hoa lên, Lam Nguyệt đã không thấy tăm hơi đâu,
không khỏi nhìn nhau, Lam nhanh thật đấy, và đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Lam Nguyệt vọt tới đầu tiên, nhìn thấy Trác Nhĩ dẫn đầu đi đến. Trên vai hắn đang khiêng chiếc ngà voi khổng lồ, lúc nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng lên, đưa chiếc ngà cho Thạch, rồi giang tay ra với cô. Lam Nguyệt nhào vào trong ngực Trác Nhĩ, ôm lấy cổ hắn. Trác Nhĩ chôn mặt ở cần cổ Lam Nguyệt, hít lấy mùi thơm nước tắm trên người Lam Nguyệt, trong miệng lẩm bẩm, Lam Lam, Lam Lam. Hừ, Lam Nguyệt nhảy xuống khỏi người Trác Nhĩ, xoay người trở về hang núi. Trác Nhĩ gãi gãi đầu, vẫn còn giận sao? Sau đó ôm lấy ngà voi, dưới con mắt mập mờ của mọi người, cũng đi về phía hang núi. Lam Lam, tặng em ngà voi này, em đừng giận nữa, chúng ta làm hòa nhé. Trác Nhĩ cầm ngà voi đứng trước mặt Lam Nguyệt, dè dặt mà dỗ dành Lam Nguyệt. Nhìn người đàn ông không biết mình đang tức giận cái gì, Lam Nguyệt mệt mỏi nói, Trác Nhĩ, sau này không cho làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Không phải tôi không thích ngà voi, nhưng tôi lại càng hy vọng cậu có thể vĩnh viễn bên cạnh tôi, lần sau không thể gạt tôi mà đi làm loạn nữa. Trác Nhĩ đặt ngà voi xuống, ôm Lam Nguyệt vào trong ngực, gật đầu lia lịa. Lam Lam không giận nữa là tốt rồi, cái gì cũng được. Có thể được ôm cô gái nhỏ trắng trẻo mềm mại rồi, Trác Nhĩ thỏa mãn cọ cọ khuôn mặt non mềm của Lam Nguyệt. Nếu Lam Nguyệt biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nổi giận lôi đình cho mà xem. Đã làm hòa rồi à? Lam nha đầu này, như vậy mới phải chứ, xem ra chỉ có một mình Trác Nhĩ vẫn chưa ổn, hay là nhận thêm mấy người nữa đi. Một xa không được thì còn người đàn ông khác nữa. Nghe ngóng cảnh báo đã được dỡ xuống, Già Sơn và Già Lưu đi đến, những người khác đều ở cửa hang mỉm cười nhìn bọn họ. Tôi thấy Lợi Á gần đây có vẻ như là thiếu đàn ông. Lam Nguyệt âm u liếc mắt nhìn Già Sơn và Già Lưu. Hai ông lão trong nháy mắt lắc mình, dẫn theo đám người đang cười cười ha ha ở cửa rời đi. Lam Lam, tôi rất nhớ em, buổi tối đều không ngủ được. Trác Nhĩ ôm Lam Nguyệt thủ thỉ. Đừng nhúc nhích, để tôi xem trên người có chỗ nào bị thương không. Lam Nguyệt kéo Trác Nhĩ ngồi xuống để kiểm tra, thấy trên người hắn đầy những vết thương lớn nhỏ, hai mắt liền đỏ hoe. Trác Nhĩ bị dọa sợ, luống cuống tay chân dỗ dành, hắn chưa từng thấy Lam Nguyệt khóc bao giờ. Mắt đã bớt đỏ, Lam Nguyệt cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau thân thể cho Trác Nhĩ, âm thầm hạ quyết tâm phải làm người phụ nữ chân chính của Trác Nhĩ. Giờ khắc này cô cũng không còn do dự nữa. Ngoài trời tuyết lất phất rơi, núi đá bắt đầu bước vào mùa tuyết, Lam Nguyệt cũng chào đón mùa đông đầu tiên của mình ở thời viễn cổ. Buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại ở trong ngực Trác Nhĩ, bị Trác Nhĩ dỗ mấy câu liền ngủ tiếp. Chờ Trác Nhĩ nấu nước nóng, làm bữa sáng xong, lại được Trác Nhĩ nhẹ nhàng gọi dậy đi rửa mặt, ăn cơm. Lam Nguyệt mơ màng nhìn người đàn ông đang bận rộn trước mặt, nở nụ cười ngọt ngào. Sau khi vào mùa tuyết, thời gian những người đàn ông ở núi đá đi ra ngoài săn thú rút ngắn lại, phần lớn thời gian là đi săn tìm chuột núi. Trong rừng rậm không tìm thấy một bóng động vật, loài thì ngủ đông, loài thì đi trú đông. Loài động vật duy nhất còn hoạt động trong mùa tuyết chỉ có chuột túi. Hơn nữa năng lực sinh sản của chuột thì ai cũng biết, cho nên con mồi săn được ở núi đá chủ yếu là chuột núi, thỉnh thoảng được mấy con gà rừng hoặc thỏ tai ngắn thì đều nhường hết cho phụ nữ. Đàn ông trong mùa tuyết đều ăn thịt sấy và chuột núi. Sông cũng đóng băng, ngay cả ao nước ở núi đá cũng phủ một lớp băng thật dày. Lam Nguyệt dẫn mọi người đi phá băng ở ao nước, mò toàn bộ cá ở dưới ao lên. Cá sau khi được làm sạch sẽ thì cho vào đống tuyết ở trước cửa hang để đông lạnh. Tất cả các cửa hang tại núi đá đều chất đầy cá đông lạnh. Trác Nhĩ sau khi trở về mới quen với Mục và những người mới tới khác. Trác Nhĩ nhìn mấy người phụ nữ mới đến, nghe Sơn nói là do Lam nhận vào, bèn ôm Lam mà cọ cọ. Lam Nguyệt không kiên nhẫn đẩy hắn ra. Lam Nguyệt trêu hắn là trong nhóm phụ nữ mới tới có cả những cô gái trẻ, bảo hắn đi tìm một người đi, dọa cho Trác Nhĩ nghĩ là Lam Nguyệt không cần hắn nữa, lo lắng bám lấy Lam Nguyệt suốt mấy ngày, quyết không rời cô quá ba bước. Mấy người phụ nữ nói chuyện với Trác Nhĩ đều bị khuôn mặt đen thui của hắn dọa chạy. Lam Nguyệt buồn cười, phải bảo đảm vô số lần rằng cô chỉ cần hắn thôi. Lúc này Trác Nhĩ mới thấy hơi yên tâm. Nhưng sau khi có hai người đàn ông trong nhóm người mới tới tỏ tình với Lam Nguyệt, Trác Nhĩ lại bắt đầu khẩn trương. Mấy ngày đó ở núi đá,
bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh Trác Nhĩ đi theo Lam Nguyệt kêu, Lam Lam. Còn Lam Nguyệt bất đắc dĩ thúc giục Trác Nhĩ đi làm việc. Đây đã trở thành một hình ảnh quen thuộc ở núi đá. Mấy người phụ nữ nhìn thấy liền sẽ trêu ghẹo Lam Nguyệt. Mùa đông đến, cả người Lam Nguyệt được bọc một lớp da thú thật dày. Trác Nhĩ sợ cô lạnh, thiếu chút nữa là đem cả chăn da hổ bọc lên người cô. Phải đi khi mặt Lam Nguyệt đen lại mới chịu buông tha. Buổi sáng, Trác Nhĩ mặc quần áo mùa đông mà Lam Nguyệt làm cho. Sau khi cơm nước xong thì cầm chổi bằng lá trúc dọn dẹp tuyết ở cửa hang. Sau đó ôm Lam Nguyệt đến chỗ của Tô, rồi mới dẫn theo đội săn thú đi lên đường. Sau khi kiểm tra các hố bẫy một lượt, đi săn chuột núi xong là quay về. Thường thì vừa qua buổi trưa, Lam Nguyệt đã bị Trác Nhĩ ôm vào trong lòng rồi. Hôm nay, đội săn thú nhặt được trong hố bẫy mấy con cừu đen. Trác Nhĩ nói cừu đen chỉ có ở trong rừng rậm Mông Tạp thôi, ở rừng rậm Lạc Vụ không có, chẳng trách trước kia chưa từng có cừu đen trong số con mồi. Trước đây Lam Nguyệt không biết cừu đen có thể ăn được, Trác Nhĩ nói cô mới biết. Chỉ là thịt cừu đen rất tanh, nên bọn họ rất ít khi săn cừu đen, chỉ đến mùa tuyết, thức ăn khan hiếm thì mới đi săn. Hôm nay, đi vào rừng Mông Tạp kiểm tra hố bẫy thì phát hiện có mấy con, người viễn cổ không lãng phí thức ăn liền mang về. Lam Nguyệt sau khi xác định là có thể ăn được thì ánh mắt sáng lên nhìn mấy con cừu đen đã bị bẫy trúc đâm chết để ở ngoài cửa hang. Hoắc Lý nhìn thấy ánh mắt của Lam Nguyệt thì bị dọa đến co rúm vào một góc. Lam Nguyệt không nhìn thấy, trong đầu cô lúc này chỉ có thịt cừu. Lam Lam, ăn thịt gà đi, mềm lắm. Trác Nhĩ ghét bỏ nhìn cừu đen, không muốn Lam Nguyệt ăn thịt tanh. Không sao đâu, để tôi dạy mọi người cách ăn, sẽ không còn tanh hôi nữa. Lam Nguyệt nói với Trác Nhĩ. Lam Nguyệt phân công mấy người đi xử lý các cừu đen thành từng khối thịt, lại dặn bọn họ phải rửa sạch từng tia máu ở trong thịt, và giữ lại toàn bộ da lông, sau đó cô đi vào hang động lớn nhất. Mùa đông bọn họ không nấu cơm riêng, mà ăn chung ở trong hang động này. Bởi vì củi rất dễ bị ẩm ướt, nên vì tiết kiệm củi, tất cả mọi người đều tụ tập ăn chung ngủ chung ở cùng một chỗ, chỉ có mỗi Lam Nguyệt và Trác Nhĩ là vẫn ngủ riêng. Như vậy cũng làm cho Lam Nguyệt thỉnh thoảng lại nghe được những âm thanh ư ư, a a, cùng vô số hình ảnh bổ não. Phải giải quyết vấn đề củi đốt thôi, cô lại không biết đốt than, khổ rồi đây, Lam Nguyệt nhức đầu. Toàn bộ thịt cừu đã được xử lý xong, Lam Nguyệt lấy nấm khô ở trong giỏ trúc ra. Lại bảo mấy người phụ nữ lấy phiến đá ra, đặt thịt cừu lên thái thành từng miếng. Cô đem măng tươi đào được trong mùa đông đi rửa sạch, cắt miếng rồi cho vào trong bát để ngâm. Trên bếp bắc hai cái nồi đá, đang nấu nước. Lam Nguyệt lại gọi bọn nhỏ đi bới ở trong mặt tuyết rơi một ít cải thìa và rau xanh rồi mang đi rửa sạch. Nước nóng rồi thì bỏ măng và nấm vào. Lam Nguyệt canh giữ ở bên hai chiếc nồi, lấy cái muông chúc thỉnh thoảng khuấy canh. Mấy người đàn ông thì nướng thịt chuột núi. Chờ đến khi nước sôi, Lam Nguyệt bảo mấy người phụ nữ chia thịt cừu đã thái xong rồi bỏ vào hai nồi. Đổ xong thịt thì hai nồi cũng đầy lên hơn phân nửa. Lại để sôi thêm một lát nữa, nước canh đã dần chuyển sang màu trắng sữa. Lam Nguyệt rút bớt lửa, lại bỏ rau vào trong hai nồi đang nóng hôi hổi. Món canh đã hoàn thành. Trong hang động ngào ngạt mùi canh thịt cừu, mấy bạn nhỏ bưng bát vây xung quanh Lam Nguyệt, vẻ mặt của những người lớn cũng mong ngóng nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt buồn cười gật đầu, mấy người phụ nữ bắt đầu dùng muôi phân chia canh, bọn nhỏ hào hứng vọt tới cạnh nồi. Lam Nguyệt bưng một bát lớn cùng một bát nhỏ của cô và Trác Nhĩ, đặt xuống bên cạnh Trác Nhĩ. Trác Nhĩ ôm cô vào trong ngực, bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa đút cho Lam Lam. Lam, không còn mùi tanh hôi nữa, làm như thế nào vậy? Tô đại diện cho mấy phụ nữ đi tới đây hỏi thăm. Chủ yếu là rửa thịt, rửa sạch máu đi, mùi tanh tưởi ở bên trong máu. Lam Nguyệt vừa uống canh thịt cừu nóng hổi, vừa ăn thịt mềm Trác Nhĩ đút cho, trả lời Tô. Lam biết nhiều thứ thật đấy, bọn tôi đều không so được với cô. Một người phụ nữ trong số những người mục đưa tới nói. Đôi mắt Lợi Á chớp chớp, Lam Nguyệt đưa mắt nhìn cô, Lợi Á mỉm cười nói. Đúng vậy, Lam Nguyệt là người phụ nữ thông minh nhất ở nơi cư trú này. Bọn tiểu Mỹ chẳng phải đã sớm nói rồi sao? Lam Nguyệt quay đầu, ăn cơm. Nhóm phụ nữ bắt đầu trò chuyện sôi nổi,
mấy người đàn ông cũng vừa ăn vừa nói những chuyện mấy ngày qua. Trác Nhĩ vừa ăn cơm vừa đút cho Lam Nguyệt, lại còn cùng Mộc Sa và Khôn nói đến tình hình của rừng rậm Mông Tạp. Mộc Sa, ăn đùi gà đi này, Lợi Á chạy tới bên cạnh Mộc Sa. Tai Lam Nguyệt lập tức vểnh lên, Lợi Á còn chưa từ bỏ Mộc Sa sao, hí hí, có bái quái rồi. Tôi ăn no rồi, chỉ muốn ăn canh, cảm ơn, Mộc Sa lạnh nhạt từ chối, quay đầu lại liếc nhìn Lam Nguyệt. Vậy tôi tự ăn. Lợi Á không để bụng, cầm đùi gà cười với bọn Lam Nguyệt, rồi quay trở lại chỗ mà cô vừa mới ngồi. Thật vô vị, đồ đầu gỗ Mộc Sa này. Lam Nguyệt quệt quệt miệng, ăn no liền cuộn người trong lòng Trác Nhĩ. Trác Nhĩ, đừng quấy. Hôm nay tôi còn phải giải quyết vấn đề củi đốt. Sáng sớm đã bị Trác Nhĩ ôm lấy quấn quýt, Lam Nguyệt đẩy Trác Nhĩ ra muốn đứng dậy. Trác Nhĩ lại hôn lên môi Lam Nguyệt, hôn tới khi Lam Nguyệt không thở được mới bỏ qua cho cô, giúp cô mặc quần áo, kiểm tra xem cô đã mặc đủ ấm áp chưa, xong rồi mới bế cô đến hang núi lớn. Lam nha đầu, sao hôm nay dậy sớm thế, về mà ngủ thêm chút nữa đi, cháu còn nhỏ như vậy, đừng để bị lạnh, không tốt cho cái bụng đâu. Giả Sơn mới sáng sớm đã nhìn thấy Lam Nguyệt, lo lắng nhìn chằm chằm bụng cô, lào bào. Rồi quay sang gõ một cái lên đầu Trác Nhĩ, cửa trách. Mới sáng sớm anh đã Lam nha đầu ra đây để làm gì? Tiểu tử thối, nếu bụng con bé bị lạnh, giả sẽ cho anh một trận. Lam Nguyệt đen mặt, bát tự còn chưa viết đâu, ông khẩn trương cái gì chứ? Sơn, vấn đề củi đốt. Lam Nguyệt ngắn gọn ngăn lại lời dạy dỗ của Giả Sơn với Trác Nhĩ, nhắc nhở lão mục đích mà cô dậy sớm tới đây. Phải đi đốn cây, được rồi, kêu mọi người mau mau chuẩn bị, Giả Sơn vội vàng đi thu xếp người. Lam Nguyệt kéo Trác Nhĩ đi ăn sáng trước, bọn Tô cũng đã dậy, Lam Nguyệt đứng dậy phụ giúp làm bữa sáng. Ăn sáng xong, Trác Nhĩ liền dẫn theo mấy người đi đốn cây, lại phân công mấy người đi kiểm tra hố bẫy săn thú. Cây đã được đốn về, Lam Nguyệt bảo các thanh niên bổ thành củi, đem đi xếp thành từng lớp ở trên đống lửa trong hang động. Lửa cháy không lớn không nhỏ, rồi phân công mấy người canh chừng. Cô không biết làm than củi, nhưng đốt khô củi thì cô biết, mặc dù không đốt không tốt bằng than củi, nhưng cũng có thể được bằng một nửa than củi. Đã đốt xong đống củi đầu tiên, Lam Nguyệt chỉ huy bọn họ khiêng đống củi mặt ngoài đã hơi đen cho vào trong hang động mới đào, bảo bọn họ tiếp tục đốt. Xong xuôi, Lam Nguyệt lại đi xem ghế dài đã làm đến đâu rồi. Cậu thiếu niên Hoắc Lý làm không tệ. Làm ghế càng ngày càng chắc chắn, mặc dù vẫn là đục lỗ để gắn ở trong hang, nhưng nhìn cũng ra hình dáng đồ nội thất rồi. Lam Nguyệt gật đầu, lại nói đến chuyện làm giường với Hoắc Lý. Loại có chân thì chắc chắn không làm được rồi. Cô không biết gì về nghề một, nếu làm loại giường gắn vào tường, khỏi cần nghĩ cũng biết, nằm lên là sẽ sập ngay, cho nên cô chỉ làm mặt giường thôi. Vấn đề là tiếp theo phải làm như thế nào đây? Thời đại không có đinh đúng là khổ mà. Cuối cùng, sau khi nghĩ đến nhức đầu, Lam Nguyệt cũng nghĩ ra một cách. Tấm ván gỗ sau khi được cắt gọt và xếp chỉnh tề, sẽ dùng hai khối gỗ đặt ở phía để cố định. Cô vẽ hình dáng của tấm ván gỗ cố định ra, rồi để Hoắc Lý tự đéo gọt, còn cô thì chạy đi giúp bọn nhỏ đang bới rau ở trên mặt tuyết. Đến khi cùng bọn nhỏ xách một giỏ trúc trở lại, Lam Nguyệt nhìn thấy Giả Sơn và Giả Lưu đang ngồi bên cạnh đống lửa đốt củi gỗ, trên mặt thoáng vẻ đau thương. Sao vậy ạ? Lam Nguyệt đi tới, ngồi xuống, hỏi thăm hai già. Lam nha đầu, hiện tại nơi cư trú có thể trải qua một mùa tuyết ấm áp như vậy, bọn ta không khỏi nhớ lại những ngày trước đây. Hai già thở dài thở ngắn. Rảnh rỗi không có việc gì làm sao, đúng là hai ông lão dở hơi. Lam Nguyệt đen mặt mà nhìn hai người. Hồi đó cứ vào mùa tuyết là rất nhiều người chết, không chỉ nơi cư trú của chúng ta, những nơi cư trú khác cũng thế. Hai già bắt đầu tâm sự. Cha của Trác Nhĩ bởi vì muốn thay đổi cuộc sống của chúng ta mới đi ra ngoài lặn lội khắp nơi, nhưng những nơi đi qua chỗ nào cũng như thế. Nếu cha Trác Nhĩ vẫn còn, nhìn cuộc sống ở núi đá bây giờ, nhất định là vui lắm. Hốc mắt Giả Sơn đã hơi đỏ, Lam Nguyệt lặng thinh. Đúng vậy, lúc trước khi nghe tin bầy lợn rừng đến,
bọn ta cứ nghĩ lại phải di chuyển rồi, lần di chuyển này không biết có bao nhiêu người phải bỏ mạng đây. Lam nha đầu, núi đá cũng là nhờ có cháu đấy. Già Lưu cảm khái nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt không được tự nhiên quay đầu, cười ha ha, núi đá này rất tốt, không biết những nơi khác có tốt bằng ở đây không? Đúng vậy, núi đá là nơi mà cha Trác Nhĩ nhìn chúng đó, là nơi rất tốt, nếu rời khỏi nơi này thì chỉ có thể đến vùng lân cận núi Hắc Sơn ở đối diện thôi. Nhưng bên kia đến một ngọn cỏ cũng không có, sao có thể tốt bằng núi đá này chứ? Già Sơn cũng biết núi đá là một vùng đất trù phú. Trong đầu Lam Nguyệt đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, Sơn, là ngọn núi mà lần trước ông nói tới sao? Sao lại không có một nhành cây ngọn cỏ? Ừ, chính là núi Hắc Sơn mà lần trước ta nói, nơi đó nằm kề bên con sông ở phía đối diện Lạc Vụ, cách phía bên này rừng Lạc Vụ có một đoạn đường, còn có một cái hồ, đáng tiếc là xung quanh không có một ngọn cỏ, ở núi Hắc Sơn cũng có thể đào hang động để ở, nhưng hoàn cảnh lại quá kém. Già Sơn hồi tưởng lại tình trạng của núi Hắc Sơn. Cháu không quan tâm có hang động hay không có hang động, cái cháu muốn hỏi là tại sao ở đó lại không có lấy một ngọn cỏ. Lam Nguyệt sốt ruột hỏi Già Sơn. Ta không biết, chỉ biết nơi đó không có một loài động thực vật nào. Già Sơn không biết, lại nhìn sang Già Lưu. Già Lưu lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết. Chờ khi nào trời trong, các già giúp cháu bố trí người dẫn cháu đến núi Hắc Sơn xem sao. Lam Nguyệt đưa ra quyết định, bất kể thế nào cô cũng phải đến đó một chuyến. Trác Nhĩ, đừng kéo, tôi nhất định phải đi tìm đồ. Cuối cùng trời cũng trong, mặc dù vẫn rất lạnh, nhưng dù sao trời cũng trong rồi. Lam Nguyệt chuẩn bị dẫn người đến Hắc Sơn, nhưng bị Trác Nhĩ giữ lại không cho đi. Tôi dẫn người đi là được rồi, em ở nhà đi. Trác Nhĩ cố chấp không để Lam Nguyệt đi. Anh không nhận biết được, tôi phải đích thân đi mới có thể xác định, không phải còn có anh sao? Tôi muốn đi. Lam Nguyệt cố gắng nói lý với Trác Nhĩ. Lam nha đầu này, nếu không thì để Trác Nhĩ dẫn người đi mang đồ cháu muốn về cho cháu xem. Nha đầu cháu quá yếu ớt, bọn ta cũng không thấy yên tâm. Hai già ở bên cạnh khuyên, Tô dẫn theo Ô Lệ cũng lo lắng nhìn cô. Ông trời ơi, đám người này, cô có yếu ớt như thế à? Quanh Lam Nguyệt phủ đầy vạch đen, bùng phát sau lần thứ nở bị Trác Nhĩ ôm về hang động. Trong nháy mắt vang lên tiếng Lam Nguyệt gào thét lần đầu tiên trong đời. Mẹ nó, Trác Nhĩ, buông ra, không để tôi đi tôi sẽ lén tự đi, tôi nhất định phải đi, không có chuyện anh bảo tôi không được đi là tôi sẽ không đi đâu nhé. Trác Nhĩ cuối cùng phải thỏa hiệp, Lam Nguyệt thở hồng hộp giống như vừa đánh xong một trận ác liệt, thấy Trác Nhĩ lấy ra hổ ra, trán lại đầy vạch đen. Dưới sự cố chấp của Trác Nhĩ, Lam Nguyệt đành phải thỏa hiệp, bọc thì bọc, được đi là tốt rồi. Trác Nhĩ ôm Lam Nguyệt, đeo túi du lịch của Lam Nguyệt, dẫn theo hai mươi mấy người đàn ông lên đường, mỗi người đều đeo mấy cái ống trúc, một cái nồi đá, mang theo túi da thú, tay cầm giáo gỗ và thịt nướng. Già Sơn, nếu như xác định là thứ cháu muốn thì có thể phải một hai ngày mới về. Khôn, anh ở lại chăm sóc mọi người. Lam Nguyệt ở trong lòng Trác Nhĩ vẫy vẫy tay nhắn nhủ với mọi người. Một nhóm người nhìn bọn họ đi xa dần. Buổi trưa đã đến phụ cận Hắc Sơn. Lam Nguyệt nhảy xuống từ trong lòng Trác Nhĩ, vừa đi vừa quan sát. Thảm thực vật trên mặt đất khi đến gần Hắc Sơn rất thưa thớt. Đi vào phạm vi Hắc Sơn thì toàn là đất cát. Hắc Sơn không đen, không khác gì so với núi đá, dốc như một sườn núi. Nguyên nhân vì sao lại gọi là Hắc Sơn thì không rõ. Trên Hắc Sơn có mấy cái hang núi, nhìn từ xa rất hoang vu, dưới chân núi có một vùng hồ lớn, rất rộng, trong hồ không có gì cả, tôm cũng không có nửa con. Hồ Hắc Sơn bao trùm lên một phần lớn diện tích từ sườn trái đến sườn phải của Hắc Sơn. Sau khi Lam Nguyệt trông thấy hồ thì lập tức chạy đến bên bờ hồ, nhìn những tinh thể màu trắng thật nhỏ trên mặt cát ven hồ, Lam Nguyệt hưng phấn, nắm một nắm đến trước mặt Trác Nhĩ. Trác Nhĩ, mau tới đây, cái này chính là thứ tôi muốn tìm, là muối đấy, biết cái gì là muối không? Thứ này có thể thay thế hoàn toàn cho máu đấy. Trác Nhĩ nghe thấy có thể thay cho việc uống máu thì cũng kinh ngạc nhìn nắm tinh thể màu trắng lẫn với cát trên tay Lam Nguyệt,
những người khác cũng kinh ngạc mà nhìn. Lam, đây là đồ ăn sao? Một xa hỏi Lam Nguyệt, hắn cũng bị dọa mất rồi, bùn có thể thay cho máu, làm sao có thể chứ? Ừ, nếm thử đi. Lam Nguyệt chọn lấy hạt muối bên trong cát đưa cho một xa. A, cái này nói như thế nào? Một xa ngậm muối ăn, trợn to hai mắt nhìn Lam Nguyệt. Là vị mặn. Lam Nguyệt nhớn nhớn mày, cười. Trác Nhi nếm một chút cũng đã hiểu, những người khác ở phía sau tranh nhau chạy đến bờ hồ nhặt hạt muối trên cát nếm, một đám người vây quanh Lam Nguyệt vui mừng đến mức không nói ra lời. A, phì, phì, Lam, có đất, cậu thiếu niên Thạch kêu lên oai oái. Ha ha, tiểu Thạch à, phải lọc muối, không phải ăn chung với đất như thế. Lam Nguyệt cười đến mức cả khuôn mặt đều sáng lên. Một nụ cười, khiến cho tất cả những người đàn ông đều ngơ ngẩn nhìn cô. Một nụ cười, khiến cho một xa kích động cầm lấy tay cô. Một nụ cười, khiến cho Trác Nhĩ đen mặt đuổi người đi. Lam Nguyệt ngưng cười, rút tay về, chỉ huy mọi người chuẩn bị nấu muối. Dưới chân núi Hắc Sơn lập tức có một dọc nồi đá được bày ra. Sau khi đưa bật lửa cho Trác Nhĩ, cô mở túi du lịch ra, lấy đồ ngủ ra, vô cùng đau lòng cắt cả bộ áo ngủ ra để lấy vải làm đồ lọc. Đổ nước hồ đã được lọc vào nồi đá để đun, nước cạn. Một lớp muối mỏng dưới đáy nồi xuất hiện trước mặt mọi người. Lam Nguyệt lấy mấy cái sẻng nhỏ ra từ trong túi du lịch, xúc muối bỏ vào ống trúc. Nấu xong đợt đầu tiên, Lam Nguyệt để cho bọn họ để họ tự nấu. Một nhóm người đốn củi nhóm lửa, một nhóm người nấu muối. Cô dẫn Tiểu Thạch và Mục đi tìm đồ ăn cho buổi tối. Tiểu Thạch đi săn thú, cô hái lượm, bận rộn đến tối, gọi mọi người ngừng tay lại để ngày mai làm tiếp. Cô phân công những người đàn ông đi thu dọn hang động, còn cô đi nấu cơm. Cơm tối là thịt nướng, canh rau dại. Cậu thiếu niên Thạch bắt được rất nhiều chuột núi, Mục còn tìm được một con thỏ tai ngắn ra ngoài kiếm ăn. Lam Nguyệt cho muối vào canh rau dại, nướng thịt cũng bôi đều muối lên mỗi mặt. Sau khi thịt được nướng chín, hương vị mặn nồng thơm nức khiến Lam Nguyệt cũng phải suýt xoa tán thưởng. Đám đàn ông đang thu dọn sơn động lại càng tăng nhanh động tác, hận không thể lập tức bay đến cạnh thức ăn. Mọi người ăn cơm tối đến no căng, xoa cái bụng tròn xoe vừa cười vừa nói. Lam Nguyệt thấy mọi người thỏa mãn như vậy, cũng vui sướng ăn con thỏ dành riêng cho cô. Trác Nhĩ ngồi cạnh xé thịt đút cô ăn, thỉnh thoảng vỗ vỗ sau lưng cô. Ban đêm ở Hắc Sơn chìm trong vắng lặng. Mặt trăng đã lâu không lộ mặt cũng ló ra ngoài hít thở không khí, trong bầu trời đêm lạnh lẽo tản ra ánh sáng mờ ảo êm dịu. Bên ngoài hang động có lác đác mấy người đàn ông ăn quá no đang ngồi tiêu thực. Lam Nguyệt kéo tay Trác Nhĩ, Trác Nhĩ một tay ôm cô ra khỏi hang, đi về phía hồ nước mặt. Đến chỗ mọi người đều không nhìn thấy, Trác Nhĩ ngồi xuống, mở ra lớp da thú phía trước, kéo sát Lam Nguyệt vào ngực, dựa đầu vào đầu cô. Trác Nhĩ... À, chờ lúc về, tìm thời gian, chúng ta, giao, phối nhé. Lam Nguyệt lắp bắp nói, dụi đầu vào ngực Trác Nhĩ, không ló ra. Cô đợi cả buổi không thấy phản ứng gì, ngẳng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Trác Nhĩ, phát hiện Trác Nhĩ đang ngây dại. Trác Nhĩ, anh. Lam Nguyệt thẹn nói không nên lời. Lam, thật. Trác Nhĩ đột nhiên hô lên, Lam Nguyệt bị dọa gật gật đầu, lại vùi đầu càng sâu hơn. Cảm giác dụ dỗ thiếu niên đang gào thét trong lòng, xấu hổ chết đi được, vì cái gì mà cô lại nói ra những lời đó chứ? Cái đồ đầu gỗ Trác Nhĩ này. A, Trác Nhĩ, đừng. Lam của tôi. Dưới sự hưng phấn, Trác Nhĩ hôn Lam Nguyệt đến đỏ cả cổ, ánh trăng cũng thẹn thùng mà trốn trong đám mây. Trác Nhĩ, tôi lớn hơn anh rất nhiều tuổi. Lam Nguyệt bình tĩnh lại, rồi nói ra vấn đề khó xử này. Tôi biết, tôi còn biết người đàn ông của Lam chỉ có mình tôi. Trác Nhĩ trả lời. Hả, làm sao anh biết, chúng ta còn chưa làm đến cùng mà. Lam Nguyệt buồn bực nói. Mùi, Trác Nhĩ vui vẻ nói cho Lam Nguyệt biết. Mùi,
nói đến đây thì tôi thấy rất khó hiểu, tôi có mấy người đàn ông, tại sao Khôn biết Ô Lệ là con anh ấy vậy? Cũng là mùi sao? Lam Nguyệt hỏi. Ừ, người cha sẽ ngửi được mùi của con mình. Trác Nhĩ gật đầu, Lam Nguyệt lại vạch đen đầy đầu. Không thể trách cô không biết, trước giờ thấy phụ nữ ở nơi cư trú đều chung sống cùng với một đống đàn ông, đương nhiên cô tò mò sao bọn họ biết con của ai. Ở cái thời đại không có ADN này thì làm sao phân rõ đời sau là nghi ngờ lớn nhất. Lam Nguyệt thường xuyên nhồi vào trong đầu suy nghĩ là, đứa bé sinh ra, không cần quan tâm cha nó là ai, dù sao một đống đàn ông như vậy, người nào chẳng được. Trước kia cô ngại hỏi, hôm nay Trác Nhĩ nói, cô mới hiểu, xem ra độ nhạy cảm với mùi của loài người viễn cổ cao thật đấy, có thể ngửi mùi để nhận biết đời sau, có thể không cao ư. Sau khi loài người tiến hóa thì chức năng này cũng bị thoái hóa đi, cũng không biết có phải là phúc không, nhưng mà bằng mùi mà Trác Nhĩ nhận ra cô vẫn là xử nữ khiến cô như bị sét đánh một cái. Trác Nhĩ, anh còn chưa nói chuyện tôi lớn tuổi hơn anh đấy. Lam Nguyệt đeo bám không tha, vì cô rất để ý. Lam Lam, lớn hơn vẫn là Lam Lam mà. Trác Nhĩ khó hiểu nói. Lớn tuổi hơn hay không thì vẫn là Lam Lam thôi, đâu thể biến thành những người khác được, mà Lam Lam thoạt nhìn cũng chưa trưởng thành nữa. Được rồi, là tôi nghĩ nhiều. Trác Nhĩ, tôi dạy anh từ này. Lam Nguyệt lập tức được an ủi, có lớn hay không thì người Trác Nhĩ yêu vẫn là cô, chẳng có gì khác biệt, anh, yêu, em, anh thấp em. Những lời này dùng một nửa ngữ điệu hiện đại, Trác Nhĩ học có phần khó khăn. Nói lại lần nữa xem, anh, yêu, em, Lam Nguyệt chỉ vào miệng mình dạy. Anh, yêu, em, anh yêu em. Trác Nhĩ nhìn khẩu hình của Lam Nguyệt, rất nhanh học đã học được, lại hỏi Lam Nguyệt, anh yêu em nghĩa là gì? Chính là cảm giác thích hơn cả thích, tôi với anh chính là như thế. Lam Nguyệt nói xong đã bị Trác Nhĩ cắn đôi môi, hương vị tình yêu nồng nàn lan tràn khắp bờ hồ Hắc Sơn. Hai ngày liền đều nấu muối, Già Lưu lo cho Lam Nguyệt, dặn dò Già Sơn cùng mọi người ở lại nơi cư trú, rồi đi tới Hắc Sơn. Hắc Sơn cách núi đá không quá xa, nửa ngày là đến. Già Lưu sau khi phát hiện có muối thì hưng phấn nhảy loạn xạ như bọn con nít, không nhắc đến việc sao Trác Nhĩ lại mang Lam Nguyệt yếu đuối ở bên ngoài hai ngày không về nhà nữa. Sau khi Lam Nguyệt ném việc nấu muối cho bọn họ, thì cả ngày đi lung tung dọc theo hồ Hắc Sơn. Hôm nay đến phiên Trác Nhĩ và Mục đi săn, thế nên cô lại càng hưng phấn kéo Trác Nhĩ đi đến chỗ cách xa hồ Hắc Sơn. Trác Nhĩ xem này ở đây cũng có một ít cải thìa này. Lam Nguyệt giống như tinh linh, chạy khắp nơi, cười nói. Trác Nhĩ nhìn Lam Nguyệt lần đầu tiên lộ ra bộ dạng cô gái nhỏ, thì nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều. Trác Nhĩ, mau có thỏ. Lam Nguyệt kinh hô, tiếc là không có dao găm ở đây, lâu rồi chưa luyện tay nghề, không biết có bị thụt lùi không. Vụt một tiếng, cây giáo gỗ của Trác Nhĩ phóng qua, chuẩn xác đâm vào đùi con thỏ, thành công ghim nó trên mặt đất. Đã bị hôn mê. Thỏ nhỏ à, ai bảo mi chạy đi chứ, a, ối. Lam Nguyệt nhào về phía con thỏ, vui quá hóa buồn. Ngã xuống đất, tay bị xước, cô ôm tay nhăn mày. Trác Nhĩ cuống quýt chạy tới, kéo tay Lam Nguyệt kiểm tra, thấy cô chảy máu, trên mặt hắn hiện lên vẻ tự trách vô cùng. Trác Nhĩ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Lam Nguyệt vội trấn an người nào đó đang tự trách. Lam Lam đừng, đang bị thương. Trác Nhĩ cẩn thận ôm lấy Lam Nguyệt, quay đầu lại không thèm chớp mắt rút giáo gỗ ra, lại đâm lên người con thỏ, hung hăng trợn mắt nhìn nó một cái, con thỏ đã chết luôn rồi. Ý Trác Nhĩ chờ một chút. Cái này. Lam Nguyệt nhảy ra khỏi ngực Trác Nhĩ, trèo đến một khóm cỏ, cào tuyết ra. Thấy trên cỏ có dấu máu của cô, nhưng đã rất nhanh khô lại. Lam Nguyệt biết dù trời có lạnh đâu thì máu cũng không thể khô lại nhanh như vậy. Cô đoán vấn đề là nằm ở loại cỏ không biết tên này. Cô cẩn thận hái vài lá, dùng tay bóp nát sau đó đắp lên vết xước của cô. Quả nhiên, vết thương khô lại rất nhanh, cỏ này có tác dụng cầm máu. Lam Nguyệt lại ngồi yên tại chỗ chờ xem còn có tác dụng khác hay không.
Trác Nhĩ vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô, nếu có nguy hiểm sẽ lập tức xông tới. Một lát sau, Lam Nguyệt thấy vết sưng đỏ quanh miệng vết thương từ từ tiêu đi, vui mừng cây cỏ lên, đây là cỏ cầm máu, nó còn có tác dụng tiêu viêm, sau này bị thương có thuốc dùng rồi. Trác Nhĩ, đưa tôi túi da thú, gọi người đưa thêm mấy cái đến đây đi. Lam Nguyệt lấy túi da thú của Trác Nhĩ, phất tay bảo hắn đi lấy đồ, rồi vùi đầu vào sự nghiệp hái thảo dược. Ấy ôm tôi làm gì? Đi lấy đi chứ. À được rồi. Trác Nhĩ làm sao có thể bỏ cô ở trong này một mình, lập tức ôm cô về, có gì đó tí nữa hái sau, nó đâu chạy mất được, còn Lam Lam không thể rời khỏi vòng bảo vệ của hắn. Trác Nhĩ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cô gái nhỏ hắn thích. Lam Nguyệt nhìn vẻ mặt hắn thì cũng hiểu đại khái, bất đắc dĩ chỉ có thể lát nữa quay lại hái, muốn nói tôi không mảnh mai như vậy đâu, nhưng, hay đi, Trác Nhĩ sẽ không hiểu. Chị đây đến viên cổ bị coi như là chưa trưởng thành đã đành, giờ lại còn thành người đại diện cho hình tượng mảnh mai nữa chứ. Trở lại Hồ Hắc Sơn, trưng dụng túi da thú của đám đàn ông, thấy bọn họ tranh giành nhau để đưa túi cho mình, Lam Nguyệt chỉ có thể trốn ra sau lưng Trác Nhĩ. Đàn ông độc thân không được phép làm tổn thương. Già Lưu nghe Lam Nguyệt nói muốn đi hái thảo dược, mặc dù lão không hiểu cái gì là thảo dược, nhưng nghe Lam Nguyệt nói có thể trị thương, cũng hấp tấp đi theo hỗ trợ. Quay lại chỗ có cỏ cầm máu, dưới sự chỉ điểm của Lam Nguyệt, Già Lưu vội vã đào lên, Lam Nguyệt cũng gọi Trác Nhĩ đi đào, cô thì tìm quanh xem có thảo dược khác hay không. Phạm vi hoạt động của cô vẫn dưới tầm mắt của Trác Nhĩ, một khi Trác Nhĩ không nhìn thấy cô sẽ lập tức bắt cô trở lại trong phạm vi tầm mắt của mình. Cô cũng biết vài loại thảo dược dân gian trị cảm mạo, không biết thời viễn cổ này có không, về phần những loại hoa cỏ khác, cô không dám hái bậy. Có loại cô hoàn toàn không biết, cũng có loại hơi tương tự ở hiện đại, nhưng Lam Nguyệt chưa học qua nên cũng không dám dùng lung tung, sợ sẽ gây chết người. Lam Nguyệt cẩn thận đẩy tảng đá ra, cô tìm thấy dưới tảng đá có một loại cỏ, rất giống loại cỏ theo tiếng địa phương ở nông thôn gọi là nhiệt thảo, một loại thảo dược dùng để trị cảm mạo cô từng thấy trước đây. Cô tìm được một khóm ở dưới tảng đá này, vì đang mùa đông, rất nhiều cây bị khô héo, bụi nhiệt thảo tìm được có lá lớn hơn ở hiện đại một chút, nhưng Lam Nguyệt khẳng định đây là nhiệt thảo trị cảm. Đưa lên ngửi thì mùi giống như trí nhớ của cô. Các lá bên ngoài cây đều đã héo khô, chính giữa còn vài chiếc lá và ngọn cây hơi úa vàng. Lam Nguyệt đào cả gốc lên, cô nhớ rễ nhiệt thảo có dược hiệu tốt hơn lá rất nhiều. Lam Nguyệt nhìn xuống dưới thấy không còn nhiệt thảo, những loại cỏ khác thì không biết, cẩn thận để nhiệt thảo vào trong túi ra, đầu mùa xuân đến tìm tiếp cũng được. Trác Nhĩ và Già Lưu đào được rất nhiều cỏ cầm máu, đang trong mùa tuyết nên cỏ cầm máu cũng trở nên úa vàng khô héo. Nhưng chưa khô héo toàn bộ, vẫn có thể sử dụng được. Bọn người Lam Nguyệt buộc chặt mấy cái túi da thú, đưa cho Già Lưu cầm, Trác Nhĩ ôm Lam Nguyệt trở về Hồ Hắc Sơn. Bọn Trác Nhĩ quay về trễ hơn mục, mùa đông không nhiều thú săn lắm, kể cả chuột núi cũng không săn được nhiều, may mà bọn họ không có nhiều người lắm. Mục còn săn được 3 con chuột núi giống con cừu, không tệ, cộng thêm thịt sông khói mà Già Lưu mang đến nữa là đủ ăn. Trác Nhĩ và Mục đi làm chuột núi, vì đã không phải uống máu tươi nữa, nên bọn họ đều xả máu con mồi chảy hết, cũng tẩy rửa hết tơ máu. Lam Nguyệt đi xem tiến độ nấu muối. Ồ, ông Trúc mang theo đều chứa đầy hết rồi à, đủ ăn vào mùa xuân sau rồi, mùa xuân chính là mùa lá. Mọi người thu dọn đi, hôm nay nấu đến đây thôi, ngày mai nấu đầy nửa số ông Trúc còn lại, rồi chúng ta trở về núi đá. Lam Nguyệt nhìn một đống ống trúc đầy muối ăn, khó có khi vui vẻ mà nói nhiều thêm mấy câu. Lam nha đầu, nhiều thế à? Già Lưu kích động đi quanh ống trúc, những người đàn ông nấu muối ai ai cũng lộ ra ánh mắt sáng ngời về một cuộc sống tốt đẹp sau này. Mặc dù muối ăn rất thô, nhưng Lam Nguyệt lại không biết tinh chế, chưa nói đến việc không đủ điều kiện, mà bản thân cô cũng không biết làm thế nào. Biết muối ăn là đã đi tiên phong rồi. Cô đưa muối ăn vào xã hội loài người đã thúc đẩy nhân loại tiến hóa lên một bước rồi. Sáng hôm sau, đàn ông tiếp tục nấu muối ăn, Lam Nguyệt kiểm kê cỏ cầm máu hái được, bỏ đi toàn bộ lá khô, phần còn lại thì dùng chỉ gai bó thành từng bó nhỏ, về núi đá sẽ đem ra phơi nắng, nếu không có nắng thì để trong hang động hong khô.
Lam Nguyệt vừa thu dọn vừa nghĩ. Già Lưu ở bên cạnh giúp lấy cỏ cầm máu ra, sau đó lại bỏ bó cỏ Lam Nguyệt đã bó xong vào túi da thú. Sau khi cẩn thận sắp xếp như thế, chỉ còn lại một bao đầy cỏ cầm máu thôi. Già Lưu còn nhìn đi nhìn lại như bảo bối, ngay cả hứng thú với muối ăn mấy hôm trước cũng bị bao cỏ này thay thế hoàn toàn. Già Lưu thấy nhiệt thảo trong tay Lam Nguyệt thì cũng đã từng hỏi cô. Lam Nguyệt chỉ đành phải nói là một loại thảo dược, cảm mạo nói như thế nào đây? Trừ phi sau này có người bị bệnh như vậy thì mới có thể giải thích nhiệt thảo dùng để làm gì. Già Lưu cũng không quấn quýt chuyện nhiệt thảo nữa, dù sao chuyến đi đến Hắc Sơn lần này đã đem đến thu hoạch khổng lồ đến mức lão muốn la to gào khóc với bọn nhỏ rồi. Lam Lam về thôi, Trác Nhĩ đi vào động Hắc Sơn nơi bọn họ tạm nghỉ, thấy Lam Nguyệt và Già Lưu đã thu dọn xong thảo dược, bèn nói với bọn họ. Ừ, nấu hết phần còn lại chưa? Lam Nguyệt hỏi Trác Nhĩ. Không nấu nữa, còn chút nữa mới đầy, hình như sắp có tuyết, chúng ta phải quay về núi đá thôi. Trác Nhĩ hơi lo lắng nhìn trời, nếu như tuyết rơi, Lam Lam nán lại ngoài này sẽ chết cóng mất, nên Trác Nhĩ lập tức quyết định bảo mọi người thu dọn đồ đi về. Mọi người nghe nguyên nhân thì đều vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, Lam Nguyệt là bảo vật, không thể bị lạnh cóng được. Ừ, muối ăn đủ ăn đến mùa lá rồi, mùa lá lại gọi người đến là được. Lam Nguyệt gật đầu, cũng biết mùa đông ở viễn cổ lạnh như thế nào, ở núi đá còn được, ở Hắc Sơn mọi người đều phải trông nom một mình cô không thích gây thêm phiền toái cho người ta. Lam nha đầu, để bọn ta là được rồi, đi thôi, qua mùa tuyết chúng ta lại đến. Già Lưu hòa ái nhìn Lam Nguyệt, quay đi mặt đã đen lại, tiểu tử thối, đi lấy ra hổ ôm con bé đi, đứng ngẩn ra ở đây làm gì. Đoàn người mang đầy muối ăn lên đường, cười cười nói nói suốt dọc đường, mang theo sự mong đợi tốt đẹp đối với cuộc sống tương lai là đi về phía núi đá. Lam Nguyệt giúp trong lòng Trác Nhĩ nhìn đám đàn ông đầy nhiệt tình phía sau, cô nắm tay cam đoan, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt thôi. Trở lại núi đá đã là khoảng 3 giờ chiều rồi, Già Sơn đứng ở cửa hang ngóng nhìn, cậu thiếu niên Thạch về trước báo với mọi người hôm nay họ sẽ về, cho nên Già Sơn cứ chốc chốc lại đi ra nhìn. Tô thỉnh thoảng cũng nhìn ra con sông phía xa xa. Ngóng trông bóng dáng Trác Nhĩ có thể xuất hiện, bé mập ô lệ thì ở kè kè bên cạnh Già Sơn, thỉnh thoảng lại nhắc, Lam đâu, Lam đâu. Nhìn kìa, bọn Trác Nhĩ về rồi, một người đàn ông ở nơi cư trú nhìn thấy Trác Nhĩ đi phía trước, gọi mọi người lên đón. Đến cửa hang động, mọi người vội vàng giúp dỡ các ống trúc trên lưng những người đàn ông xuống, dưới sự chỉ huy của Già Lưu mang vào hang chứa thức ăn, lần lượt xếp xong từng cái, những phụ nữ giúp mang nồi đá đi rửa. Những người trong đội ngũ nấu muối có phụ nữ thì ôm phụ nữ của mình nói nhớ họ, Trác Nhĩ đi đến cửa động gật đầu với Già Sơn. Lam đâu rồi, Lam đâu rồi? Bé mập ô lệ không nhìn thấy Lam thì khẩn trương tìm kiếm, Tô cười dỗ dành ô lệ. Mở tấm da thú Trác Nhĩ ôm trong lòng ra, Lam Nguyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người, có điều vẫn còn đang ngủ say. Lam, dậy đi, ô lệ nhớ cô. Bé mập chưa nói hai lời đã đưa tay vào tấm da hổ lay tỉnh Lam, Trác Nhĩ và Tô vội vàng muốn ngăn cản. Ừ, ô lệ tới rồi à? Rửa tay chưa? Trác Nhĩ chào ý. Lam Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, mấy ngày qua cô mệt mỏi, trên đường về đã ngủ thiếp đi, còn tưởng rằng mình đang ở trong hang của mình. Thấy bốn phía im ắng thì cô ngẩn ra, không nghe thấy tiếng bé mập ô lệ trả lời, ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, tất cả mọi người đều đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt Tô chứa đầy vẻ mơ ám. Nhớ lại, mình vừa mới hôn môi Trác Nhĩ, ầm một tiếng, mặt Lam Nguyệt đỏ lên như trứng luộc, một giây sau cô soạt một tiếng rút vào trong tấm da hổ không ra. Ha ha, Lam vẫn xấu hổ như vậy. Mọi người cười vang, Trác Nhĩ nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt cảnh cáo, vỗ tay dỗ dành con sâu đang chui trong tấm da hổ trong lòng mình. Vào hang động Lam Nguyệt mới ló ra, Trác Nhĩ đưa cho Già Sơn một ống trúc đựng muối ăn, ý bảo lão nếm thử. Già Sơn cẩn thận lấy một rúm muối ăn ra rồi bỏ vào trong miệng. Lam Nguyệt định ngăn lại mà không kịp. Khụ 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 khụ, Già Sơn túm lấy chén nước người bên cạnh đưa đến uống ừng ực. Lam Nguyệt bụm mặt, không nỡ nhìn. Cái này là muối ăn có thể thay máu, sao khó ăn như vậy?
Già Sơn hòa hoãn lại, khuôn mặt đầy khổ sở nói. Già ăn nhiều quá, chỉ một chút xíu là được rồi, Lam Nguyệt đã dạy mấy người bọn cháu ở Hắc Sơn rồi. Mộc Sa cười nói với Già Sơn. Mộc Sa, các cậu đi làm cơm tối đi, nhớ cho muối ăn vào, sau này đừng uống máu tươi nữa, đồ sống không tốt cho cơ thể. Lam Nguyệt dặn dò Mộc Sa rồi lắc lắc tay, đã nhắm mắt ngủ. Trác Nhĩ đổi cho Lam Nguyệt vị trí thoải mái, sau đó tiếp tục trò chuyện với Già Sơn. Sơn, còn có một thứ tốt nữa, bảo đảm ông sẽ vui mừng đến nỗi nhảy dựng lên. Già Lưu nói với vẻ bí hiểm, Trác Nhĩ nhìn Già Lưu cười, không cản lời. Gì, cũng không thể tốt bằng muối ăn có thể thay máu chứ. Già Sơn cũng tò mò sán lại gần. Nhìn đi, Già Lưu nâng niu mở túi da thú ra. Già Sơn nhìn, đây không phải là rau như Lam Nha Đầu nói sao? Lại tìm được một loại à? Cái này có gì tốt đến mức phải nhảy dựng lên chứ? Già Sơn bĩu môi ghét bỏ, lão thích thịt, rất ít ăn rau. Ông biết cái gì chứ? Lam Nha Đầu nói cái này là thảo dược, ông biết thảo dược là cái gì không? Lam Nha Đầu nói có thể trị vết thương, có thể làm cho chỗ bị dã thú cào bị thương không chảy máu. Ông nói xem, có phải là đồ tốt không? Già Lưu lập tức mang lời Lam Nguyệt nói ra giáo huấn Già Sơn là người không có mắt nhìn. Thật, cái này có thể làm cho vết thương không chảy máu, có thể bảo vệ tính mạng. Lưu, ông nói thật chứ? Già Sơn lập tức hiểu rõ giá trị của thảo dược, bàn tay túm lấy Già Lưu cũng run rẩy. Phải, là Lam Nha Đầu tìm được, còn nói mùa la sẽ đi tìm thêm, hiện tại là mùa tuyết nên có rất ít. Già Lưu nói, Lưu, ông nói xem, Lam Nha Đầu có phải là thiên thần phái tơi hay không, hoặc là thiên thần từ trên trời rơi xuống. Già Sơn nhìn muối ăn và thảo dược, thứ này vượt qua phạm vi tiếp nhận của bọn họ rồi. Lam Nguyệt đang chìm vào giấc ngủ, không hề biết tình hình bên ngoài, thỉnh thoảng động một chút trong tấm da hổ, vô thức dịch sát lại gần Trác Nhĩ. Lưu, ông nói, Lam Nha Đầu có phải là thiên thần phái tơi hay không? Hoặc là thiên thần từ trên trời rơi xuống? Già Sơn lão đầu lo lắng nói, nhìn Lam Nguyệt đang ngủ vùi. Chắc là không phải, mặc dù vẻ ngoài con bé trắng non xinh đẹp hơn phụ nữ của chúng ta, cho dù có nhỏ nhắn xinh xắn một chút thì vẫn là người mà, Già Lưu phân tích. Vấn đề là ông biết những thứ này không? Đừng nói chúng ta, cha Trác Nhĩ đi nhiều nơi như vậy cũng không biết. Mà Lam Nha Đầu lại biết, Già Sơn vẫn tương đối lý trí. Nếu là thiên thần thật thì làm sao bây giờ? Lam Nha Đầu sẽ không trở về chứ? Già Lưu cũng bắt đầu tin tưởng Lam Nguyệt là thiên thần rồi. Lam Lam đã từng nói cô ấy không phải thiên thần, cũng là người như chúng ta. Cháu cũng biết cô ấy rất đặc biệt, cháu sẽ không để cô ấy rời khỏi cháu. Trác Nhĩ dịu dàng nhìn Lam Nguyệt đang cuộn mình ngủ trong lòng hắn. Bất kể có phải là thiên thần hay không, tiểu tử thối nhà anh bảo vệ Lam Nha Đầu thật tốt cho ta, mất cọng lông nào ta sẽ xử lý anh đấy. Còn phải tranh thủ có con đi, ai bảo Lam Nha Đầu chỉ có một người đàn ông là anh chứ? Hai ông lão gầm lên với Trác Nhĩ. Sao vậy? Lam Nguyệt bị tỉnh giấc, mở mắt nhìn Trác Nhĩ. Không, Lam Lam, mau ăn cơm. Trác Nhĩ nói với Lam Nguyệt. Lúc Lam Nguyệt không chú ý thì gật gật đầu với hai già một cái. Lam, dậy rồi. Cháu rất nhớ cô. Bé mập ô lệ tinh mắt thấy Lam Nguyệt tỉnh dậy, không quấy lấy mẹ nữa, mà đi đến trước mặt Lam Nguyệt làm nũng. Lam Nguyệt nhéo má ô lệ, ra khỏi tấm da thú. Trong hang rất ấm áp, cô nắm đôi tay tròn của ô lệ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Sau lưng, hai già cùng đưa ánh mắt mà bọn lão có thể hiểu cho Trác Nhĩ. Lam, hai ngày nay có lạnh không? Đói bụng không? Tô đi tới hỏi Lam Nguyệt. Tô, không sao, có Trác Nhĩ mà. Lam Nguyệt hay ngắn gọn như vậy. Cô không biết cô đi hai ngày, tất cả mọi người đều rất nhớ cô. Sơn suốt ngày nghĩ tới việc Trác Nhĩ không chăm sóc tốt cho cô thì sẽ xử lý nó. Con bé ô lệ này thì ngày nào cũng quấn lấy cha nó đòi đi tìm cô. Tô cười ha ha. Lam Nguyệt biết Tô quan tâm cô, bất kể có phải nguyên nhân là do Trác Nhĩ hay không, Tô đối với cô vẫn luôn như một người chị. Lam Nguyệt vỗ tay Tô đã hiểu.
Lam về rồi. Ôi, về thật rồi, ở bên kia vất vả không? Lợi Á vào hang núi, nhìn thấy Lam Nguyệt thì cũng đi tới. Ừ, không sao. Lam Nguyệt gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông đằng sau Lợi Á tràn đầy xuân sắc. Lam Nguyệt hắc tuyến. Khó trách cô Lợi Á này mới biết chúng ta trở về, mẹ nó suốt ngày đều vận động. Không trách được ngực lớn như vậy. Lam Nguyệt oán thầm, quyết không thừa nhận mình thuộc loại sân bay với loài người viễn cổ trước mặt. Một xa, trở về nghỉ ngơi đi. Để em làm, mắt Lợi Á sáng lên, đi tới trước mắt một xa muốn nhận lấy. Lợi Á, bọn một xa mang muối về rồi, cô đi học dùng như thế nào đi, đừng tranh làm, mục ở phía sau nói một câu. A, như vậy à, một xa thật giỏi. Không hổ là dũng sĩ lại có thể mang muối về, Lợi Á không rảnh nữa, nhìn một xa làm. Không phải cô ta đang nói một xa một người đem muối mang về tới chứ. Cô nàng này đúng là người phi phàm nha, vẫn còn rất chấp nhất với một xa. Đây là tiếng lòng của mọi người. Lam Nguyệt đi bên Ô Lệ nghe Ô Lệ kể những chuyện lý thú trong hai ngày vừa qua, Tô ở bên cạnh giúp nướng thịt. Ô Lệ lúc thì kể Tráng muốn đi bắt cá bắt gà, bị mẹ đánh vào mông, một lát lại nói Tiểu Ưu khóc nhè rất xấu, một lát thì kể Tiểu Ni kêu la đòi giày ra thú, vì trên chân Ô Lệ có, còn do Lam Nguyệt làm, lúc lại nói khi nào em bé trong bụng Tiểu Mi ra ngoài cô bé muốn dẫn em bé đi chơi, dạy em bé đào rau, cho cá ăn. Lam Nguyệt sờ sờ đầu Ô Lệ hỏi cô bé, Ô Lệ, lớn lên cháu muốn làm gì? Cháu muốn làm Lam, Ô Lệ cương nắm đấm nhỏ, rất nghiêm túc vạch kế hoạch cho tương lai. À tại sao lại làm cô? Lam Nguyệt không hiểu nổi đầu óc đứa bé gái mũm mím này đang nghĩ gì. Lam xinh đẹp nhất, thông minh nhất, Ô Lệ nói. Thích cái đẹp là tính cách vốn có của trẻ con, ha ha. Cơm tối có muối, một nhóm người ngẫu nghiến ăn sạch canh và thịt nướng, đám phụ nữ đành phải làm thêm một đợt thịt nướng nữa mới coi như thỏa mãn, mọi người vỗ bụng tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm tiêu thực. Lam Nguyệt cũng uống thêm một bát canh cá, thấy mọi người ở nơi cư trú đều ăn no căng rồi thì ngẩng đầu hỏi Trát Nhĩ, thú săn còn đủ chứ? Ừ, còn đủ, hôm nay vừa được ăn muối, tất cả mọi người đều ăn nhiều một chút. Không sao, Trát Nhĩ gật đầu. Không trách được Lam Nguyệt cho rằng thức ăn không đủ, là vì bữa nay đám người kia ăn quá kinh khủng, mọi người đều no căng ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, nên dọa Lam Nguyệt tưởng bọn họ đã ăn sạch thức ăn rồi. Á tôi đi tiểu, kết quả của việc uống quá nhiều canh chính là thế này đây, Lam Nguyệt muốn đi nhà xí rồi. Trát Nhĩ ôm cô rời khỏi sơn động, đến phía sau núi đá. Lúc Lam Nguyệt vừa tới, cô thấy toàn bộ người ở nơi cư trú đều đi đại tiểu tiện ở khu vực bên cạnh núi đá. Giữa ban ngày ban mặt Lam Nguyệt thường xuyên tránh chỗ kia ra, chỉ sợ nhìn thấy thứ không nên thấy. Lúc bản thân cô muốn giải quyết đều phải vòng ra mặt sau, dù có gấp cô cũng nín đi ra đằng sau đi tiểu. Hơn nữa người ở núi đá lúc đại tiện đều dùng lá cây để chùi. Lam Nguyệt cũng phải nhập ra tùy tục, cô sợ lá cây sẽ bị thủng, hoặc lau không sạch. Thường xuyên mang một bó lá cây to khi đi đại tiện, lúc mới bắt đầu vẫn dùng búa đá đào đất chôn như mọi người, sau đó dùng dao bằng xương, sau nữa thì dùng xẻng gỗ. Khi có xẻng gỗ, Trát Nhĩ đã làm giúp Lam Nguyệt chỗ đi vệ sinh. Phía sau núi đá, tại chỗ Lam Nguyệt đi vệ sinh dùng một cây trúc cắm lên, phía trên phủ lá trúc, phía dưới đào một cái hố to, bên trên hố kê một tảng đá lớn. Sau khi Trát Nhĩ hỉ hội làm việc một hồi, Lam Nguyệt đã nhận được một chiếc nhà cầu đơn giản. Trát Nhĩ nói khi có muối sẽ lót thêm lá xua muối cho cô. Trát Nhĩ còn nói đợi sau khi cô đi đầy thì sẽ lại làm cho cô cái hố khác. Lam Nguyệt rất cảm động, rồi, lập tức bùng nổ. Mẹ nó, tôi mà đi nhiều như thế, còn đi đến đầy được sao, mẹ nó. Anh mới là đồ nhiều chất thải. Mọi người ở núi đã biết sự tồn tại của cái nhà cầu đơn giản này. Nhưng không ai đi tới đây, họ đều biết đây là của Lam, họ không học theo Trát Nhĩ làm cái này, tiếp tục giải quyết ở khu bên cạnh núi đá. Vì vậy, nhà cầu vẫn chỉ có Trát Nhĩ và Lam Nguyệt dùng, Trát Nhĩ là do bị Lam Nguyệt ép phải dùng, sau lại thích, còn thêm cả cái đuôi bé mập Ô Lệ thỉnh thoảng dùng nữa thôi, ngay cả Tô cũng không.
Lam Nguyệt còn nói nếu Tô cũng thích, thì bảo Khôn đi đào cho một cái, ai biết Tô lại không quen dùng thứ này. Lam Nguyệt đã giải quyết xong, Trác Nhĩ bế cô lên hỏi muốn đến hang núi lớn hay là về ngủ. Lam Nguyệt vừa mới trở về, cả người mệt lử, nói muốn ngủ. Trác Nhĩ bế cô quay về hang của hai người, đắp kín chăn cho cô, nói với cô là muốn đến chỗ bọn Mộc Sa để bàn chuyện, sau đó cho thêm củi vào đống lửa, rồi đi đến hang núi lớn. Lam Nguyệt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trác Nhĩ, những lời mà Già Sơn nói cậu thấy như thế nào? Ba người Mộc Sa, Khôn và Trác Nhĩ ngồi bên cạnh đống lửa nói chuyện, Mộc Sa đột nhiên nhắc tới lời của Già Sơn trước bữa cơm tối. Đúng vậy, Trác Nhĩ, Lam không giống với chúng ta, Tô cũng biết, cô ấy cũng sợ Lam sẽ rời đi. Trác Nhĩ, Tô rất lo cho cậu, Khôn nói. Không đâu, đối với tôi Lam Lam là người quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả bản thân tôi sẽ giữ mãi cô ấy ở bên người. Trác Nhĩ nói. Trác Nhĩ, cậu cũng biết là tôi thích Lam, tôi vẫn muốn làm đàn ông của cô ấy. Mộc Sa nhìn Trác Nhĩ không nói gì, sắc mặt đã hơi cứng lại. Trác Nhĩ, nếu có thể thì để Lam nhận thêm mấy người đàn ông nữa đi. Tôi sợ một mình cậu không giữ nổi cô ấy. Cho dù không phải là Mộc Sa, thì người đàn ông khác cũng được. Khôn nhìn đến vấn đề phụ nữ ở nơi cư trú. Mộc Sa, Khôn, nếu Lam Lam muốn có thêm đàn ông, tôi sẽ không phản đối, nếu đó là sự lựa chọn của cô ấy. Trong lòng tôi dù có khó chịu cũng vẫn đồng ý, nhưng tôi sẽ không chủ động dâng cô ấy cho bất cứ ai. Trác Nhĩ đen mặt nói. Khôn đấm một cái vào ngực Trác Nhĩ, hắn có thể hiểu, Tô cũng có người đàn ông khác, hắn hiểu cảm giác của Trác Nhĩ. Hắn và Tô đều lo lắng nếu Lam Nguyệt bỏ đi thì Trác Nhĩ sẽ không chấp nhận được, như vậy là đang lo lắng cho Trác Nhĩ. Sắc mặt Trác Nhĩ dịu xuống một chút, hắn hiểu nỗi lo lắng của Tô và Không, nhưng hắn rất tin tưởng Lam Lam. Mộc Sa nhìn sắc mặt Trác Nhĩ đã dịu đi rất nhiều, nói, tôi sẽ không bỏ cuộc, nếu Lam nhận lời tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc cho cô ấy. Trác Nhĩ hiểu ý Mộc Sa, nếu Lam nhận lời Mộc Sa, bọn họ sẽ cùng có Lam, dù sao cũng là anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho nên hắn gật đầu. Nhưng Trác Nhĩ cũng có tính toán riêng của mình, hắn với Lam Nguyệt sớm chiều chung sống, hắn biết Lam khác với những người phụ nữ ở nơi cư trú, muốn Lam Nguyệt chấp nhận người đàn ông khác ngoài hắn ra, rất khó, vô cùng khó, ha ha. Không thể không nói, Trác Nhĩ cũng là một tên nhóc bụng già rất đen tối. Được rồi, ba người ngồi nói chuyện lâu lắm rồi đấy. Trác Nhĩ, Lam ngủ rồi à? Tô đi tới. Ừ, mấy ngày qua phải đốt muối nên rất mệt. Trác Nhĩ gật đầu. Trở về ngủ đi, Trác Nhĩ, chăm sóc Lam cho tốt vào, nhanh chóng sinh lấy một đứa, đó cũng là nguyện vọng của cha mẹ chúng ta. Tô nói với Trác Nhĩ, dù sao cũng là chị gái của Trác Nhĩ, chuyện giữa Trác Nhĩ và Lam Nguyệt, cô vẫn hiểu rõ hơn những người khác. Trác Nhĩ gật đầu, hắn biết Tô lại tính toán cho hắn. Mộc Sa đã đi ngủ, Khôn cũng ôm Tô đi ngủ. Trác Nhĩ trở về hang động, nhìn Lam Nguyệt đang ngủ ngon lành. Hay nguyện vọng của Tô phải trì hoãn lại thôi. Trác Nhĩ yêu thương nhìn Lam Nguyệt đang ngủ say, cởi quần áo ra nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ của hắn vào trong lòng. Lam Nguyệt trong giấc mơ giống như tìm được một nguồn ấm áp, cọ ở trong ngực Trác Nhĩ, tay đặt ở trên ngực Trác Nhĩ, tiếp tục ngủ vùi. Trác Nhĩ buồn cười nhìn Lam Nguyệt đang ngọ nguậy ở trong ngực, cảm giác giữa hai chân căng thẳng, hay đi. Trác Nhĩ đưa tay tách chân Lam Nguyệt ra, dán mình ở bên cạnh Lam Nguyệt, chịu đựng dục vọng đang dạo dược khắp toàn thân, nhắm mắt ngủ. Dù sao Lam Lam đã cũng đồng ý rồi, ngày kia rồi sẽ đến thôi. Trác Nhĩ mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ. A, làm sao, Lam Lam. Trác Nhĩ bị tiếng kêu của Lam Nguyệt làm tỉnh lại, tay chân luống cuống ôm lấy Lam Lam, kiểm tra xem cô bị thương chỗ nào. Dừng, Trác Nhĩ, anh đứng lên. Lam Nguyệt một tay đẩy Trác Nhĩ, một tay ôm bụng. Trác Nhĩ ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi, hiểu được, vừa định bò dậy, lại bị Lam Nguyệt kéo lại. Mặc quần vào. Lam Nguyệt chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
buổi sáng cô bị đau đớn do gì cả ghé thăm mà tỉnh dậy, cô vén chăn ra hổ lên, nhìn máu chảy dọc theo bắp đùi Trát Nhĩ, cô nhớ lại lúc ngồi dậy máu bị ngăn lại phun đến bắp đùi Trát Nhĩ và trên tấm thảm da hổ, dưới tình huống khẩu vị nặng như vậy, cô không thể bình tĩnh nổi, lập tức hét lên. Lúc này, thấy Trát Nhĩ định đứng dậy liền nhắc nhở hắn, chỉ xuống chân Trát Nhĩ, vùi mặt vào trong chăn, không còn mặt mũi gặp Trát Nhĩ nữa. Trát Nhĩ cúi đầu nhìn, trên đùi toàn là máu. Trát Nhĩ cười hì hì, mặc quần da thú vào, chuẩn bị đi nấu nước rửa. Vừa kéo cửa ra, Già Sơn, Tô và cả mẹ Tiểu Ni là Ni đã đứng ở trước cửa. Sao thế? Lam Nha Đầu làm sao thế? Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng hét của con bé. Già Sơn sốt ruột hỏi. Trát Nhĩ ngăn Già Sơn lại, Tô tiến vào, lát sau đi ra nhìn Trát Nhĩ cười. Mặt Trát Nhĩ hơi đỏ lên. Già Sơn nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Trát Nhĩ, không hiểu hai đứa nhỏ đang ồn ào cái gì. Tô dặn Trát Nhĩ đi nấu nước rửa, rồi kéo Già Sơn đi. Ni vừa đi vừa cười nói Trát Nhĩ còn lợi hại hơn cả Đạt, đàn ông của nhà cô. Lam Lam, ra ngoài đi, để tôi rửa cho em. Ra ngoài nào, hát mờ mờ. Trát Nhĩ dỗ Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đang vô cùng xấu hổ và giận dữ. Vừa rồi lúc Tô tiến vào cô còn đang đeo băng vệ sinh, nhìn ánh mắt trêu chọc của Tô thì cô biết Tô đã hiểu sai rồi. Mẹ nó, cái này phải giải thích sao đây, vẫn là đừng giải thích gì, càng giải thích càng dối. Không ra, không ra, Lam Nguyệt nhất quyết không ra. Trát Nhĩ không có cách nào, chỉ đành phải vén da hổ lên cẩn thận lau chân cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đem đầu chôn càng sâu hơn, đến chết cũng không chịu nhìn Trát Nhĩ. Trát Nhĩ nhìn lỗ tai đã đỏ hồng của Lam Nguyệt, cười cười, ôm cô sang một bên, rồi đi lau sạch sẽ tấm thảm da hổ. Lam Nguyệt ở trong chăn mặc quần áo vào, Trát Nhĩ liền đưa quần áo da thú cho cô mặc. Lam Nguyệt đeo giày da thú vào, ghét bỏ nhìn tấm thảm da hổ, xem ra phải làm thêm chiếc chăn nữa rồi. Tấm da cũ đem đi giặt rồi phơi khô, phải có cái khác thay mới được. Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt đi ăn sáng, đám phụ nữ đều nở nụ cười vô cùng kỳ lạ, ánh mắt Lam Nguyệt sắc bén nhìn Tô, Tô lắc đầu, bĩu môi nhìn sang phía Ni. Ni thấy Lam Nguyệt nhìn sang, vội trốn phía sau người đàn ông của mình. Lam Nguyệt bi phẫn, Ni là đồ miệng rộng, lần này toàn bộ mọi người ở nơi cư trú đều cho rằng tối qua Trát Nhĩ quá mãnh liệt, cô thật sự chẳng còn mặt mũi mà gặp người khác nữa. Dưới ánh mắt hâm mộ của đám đàn ông, Trát Nhĩ bình tĩnh ngồi xuống, hắn hoàn toàn không hiểu mọi người đang ồn ào cái gì, hâm mộ hắn cái gì. Lam Nguyệt cúi đầu ăn cơm, không nhìn bất cứ ai, giả làm đà điểu. Ấy, tuổi trẻ thật là tốt, giọng nói của già lưu truyền tới. Trát Nhĩ, khi nào tuyết ngừng chúng ta tỉ thi đi, thư giãn gân cốt một chút. Giọng nói xen lẫn vị chua của mấy thanh niên độc thân cũng bay tới. Trát Nhĩ gật đầu. Mọi người thường xuyên tỉ thí, hắn cũng vậy, chỉ là hiện tại sao lại đột nhiên nhắc tới cái này. Lam, ăn đi này, không thèm để ý tới Trát Nhĩ. Bé mập ô lệ cầm một miếng thịt cho Lam Nguyệt, tức giận kéo Lam Nguyệt từ trong lòng Trát Nhĩ ra ngoài. Hả? Tại sao? Ô lệ, Lam Nguyệt sau khi đứng vững bèn hỏi ô lệ, không hiểu bé con này đang ầm ĩ cái gì? Bị Trát Nhĩ bắt nạt sao? Ni nói với bọn mẹ là Trát Nhĩ làm cô chảy máu, lời nói của bé mập ô lệ trong nháy mắt khiến Lam Nguyệt như bị sét đánh, mọi người trong hang động đều cười ô lên. Lam Nguyệt đứng như trời trồng trong gió. Trát Nhĩ đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn mọi người, ôm Lam Nguyệt đang thẫn thờ vào trong lòng, Tô chạy đến kéo bé con đang muốn cướp Lam Nguyệt kia đi. Trát Nhĩ nghe ô lệ nói thì đã hiểu mọi người đang hiểu lầm cái gì, cho dù cố gắng trấn tĩnh đến đâu. Lỗ tai vẫn không khỏi đỏ lên. Lam Nguyệt xấu hổ vùi đầu thật sâu vào trong ngực Trát Nhĩ. Được rồi, đừng cười nữa, Lam Nha Đầu ra mặt mỏng, để yên cho con bé còn ăn cơm. Già Sơn đau lòng Lam Nguyệt, đuổi đám người đang cười đi ăn cơm, rồi nói với Trát Nhĩ, hai ngày này anh đừng ra cửa, một xa với Khôn đi săn thú, anh ở nhà chăm sóc Lam Nha Đầu cho tốt vào. Một xa và Khôn gật đầu với Trát Nhĩ. Trát Nhĩ đáp lời, cúi đầu dỗ dành Lam Nguyệt đang nhất quyết không chịu ló đầu ra. Trát Nhĩ, về đi, tối không đến đây ăn cơm.
giọng nói buồn buồn của Lam Nguyệt truyền đến. Trác Nhĩ biết tính cô hay xấu hổ, ừm một tiếng rồi ôm cô quay về hang núi. Cơm nước xong, Lam Nguyệt lôi tất cả gia thú ra, lấy kim xương và sợi chỉ ra để may chăn. Trác Nhĩ cầm toàn bộ lông cừu đen đến, Lam Nguyệt muốn nhét vào để làm ruột chăn. Trác Nhĩ đưa lông cừu xong thì đi mài bàn đá, ghế dài đã có, giờ mài thêm chiếc bàn đá nữa. Lam Nguyệt muốn ra đầu xuân mới làm bàn gỗ, nên bảo Trác Nhĩ đi làm bàn đá trước. Lam, cho tôi làm cùng với, ngày nào cũng ngồi một chỗ, chán chết đi được. Bà bầu Tiểu Mỹ được người đàn ông của mình bế tới, ồn ào oán trách. Lam, cho tôi làm cùng với, ngày nào cũng ngồi một chỗ, chán chết đi được. Bà bầu Tiểu Mỹ tới, Lam Nguyệt vội vàng bảo người đàn ông của cô đặt cô ngồi xuống ghế, thật là bụng to rồi mà còn không để người ta bớt lo. Lam, bọn họ nói thật chứ, Trác Nhĩ lợi hại như vậy á, làm cô bị chảy máu. Người đàn ông của Tiểu Mỹ đã đi về, vì cô có thai không cùng mọi người ăn cơm. Chỉ được nghe người đàn ông của mình kể lại, không phải là nghe trực tiếp, nên mới hỏi Lam Nguyệt. Không phải, hiểu lầm thôi, là gì cả mỗi tháng một lần của tôi đến, Lam Nguyệt vẫn còn hơi xấu hổ. Tưởng sao, đám người kia đúng là ăn no rảnh rỗi, ha ha, Lam, cô đang làm gì thế? Tiểu Mỹ không hỏi vấn đề này nữa, nhìn thứ Lam đang làm, lại hỏi. Chăn, thảm, công dụng giống như cái kia, Lam Nguyệt chỉ vào thảm và chăn ra hổ, liếc nhìn bụng Tiểu Mỹ, lại nói, khi nào làm xong, tôi sẽ làm cho bé con nhà cô một bộ. Đừng, cô dạy tôi đi, tôi có thể tự làm được, không thể để cô làm quá sức được. Lam, cô phải ăn nhiều vào, mọi người đều lo cô không chủ được trong mùa tuyết, cô yếu quá. Tiểu Mỹ lo lắng nhìn Lam Nguyệt, Lam Nguyệt hắc tuyến, không miễn cưỡng nữa, dạy Tiểu Mỹ cách làm thế nào. Bọn tôi cũng tới tìm Lam làm việc. Lam, đã đỡ hơn chưa? Tôi đã làm xong việc, lại cùng mấy người phụ nữ tới đây. Lam Nguyệt gật đầu. Mọi người lấy ra thú ra bắt đầu làm việc. Lam Nguyệt khâu thảm xong thì tháo tấm thảm da hổ xuống để đổi. Chăn và thảm da hổ được treo trên cành trúc để hong khô. Tuy nhiên bên ngoài tuyết đang rơi, không thể nào khô được. Cô lại lấy ra thú đã được Trác Nhĩ cắt gọn gàng ra để may chăn. Cô nhét lông cừu đen vào trong để khâu. Khâu đến bên trong lại dùng đường chữ thập để tránh cho lông chạy ở trong chăn. Dáng người Trác Nhĩ rất cao, chăn và thảm phải làm rất dài. Lam Nguyệt vừa làm vừa chỉ cho Tiểu Mỹ cách gấp gấu chăn, nhét lông cừu vào. Chăn và thảm mà Tiểu Mỹ khâu cho con mình rất nhỏ, nên làm xong rất nhanh. Lam Nguyệt xoa xoa thắt lưng và bụng, gì cả tới khiến cả người cô mệt mỏi. Tô và Tiểu Mỹ nhìn cô như vậy, cầm lấy chăn của cô qua khâu tiếp. Lam Nguyệt không từ chối, ở bên cạnh chỉ họ cách làm là được. Sau đó cô lấy túi da thú đựng sơn trà tìm khô ở trong giỏ trúc ra cho mọi người ăn. Lam, cái này làm như thế nào vậy? Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon thật đấy. Lợi Á cũng đến, cầm quả sơn trà khô ăn mấy miếng, rồi hỏi Lam Nguyệt. Bà bầu Tiểu Mỹ thì thích nhất mấy thứ chua chua ngọt ngọt, vừa ăn vừa khâu. Vào mùa thu, tức là mùa quả thì hái, đem đi phơi khô là được. Lam Nguyệt vừa nói, lại vừa rót nước đã đun sôi trong nồi đá cho mỗi người một chén. Quả dại nào cũng được à? Lợi Á uống một hớp nước rồi hỏi. Chỉ loại này, Lam Nguyệt nhớ lại thời điểm mùa thu cô đã hái không ít loại quả. Quả táo xanh phơi khô xong thì ăn đắng chẳng khác gì hoàng liên. Cơm dừa thì sau khi phơi khô trở nên rắn như đá, cắn không nổi. Còn loại quả bột màu đỏ phơi khô thì chát ăn không nổi. Chỉ còn loại quả sơn trà tím này, sau khi phơi khô thì có vị chua chua ngọt ngọt, có thể dùng làm quả khô để ăn. Cừu đen có thể ăn được quả cây sơn trà tím là bởi vì chúng mọc ở trong bụi cây thấp. Thời điểm mùa thu, Lam Nguyệt đem toàn bộ số quả sơn trà tím mọc xung quanh núi đá đi phơi nắng, giờ đã có thể lấy ra làm đồ ăn vặt, mấy đứa nhỏ cũng rất thích thứ này. Bên chỗ Tô, Lam Nguyệt cũng dạy cho cô cách phơi để làm đồ ăn vặt cho bé mập ô lệ, nhưng nhóc con kia yêu thích giấu thật kỹ. Mọi người ở nơi cư trú còn chưa biết đến thứ này, Lam Nguyệt lúc bắt đầu chỉ tính là làm thí nghiệm, định sang năm sẽ dạy bọn họ, bởi vì mùa tuyết không có trái cây. Lam, cháu về rồi đây, còn đau không? Để cháu xoa xoa cho.
vừa nghĩ đến bé mập đã xông vào, xả vào trong lòng Lam Nguyệt. Lam Nguyệt thấy Tráng và Tiểu Ni đi theo phía sau, bèn lấy quả khô ra cho chúng ăn. Ô Lệ, hôm nay có hái được rau không? Lam Nguyệt hỏi bé mập. Ô Lệ cầm quả khô vừa ăn vừa nói, không á, không tìm thấy gì dưới lớp tuyết. Lam, mùa tuyết không có rau có thể ăn được, không thích mùa tuyết. Lam Nguyệt nhéo nhéo cái miệng đang chảy ra của Ô Lệ, cô nghĩ xem mùa đông còn có loại rau dưa gì có thể ăn, nghĩ hồi lâu mà vẫn không ra, đành bỏ qua. Lam, cô thích một xa sao? Lợi Á bỗng nhiên hỏi một câu không được liên quan cho lắm, có thể là cô ta đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Không phải cô đang tỏ tình với một xa sao? Cố lên, Lam Nguyệt bội phục cô gái này rồi, đối với một xa đủ chấp nhất, là trường hợp nữ theo đuổi nam đầu tiên đó. Ừ, tôi sẽ, Lợi Á nhận được đáp án mà mình mong muốn từ lâu, vui vẻ nói. Lợi Á, sao cô lại thích một xa? Tôi gấp chiếc chăn đã làm xong đặt lên trên giường của Lam Nguyệt, quay đầu hỏi vấn đề mà Lam Nguyệt cũng đang muốn hỏi. Lam Nguyệt vẫn luôn thắc mắc sao một Lợi Á cởi mở như vậy sao lại một xa. Không trách Lam Nguyệt nói Lợi Á cởi mở, bởi vì có một lần, cô nàng Lợi Á đang ở cửa hang động Sờ Sô Ô, bị một nhóm người lớn, trong đó có Lam Nguyệt nhìn thấy, thế nhưng cô nàng cũng chẳng quan tâm, lại bảo người đàn ông phía sau dùng sức một chút. Nói cô nàng cởi mở đã là nói giảm nói tránh rất nhiều. Đúng vậy, tôi cũng muốn biết tại sao Lợi Á cô lại thích một xa như vậy. Tôi còn nhớ lúc mới đến cô đã hỏi tôi một xa có phải là người đàn ông của Lam hay không rồi. Bà bầu Tiểu Mỹ vừa ăn quả khô vừa tò mò hỏi Lợi Á. Còn nhớ lúc chúng ta mới gặp mặt không? Lam. Lợi Á ngẩng đầu nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt gật đầu một cái. Lợi Á nói tiếp. Mục trở lại liền nói người ở nơi cư trú các cô bắt được hắn, nhưng không gây khó dễ cho hắn, hắn nói muốn dẫn bọn tôi đến gia nhập. Ngày đó cái mà Lam là gì cả của tôi đến, vừa đói vừa đau, các cô cũng biết bộ dạng của bọn tôi lúc đó, lẩn trốn suốt một quãng đường dài. Lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi, một xa cầm thịt nướng đưa cho tôi, thấy tôi khó chịu thì đỡ tôi dậy, khi đó cũng không có loại băng vệ sinh mà Lam dạy, một xa nhìn thấy trên đùi tôi có máu. Đã tìm rất nhiều lá cây cho tôi. Lúc đấy tôi đã nghĩ, người đàn ông này mang đến ấm áp cho tôi, tôi muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy, sinh con cho anh ấy. Sau lại, khi đến nơi cư trú, tôi thấy anh ấy thích Lam, nên không nói gì cả, tìm mấy người đàn ông. Dần dần tôi thấy Lam không có ý muốn tiếp nhận một xa, mới lại muốn. Lam, tôi đã nói hết tất cả rồi, đến lúc đó mong cô không giành với tôi. Mặc dù tôi và cô đều biết, một xa thích cô. Lợi Á nói xong còn nhìn Lam Nguyệt, giống như là sợ cô sẽ đổi ý. Thì ra còn có một đoạn nhạc đẹp như vậy. Lúc đấy Lam Nguyệt đang tập trung vào việc sắp xếp cho đám người của Mục, thật sự không chú ý tới. Nhìn Lợi Á nói như vậy, buồn cười đồng ý. Bọn tôi cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới còn có một hồi chuyện xưa như vậy. Chẳng trách Lợi Á lại chấp nhất với một xa như vậy. Hóa ra một câu chuyện tình bắt nguồn từ một lần gì cả ghé thăm. Lam Lam qua đó ăn tối chứ. Trác Nhĩ từ chỗ Hoắc Lý trở lại, xem chừng còn chưa mài xong bàn đá. Bọn tô dắt mấy đứa nhỏ chào Lam Nguyệt rồi ra về. Lam Nguyệt không muốn đi, Trác Nhĩ đành phải qua đó lấy cơm về. Lúc ăn cơm, Lam Nguyệt kể chuyện của Lợi Á cho Trác Nhĩ nghe, còn hỏi Trác Nhĩ thấy thế nào. Ai biết Trác Nhĩ chỉ nhìn cô một cái, từ chối đưa ra ý kiến. Lam Nguyệt than thở sao hắn chẳng có một chút hứng thú bát quái nào vậy. Hay đi Lam Lam quá nôn nóng rồi. Rõ ràng mục tiêu của một xa là cô ấy lại còn ở đây ghép đôi cho một xa thật đáng thương. Trác Nhĩ nhìn cô gái vẫn đang trong tinh thần bát quái, không khỏi nghĩ. Ngày thứ ba gì cả đến, đã hai ngày liên tục không ra ngoài, Lam Nguyệt sắp không chịu nổi nữa rồi, chỗ này không giống như ở chỗ của tiểu tử. Sau hai ngày cô đã không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Gì cả còn chưa đi. Sau khi Lam Nguyệt đổi băng vệ sinh xong, nghĩ là mình đã có thể thích ứng với cuộc sống nơi này rồi. Nếu mới hai ngày đã hết, Lam Nguyệt thật sự lo lắng mình có thể mắc bệnh gì đó liên quan đến mất cân bằng nội tiết. Lúc trước thấy thời gian gì cả của tô kéo dài 3 hoặc 4 ngày, Lam Nguyệt rất lo lắng không biết mình có bị bệnh không. Hôm nay gì cả còn chưa đi thì mới thấy yên tâm.
nhưng cô không muốn ở một mình trong hang thêm một phút nào nữa. Buổi sáng vừa mới ngủ dậy, khi Trác Nhi nói tuyết đã ngừng, cô liền muốn đi ra ngoài một chút. Phải kỳ kèo với Trác Nhi một lúc lâu hắn mới chịu đồng ý. Điều kiện tiên quyết là vẫn phải nằm trong lòng hắn. Lam Nguyệt cũng hết cách, khi gì cả đến cả người cô trở nên mệt mỏi, nên vào những ngày thế này, Trác Nhi đều cực kỳ khẩn trương. Bên dưới núi đá, đám đàn ông đang quét tuyết. Cả đám đang cầm cây trúc cưa qua cưa lại, thấy Trác Nhi bế Lam Nguyệt đi ra đều chào hỏi cô. Lam Nguyệt hít sâu một hơi, thoải mái nào, rồi cũng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với mọi người. Già Sơn đang đứng ở cửa hang núi lớn, nhìn thấy Lam Nguyệt được Trác Nhi bế ra ngoài, liền cằn nhằn phải mặc thêm nhiều da thú linh tinh. Đã hai ngày rồi Già Sơn không nhìn thấy Lam Nguyệt. Hai ngày qua cô đều ăn ở trong hang của mình, không hề lộ mặt ra ngoài, chỉ có Tô và mấy người phụ nữ là thường xuyên đến chỗ cô. Lam Nguyệt muốn đến bờ sông xem một chút, vẫy vẫy tay với Sơn, Trác Nhi lại bế cô đi. Lòng sông vẫn còn đóng băng, rất dày, Lam Nguyệt dùng cây gậy chọc xuống, muốn thử đứng trên đó. Trác Nhi không để cho cô đi xuống, Lam Nguyệt bĩu môi không đi nữa, ngoảnh lại nhìn mọi người ở núi đá. Lam Nguyệt chuyển mắt nhìn khuôn mặt cương nghị của Trác Nhi, quyết định nói với hắn về vấn đề bộ lạc. Trác Nhi, tôi đang nghĩ, nơi cư trú cứ tiếp tục thế này cũng nên có một chút thay đổi. Tôi đang nghĩ đổi nơi cư trú thành bộ lạc, Lam Nguyệt chăm chú nhìn Trác Nhi. Bộ lạc, là cái gì? Tên gọi mới của nơi cư trú sao? Trác Nhi tìm chút cỏ khô ngồi xuống, nghe Lam Nguyệt nói. Bộ lạc chính là hình thức tiến hóa của nơi cư trú. Cái gì là hình thức tiến hóa anh đừng hỏi, tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được. Bộ lạc tốt hơn so với nơi cư trú. Bộ lạc có thủ lĩnh, trí giả, thầy thuốc. Mọi người trong bộ lạc đi săn thú, hái lượm dưới sự phân công của thủ lĩnh. Sau đó thủ lĩnh phân chia thức ăn cho tất cả mọi người, để mọi người đều có ăn, phụ trách chủ ngoại. Trí giả là một người thông minh, lãnh đạo mọi người trong bộ lạc để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Địa vị của trí giả ngang với thủ lĩnh, phụ trách chủ nội. Thầy thuốc chính là như lần trước tôi hái thảo dược ấy, còn nhớ không? Thầy thuốc học cái này, hái thảo dược, chữa bệnh cho mọi người. Lam Nguyệt nói tới đây thì ngừng lại, nhìn Trác Nhĩ, không biết hắn có hiểu hay không. Trác Nhĩ trầm ngâm. Lam nơi cư trú hiện tại vẫn rất tốt, sao lại phải chuyển thành bộ lạc? Trác Nhĩ, khi bọn mục đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nơi cư trú có nhiều người, xung quanh cũng có không ít nơi cư trú khác, sau này e là sẽ đụng độ với bọn họ, hơn nữa có thể xảy ra những chuyện như tranh đoạt phụ nữ gì đó. Nếu chuyển thành bộ lạc, có thủ lĩnh lãnh đạo, chúng ta có thể bảo vệ người của mình tốt hơn. Anh nghĩ thử xem nhé, trong lúc chiến đấu, mọi người chạy loạn lung tung, phụ nữ và thức ăn nhất định sẽ có tổn thất, nhóm đàn ông cũng sẽ có tử vong, nếu có thủ lĩnh lãnh đạo, khả năng chúng ta đánh thắng kẻ đến cướp đoạt sẽ cao hơn. Lam Nguyệt giải thích cặn kẽ cho Trác Nhĩ, cô biết loài người sớm muộn gì cũng tiến đến thời kỳ bộ lạc, chỉ hy vọng cô không thay đổi quá nhiều. Nếu bởi vì cô mang đến hiệu ứng cánh bướm, cô sợ loài người đời sau sẽ không tồn tại, cho nên vẫn dựa theo hình thức sinh hoạt của loài người nguyên thủy, cẩn thận hé mở từng chiếc cánh một. Bộ lạc là trạng thái phát triển có thật của loài người. Cô hy vọng bọn Trác Nhĩ có thể có một cuộc sống tốt hơn. Cô coi núi đá như là nhà của mình, hơn nữa ở đây còn có người đàn ông của cô. Trác Nhĩ nghĩ nghĩ một chút đã hiểu những lời mà Lam Nguyệt nói, ôm Lam Nguyệt quay về núi đá. Khi Lam Nguyệt còn mù mờ chưa hiểu gì, Trác Nhĩ đã gọi Già Sơn và Già Lưu, nhanh chóng nói những lời của Lam Nguyệt lại cho bọn họ nghe. Già Sơn và Già Lưu nghe xong thì trầm ngâm một lúc lâu, rồi gọi mấy người đàn ông chủ chốt ở nơi cư trú tới. Một Sa, Khôn, Trác Nhĩ, Mục, Hoắc Lý, Đạt, hai già, cậu thiếu niên Thạch tụ tập lại. Mấy người nghe xong, im lặng rất lâu, sau đó đều đồng ý. Lam nha đầu, làm thế nào để lựa chọn thủ lĩnh? Sau khi mọi người đã đồng ý, Già Sơn hỏi Lam Nguyệt. Ông và Già Lưu tạm thời đảm nhận, sau mùa tuyết sẽ cho mọi người tỉ thí. Người nào mạnh nhất sẽ trở thành thủ lĩnh. Lam Nguyệt nói, mặc dù trong lòng cô hy vọng là Trác Nhĩ, nhưng cô cũng rõ thủ lĩnh cần phải có uy tín. Trác Nhĩ phải tự tạo uy tín cho riêng mình. Lại nói Trác Nhĩ nhất định cũng đồng ý tỉ thí,
cô rất hiểu người đàn ông của mình. Lựa chọn qua tỉ thí đi, bọn tôi đều tin phục người mạnh. Những người khác đều đồng ý. Già Sơn và Già Lưu vui mừng nhìn bọn trẻ, vô cùng hài lòng. Cháu không đi tỉ thí, cháu muốn học làm đồ với Lam Nguyệt, trở thành người làm kỹ thuật như Lam Nguyệt nói, cháu thích cái này. Hoắc Lý trực tiếp không tham gia, cậu không có hứng thú với chức thủ lĩnh. Từ sau khi được Lam Nguyệt dạy cho làm mấy thứ đồ linh tinh kia, cậu đã tìm được thứ mà mình thật sự thích. Bình thường mỗi khi đi săn thú về, cậu lại đi đéo gọt gỗ hoặc cây trúc để làm đồ. Khá đấy, còn nhỏ thì nên làm những chuyện mình thích, sau này thì đi tìm cô gái mà mình thích. Lam Nguyệt và Hoắc Lý thường xuyên ở cùng một chỗ với nhau, nên có thể nói đùa một chút. Cậu nhóc Hoắc Lý đỏ mặt. Chát Nhĩ, hết mùa tuyết thì tỉ thí đi. Trong mắt Mộc Sa toát lên vẻ kiên quyết. Chát Nhĩ nhìn Mộc Sa, biết hắn muốn phân cao thấp với mình, nguyên nhân là vì cô gái nhỏ đang ở trong lòng mình. Có lẽ Mộc Sa rất khao khát vị trí thủ lĩnh này. Chát Nhĩ đồng ý với Mộc Sa. Nếu Mộc Sa làm thủ lĩnh thì sẽ cho cậu ta kết đôi với Lam Nha Đầu nhé. Già Lưu bước lên đài, nói một câu, một loạt ánh mắt xoẹt xoẹt bắn về phía lão. Mộc Sa hưng phấn nhìn Lưu, ánh mắt sắc bén của Chát Nhĩ bắn về phía Lưu, Khôn nhìn Lưu bằng ánh mắt hả hê, Già Sơn nhìn lão bằng ánh mắt phụ họa, Đạt Trưng ra ánh mắt như đang xem kịch vui, còn Mục thì mang theo ánh mắt mình không phải là không có hy vọng. Già Lưu bị dọa sợ, nuốt nuốt nước miếng, thiếu chút nữa là bỏ chạy. Dám lấy cháu ra làm phần thưởng thử xem. Lam Nguyệt sầm mặt nhìn mọi người, mặc dù không nói rõ là phần thưởng, nhưng ý tứ thì ai cũng đoán được. Già Lưu vội vàng xoa dịu, ha ha, đùa thôi, sao mọi người manh động như vậy chứ? Già Sơn triệu tập toàn bộ mọi người ở núi đá đến, tuyên bố chuyện vừa rồi mới thương lượng xong, còn nói hai già bọn họ tạm thời đảm nhận chức vị thủ lĩnh, ngoài ra mọi người đều có thể tham gia ứng tuyển lựa chọn thủ lĩnh. Ở núi đá lập tức xôn xao, mọi người xoa xoa tay, ai cũng muốn được cống hiến cho núi đá. Sơn, tên bộ lạc là gì? Bộ lạc núi đá. Già Lưu đột nhiên nghĩ đến vấn đề nghiêm túc này, Già Sơn nghẹn họng, lão mừng quá mà quên mất, lại nhìn Lam Nguyệt. Bộ lạc Mông Tạp, chúng ta đến từ nơi đó. Lam Nguyệt ngắn gọn kết thúc gút mắt của hai già. Bộ lạc Mông Tạp. Bộ lạc Mông Tạp. Được. Đứa nhỏ này thật là vẫn biết nhớ đến cội nguồn của mình. Già Sơn cảm động nghẹn ngào. Già Sơn và Già Lưu tuyên bố tên của bộ lạc cho mọi người. Tất cả đều phấn khích không ngừng gieo hò tên bộ lạc. Cha, Chí Giả và thầy thuốc là ai á? Cha, Chí Giả và thầy thuốc là ai á? Cậu nhóc Tiểu Thạch ở trong đám người đang hưng phấn nói chen vào một câu. Đồ ngốc này, nghĩa của đồ ngốc là thế thì đi hỏi Lam Nha Đầu ấy, Chí Giả và thầy thuốc còn phải chọn sao? Chính là Lam Nha Đầu đó, tiểu tử thối. Già Lưu hét lên, còn tiện thể đập cho cậu nhỏ một cái. Đúng vậy, Tiểu Thạch, cậu tìm ra được người nào thông minh hơn Lam sao? Mọi người trong bộ lạc Mông Tạp đều đồng thanh nói. Con chỉ muốn nói Chí Giả thì nên để Lam làm, ngoài chị ấy ra thì không ai làm được vị trí này, sao lại đánh con? Cậu nhóc Tiểu Thạch buồn bực nói. Cái này căn bản không cần hỏi, tiểu tử thối. Già Lưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chòng chọc cậu nhóc. Này, này, đừng tùy tiện quyết định cuộc đời của người khác như vậy chứ. Lam Nguyệt đầy vạch đen, đứng dậy hét lên, đáng tiếc không ai buồn để ý đến cô, rất nhanh bị chìm nghỉm trong đám người. Lam Lam, em phải vất vả rồi. Chát Nhĩ vuốt tóc cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Tô và đám phụ nữ cũng khẩn khoản nhìn cô. Lam Nguyệt chịu thua rồi, người đàn ông này, cô chết tiệt không cự tuyệt anh được. Lam Nguyệt vùi đầu vào trong ngực Chát Nhĩ, trong lòng có vô số con thảo nê mã đang chạy loạn lên. Lam Nha Đầu à, thật sự chỉ có thể là cháu thôi, bộ lạc nhờ cậy vào cháu hết đấy. Bọn ta già rồi, mọi hy vọng chỉ có thể gửi gắm trên người đám trẻ các cháu thôi. Hai già bùi ngùi nói. Lam Nguyệt oán hận nhìn Tiểu Thạch. Trên người Tiểu Thạch nổi đầy da gà, đang định chạy, đã bị Lam Nguyệt ra hiệu cho Hoắc Lý bắt lại. Tiểu Thạch, theo tôi học làm thầy thuốc.
Lam Nguyệt nói một câu làm Tiểu Thạch đứng hình, há hốc miệng ngồi dưới đất. Lam đừng mà em biết sai rồi, cậu nhóc Tiểu Thạch kêu lên chú chéo, Lam Nguyệt không nhìn cậu, cậu nhóc xui xẻo lại bám lấy Lam Nguyệt không buông, muốn Lam Nguyệt đổi ý, cậu không muốn đi đào mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ đâu, đấy là việc của đàn bà mà. Tiểu Thạch, không muốn. Lam lạnh lùng liếc Tiểu Thạch một cái, cậu nhóc lập tức gật đầu, muốn, muốn. Lam nói làm gì thì làm cái đó, sợ nói chậm một chút là Lam Nguyệt sẽ không để cho hắn đi đào cỏ, mà đi đào cái gì khác thì xong. Cứ quyết định như vậy đi, Lam Nguyệt ra quyết định. Cậu nhóc Tiểu Thạch chui vào một góc vẽ vòng tròn, cậu hối hận sao lại nhắc tới chuyện trí giả, giờ thì mọi chuyện đã như ván đóng thuyền rồi. Giả Sơn và Giả Lưu cầm một bọc da thú đưa cho Lam Nguyệt, Lam nha đầu, cái này là các giả của những đời trước truyền lại cho bọn ta. Ta và Lưu đều không hiểu được, định sau này giao lại cho lớp trẻ, giờ bọn ta giao lại nó cho cháu. Lam Nguyệt tò mò nhìn bọc da thú, món đồ này hai già coi như bảo bối, chưa từng thấy bọn họ lấy ra bao giờ. Cô lật ra từng lớp da thú, bên trong là bốn mảnh xương, phía trên có khắc mấy hình như là chữ viết. Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn mấy mảnh xương này, giáp cốt văn, hay còn gọi là chữ tượng hình. Ta và Lưu không được thông minh như cháu. Theo lời truyền lại của các già đời trước thì đây là ngôn ngữ của chúng ta. Lam nha đầu, cháu thông minh như vậy, cố gắng tìm hiểu mấy cái này rồi dạy lại cho con cháu đời sau. Hai già ở bên cạnh mỉm cười nhìn Lam Nguyệt đang kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt của Lam Nguyệt, bọn họ đoán Lam Nguyệt có thể biết những chữ viết này. Lam Nguyệt liếc nhìn bốn mảnh xương, một mặt có khắc chữ, một mặt không. Cô có biết chút ít về chữ tượng hình. Tiểu tử là cao thủ máy tính, trước kia cô ấy có nghiên cứu về lĩnh vực này, còn bảo cô học một ít chữ tượng hình mà cô ấy nghiên cứu được. Chữ viết trên mấy mảnh xương này rõ ràng là chưa hoàn chỉnh, còn rất nhiều. Không thấy có những chữ tượng hình mà Lam Nguyệt từng nhìn thấy ở hiện đại, nhưng không sao, chữ viết tượng trưng cho văn minh của loài người. Lúc trước Lam Nguyệt vẫn thắc mắc không biết tiếng nói của bộ lạc bắt nguồn từ đâu. Giờ nhìn những giáp cốt văn này, Lam Nguyệt đã hiểu ra. Cô định sẽ từ từ nghiên cứu, sau này bổ sung thêm vào tiếng nói, đưa bộ lạc Mông Tạp tiến đến trở thành một bộ lạc văn minh chân chính. Đây là một chặng đường rất dài. Trác Nhĩ nhìn Lam Nguyệt đang miệt mài nghiên cứu mảnh xương. Hắn nhìn ánh mắt của Lam Nguyệt liền biết Lam Nguyệt biết những thứ này. Hắn cũng biết một chút, là Sơn dạy cho hắn. Trác Nhĩ biết đây là tài sản quý giá của bộ lạc. Nhìn Lam Nguyệt lật miếng xương, nghĩ tới những chữ viết ở trên đó, Trác Nhĩ tin chắc rằng cô gái nhỏ của hắn có thể truyền lại cho bộ lạc những thứ mà tổ tiên Lưu các đời trước lưu lại. Tô, giao ô lệ tôi sẽ bồi dưỡng con bé thành trí giả. Lam Nguyệt nghiên cứu một lát, ngẩng đầu nói với Tô. Có thật không? Vậy tốt quá. Tô mừng đến phát khóc, tay không biết nên đặt chỗ nào. Khôn và những người đàn ông khác của Tô cũng mừng rỡ nhìn Lam Nguyệt, đây đối với bọn họ là một tin vô cùng tốt. Lam, cháu cũng muốn làm trí giả. Tiểu Ni nhảy ra, cháu cũng muốn. Tiểu Ưu cũng chạy đến. Mặc dù ô lệ không biết trí giả là cái gì, nhưng mà Lam là trí giả. Mục tiêu của cô bé chính là trở thành Lam, nên cũng háo hức nói, vâng ạ, cháu muốn theo học Lam. Được rồi, các cháu đều phải cố gắng. Sau này người nào thông minh nhất sẽ được làm trí giả. Lam Nguyệt nhìn mấy cô bé, từ sau khi quyết định tiếp nhận vị trí trí giả, cô đã suy nghĩ đến vấn đề nam nữ, quyết định đào tạo bé gái thành trí giả. Cô không hy vọng xã hội phụ hệ sớm xuất hiện, bản thân cô vẫn còn chút quan niệm nam nữ bình đẳng ở hiện đại, nhưng cũng không muốn phát triển bộ lạc theo kiểu mẫu hệ. Thôi cứ để thuận theo tự nhiên vậy, cô rất rõ hậu quả ra sao nếu làm ảnh hưởng đến lịch sử. Ừ, ô lệ, chúng ta cũng tỉ thí với nhau giống như người lớn. Tiểu Ni nhìn ô lệ nói, ô lệ gật đầu, kéo tay Tiểu Ni và Tiểu Ưu, la hét muốn tỉ thí. Đám phụ nữ thì vui vẻ nhìn bọn nhỏ, rồi lại quở mắng mấy đứa nhỏ của mình. Bộ lạc Mông Tạp, có bộ lạc rồi. Nhìn bộ dạng của Một Sa có vẻ như rất muốn vị trí thủ lĩnh, bất kể là vì Lam Lam, hay là vì cái gì khác. Cũng đều xuất phát từ sự thành lập của bộ lạc. Một Sa, tôi sẽ chờ cuộc đỏ sức chính thức giữa hai chúng ta, tôi sẽ canh giữ Lam Lam thật chặt. Trác Nhĩ nhìn Một Sa bên cạnh,
âm thầm suy nghĩ. Chát nhĩ, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì. Vị trí thủ lĩnh bộ lạc là điểm khởi đầu để chúng ta phân cao thấp, chỉ cần giành được chức thủ lĩnh, tôi sẽ có được Lam Nguyệt. Chát nhĩ, đừng trách tôi đoạt Lam Nguyệt, tôi cũng muốn cô ấy. Một xa liếc nhìn Chát nhĩ, âm thầm nắm tay, vì vị trí thủ lĩnh mà cũng vì Lam Nguyệt, tinh thần chiến đấu dấy lên trong hắn. Lam Nguyệt không chú ý tới mấy người xung quanh bởi vì chuyện thành lập bộ lạc mà xuất hiện biến hóa. Sau khi ăn cơm tối xong, cô ôm giáp cốt văn về hang động cất kỹ, để sau này từ từ nghiên cứu. Sau đó cô cởi quần định thay băng vệ sinh, phát hiện gì cả đã đi, bèn bảo Chát nhĩ đi nấu nước, muốn tắm rửa rồi đi ngủ tiếp. Cô không nhìn thấy rằng, người đàn ông phía sau, khi phát hiện gì cả của Lam Nguyệt đã đi, ánh mắt đã như sói đói. Lam Nguyệt đã quên mất chuyện cô đồng ý cùng Chát nhĩ giao phối, nhưng Chát nhĩ còn nhớ rất rõ, vẫn luôn chờ đợi cơ hội, rốt cuộc cơ hội đã đến. Chát nhĩ hưng phấn quên luôn cả chuyện lựa chọn thủ lĩnh ban ngày, vội vàng đi chuẩn bị nước nóng, rồi trải giường tươm tất, cởi sạch từ trên xuống, ngồi ở trên chờ Lam Nguyệt. Lam Nguyệt quay đầu lại chuẩn bị tắm thì nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Chát nhĩ, Lam Nguyệt nghĩ tới chuyện kia, chỉ muốn kêu khóc. Trong khoảng thời gian này, Lam Nguyệt kiên quyết không để cho Chát nhĩ động vào người mình. Cô tập trung vào nghiên cứu chữ tượng hình, ngoài ra còn dạy bọn nhỏ nhận biết mặt chữ, dạy phương pháp tính toán bằng buộc nút thắt, sau đó lại đi dịch chữ viết ở trên miếng xương, tốc độ dịch rất chậm. Già Sơn và Già Lưu đều không biết những chữ này, không thể trông cậy được gì, cô chỉ có thể dựa theo trí nhớ của mình mà từ từ dịch. Cô nghĩ chắc chắn không thể dịch xong trong thời gian ngắn được. Khi dạy chữ thì dùng chữ tượng hình, dạy tính toán thì dùng sợi dây thừng buộc nút thắt. Cô không định đưa chữ Hán giản thể và số Ả Rập đến thời viễn cổ này, hiệu ứng cánh bướm như thế nào cô không thể gánh chịu nổi. Cho nên, dù tiến độ rất chậm, cô vẫn kiên nhẫn từ từ làm. Lam Lam, em không để ý đến tôi sao? Chát nhĩ đã về, gần đây Lam Nguyệt không để ý tới hắn sắp phát điên rồi, lần này quay về liền ôm Lam Nguyệt làm nũng. Về rồi à, có mệt không? Có bị thương ở đâu không? Lam Nguyệt cũng biết trong khoảng thời gian này đã lạnh nhạt với hắn, bèn buông mảnh xương xuống, ngả đầu vào trong ngực hắn, ân cần hỏi han. Tôi không sao, đạt với một xa thì bị chảy xước một chút, Thạch đã đi xem rồi. Chát nhĩ nói xong liền hôn lên môi Lam Nguyệt. Ừ, vậy thì tốt, Lam Nguyệt vừa nói vừa hôn trả lại hắn. Chát nhĩ thấy Lam Nguyệt đáp lại mình, ánh mắt nóng lên, tay cũng đưa về phía trước thăm dò. Chát nhĩ đừng, tôi đói rồi. Lam Nguyệt đẩy tay Chát nhĩ ra, Chát nhĩ thất vọng nhìn tay mình, lầm bầm bế Lam Nguyệt lên đi ra khỏi hang. Lam Nguyệt nhìn vậy không khỏi buồn cười. Ra khỏi hang, có bông tuyết rơi vào cổ, Lam Nguyệt rụt cổ lại, cảm giác hiện tại đã là 49 ngày rồi, mùa đông chắc sắp qua rồi, chỉ còn khoảng tháng nữa là sang xuân. Lam Nguyệt ngẩng đầu hỏi, Chát nhĩ, còn đủ thức ăn không? Sợ rằng chỉ đủ cho mười mấy ngày nữa thôi, mùa tuyết ít con mồi, chuột núi cũng không săn được nhiều, mấy ngày gần đây lạnh hơn, rất nhiều con mồi không ra ngoài tìm thức ăn. Chát nhĩ vô cùng lo lắng, thịt trong hang dự trữ thức ăn không còn nhiều, nấm khô mà Lam Nguyệt hái được lúc trước và cá vớt lên trong ao đều đã ăn gần hết, bộ lạc gần 400 con người quả thật tiêu tốn rất nhiều. Lam Nguyệt bước vào trong hang, trông thấy đồ ăn của đám đàn ông rõ ràng ít hơn trước kia rất nhiều, của phụ nữ vẫn không thay đổi, các bé trai thì cầm một chút thức ăn còn dư lại đưa cho các bé gái. Lam Nguyệt thấy hơi đau đầu về vấn đề thức ăn. Chát nhĩ bưng một bát canh cá lớn và một miếng thịt nướng lớn đưa cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nhìn nhìn, đưa lại miếng thịt cho Chát nhĩ. Chát nhĩ muốn cố ăn, Lam Nguyệt kiên quyết đưa cho Chát nhĩ ăn, còn mình thì cầm lấy canh, uống hai ngụm, nhìn chằm chằm vào bát canh cá. Tô, còn cá không? Lam Nguyệt hỏi Tô đang đút cho con gái ăn ở bên cạnh. Hết rồi, mấy con cuối cùng đã cho nấu canh. Sơn đã chia canh cá cho đám phụ nữ rồi. Tô nói, Già Sơn và Già Lưu đảm nhận chức thủ lĩnh, việc phân chia thức ăn gần đây vẫn do bọn họ phụ trách. Lam Lam, ngày mai tôi dẫn người đi xa hơn một chút để săn thú, không thể để em bị đói được. Chát nhĩ nhìn Lam Nguyệt nói, không được,
quá nguy hiểm, ngày mai dẫn mọi người cùng tôi đi bắt cá và đào măng. Lam Nguyệt lắc đầu, không cho Trác Nhĩ đi, gần đây đội săn thú trở về là lại có người bị thương. Lam Nguyệt sợ bọn họ đi đến chỗ sâu trong rừng rậm gặp phải thú dữ đang ngủ đông, lại giống như khi chơi game với tiểu tử, cả đội ngũ bị giết sạch. Phải nghĩ cách khác thôi. Măng mùa đông vẫn có, mặc dù có không ngon bằng trong những mùa khác, nhưng có muối thì vẫn có thể thay đổi hương vị được, quan trọng là phá băng bắt cá. Ngày hôm sau không có tuyết rơi, Lam Nguyệt thấy ông trời nể tình, hưng phấn mặc quần áo vào muốn xông ra bên ngoài, vừa chạy tới cửa hang đã bị kéo về, vì thế, một màn công thủ chiến lại bắt đầu. Trác Nhĩ, tôi muốn đi, Lam Nguyệt dãy giụa. Lam lạnh lắm, đừng đi. Trác Nhĩ dỗ dành. Tôi mặc nhiều như thế này, sẽ không lạnh đâu, để cho tôi đi. Lam Nguyệt sốt ruột. Em bị nhiễm lạnh tôi sẽ lo lắng, cũng sẽ khó chịu. Trác Nhĩ vuốt tóc nói. Lam nha đầu, nếu không cháu chỉ cho Trác Nhĩ cách làm như thế nào, cháu mà ra ngoài thì bọn ta cũng lo lắng. Hai già khuyên nhủ, Tô ở phía sau cũng nhìn cô bằng ánh mắt phản đối. Chết tiệt, Trác Nhĩ buông ra không cho tôi đi, tôi sẽ lén đi. Lam Nguyệt nổi giận. Để tôi ôm em đi, nếu không, không đi đâu cả. Trác Nhĩ thỏa hiệp. Được rồi, ôm thì ôm đi, Lam Nguyệt cũng đành thỏa hiệp. Chăm sóc con bé cẩn thận, để bị lạnh bọn ta sẽ xử lý anh. Hai già uy hiếp. Một đám người đi đến bờ con sông nhỏ bên cạnh rừng trúc, đây là một khu nước sâu. Lam Nguyệt phân công mấy người mang giỏ trúc đi đào măng mùa đông, dặn bọn họ vừa đi vừa dùng gậy gỗ gỗ gõ. Trúc diệp thanh là loài rắn có độc, loài động vật ngủ đông này mà bị đánh thức thì sẽ rất hung hãn, chẳng may bị nó cắn thì sẽ rất phiền toái. Lam Nguyệt đã từng nghĩ ăn thịt rắn, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy con rắn nào. Nếu không phải Trác Nhĩ nói với cô là có loài rắn chân dài, cô còn tưởng rằng ở thời viễn cổ này còn chưa xuất hiện loài rắn ấy chứ. Nhưng vẫn là loài rắn chưa tiến hóa hoàn toàn, còn có hai cái chân, không phải chưa tiến hóa hoàn toàn thì là cái gì? Sắp xếp người đi đào măng xong, cô được Trác Nhĩ choàng ra thú lên đứng ở bờ sông chỉ huy. Đám đàn ông đi xuống phá băng, Trác Nhĩ cũng vác dìu đá nhảy xuống hỗ trợ, gõ rất lâu, mới đập vỡ được tầng băng. Lam Nguyệt nhìn những con cá lúc nhúc trong làn nước phía dưới lớp băng, háo hức cầm túi lưới muốn xông lên, lại bị Trác Nhĩ kéo lên trên bờ, chỉ có thể đỏ mắt đứng nhìn. Dọc theo khu vực nước sâu, Lam Nguyệt phân công đám đàn ông đi phá thật nhiều hố, mấy người phụ trách bắt cá ở một hố, lại phân mấy người đi nhặt cá mổ cá. Mấy người dùng vài đá múc nước để rửa, những người còn lại thì bỏ cá đã làm sạch vào trong giỏ khiêng trở lại bộ lạc, đặt ở trước cửa ra vào, rồi kéo tuyết về phủ lên để làm đông lạnh cá, cho đến khi tuyết chồng chất thành một đống lớn mới dừng lại. Khu nước sâu trong con sông sát bên rừng trúc vốn đang cực kỳ đông đúc cá lớn, sau một hồi mò vớt đã không còn một con, những con còn lại không dám ngoi mặt nước mà lặn hết xuống đáy nước. Bầy cá chưa bao giờ gặp phải một đám người điên cuồng như vậy. Lam Nguyệt phất phất tay ra hiệu trở lại bộ lạc. Những người đi đào măng cũng đã quay trở lại, đều xách mấy giỏ măng thật lớn. Đám phụ nữ vội vàng chạy lên nghênh đón, hỗ trợ bỏ măng ra xếp ở cửa hang. Nhìn một đống thức ăn lớn này, Lam Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện, cái này đủ dùng đến mùa xuân rồi. Trong đám người không biết người nào khởi xướng, chí giả, khiến cho một đám người đồng thanh hô hào, chí giả, theo. Lam Nguyệt thấy mọi người nhiệt tình như vậy, rụt đầu lại, vùi trong ngực Trác Nhĩ. Trác Nhĩ cười cười với mọi người, vỗ nhẹ rồi ôm cô trở về hang.